Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tập 71. Quyển 17, chương 26. Chè ống đúng là có mùi vị rất đặc biệt, làm người ta thích thú. Triệu Quốc Đống hay uống trà khá kinh ngạc, hắn thật không ngờ Văn Thành xa xôi này mà lại có nhiều mặt hàng đặc sắc đến thế, không thua kém gì các loại trà hàng đầu của Trung Quốc. Đề tài rất nhanh kéo dài sang ngành sản xuất chè Văn Thành. Vì Văn Minh có lẽ vẫn nhớ đến lời của Điền Vĩnh Thái nên không tránh việc đề cập tới Ninh Lăng. Ngành sản xuất công nghiệp của Văn Thành yếu kém nhất là mấy huyện chỉ có vài công ty công nghiệp nhẹ nhỏ. Mặc dù Văn Thành có hàm lượng quặng sắt phong phú nhưng do cơ sở vật chất chung như giao thông, thông tin, điện hạn chế nên chưa chính thức tiến vào giai đoạn khai thác bình thường. Sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm vị trí chủ đạo trong nền kinh tế Văn Thành, ngành công nghiệp, dịch vụ đều thiếu khả năng phát triển. Thị xã Văn Thành không có đường sắt, cũng không có quốc lộ đẳng cấp cao. Chẳng qua việc này cũng mang lại vài ưu thế, đó là Văn Thành không có ngành công nghiệp ô nhiễm, có ưu thế trời ban để sản xuất thuốc lá, chè. Trưởng ban Triệu, nghe nói ngài lúc công tác ở Ninh Lăng đã thành công thúc đẩy ngành chè. Văn Thành chúng tôi có lịch sử lâu đời về sản xuất chè, hơn nữa điều kiện thời tiết, địa chất đều thích hợp, chỉ là thiếu tài chính, kỹ thuật, công ty hàng đầu nên không thể phát triển với quy mô lớn được. Không biết ngài có thể có con đường nào thích hợp giúp Văn Thành chúng tôi không? Vi Văn Minh một bên tự rót thêm nư cảnh sát cho Triệu Quốc Đống, một bên nói. Trưởng ban Triệu, trà ống Quảng Bắc của chúng tôi đủ thơm chứ? Chắc không kém gì chè Ninh Lăng. Ừ, chè ống đúng là có phong cách riêng nhưng nó khác với chè sao, tôi rất thích. Triệu Quốc Đống không che giấu gì. Lúc ấy ngành sản xuất chè của Ninh Lăng cũng tản mát, tôi làm chủ tịch Hoa Lâm là huyện nghèo cấp quốc gia. Nếu muốn thoát khỏi cái mũ này thì phải tìm đường quanh các nơi. Lúc ấy vừa vặn gặp một công ty đến đàm phán với bên Tân Châu để hợp tác sản xuất chè, hình như không đàm phán xong nên tôi tìm tới. Chè Hoa Lâm khi đó không nổi tiếng bằng Tân Châu nhưng trên thực tế có chất lượng không khác nhau. Công ty kia sang Hoa Lâm khảo sát việc trồng chè thấy cũng được nhưng điều kiện đưa ra rất chặt, về cơ bản có ý lũng đoạn, yêu cầu huyện phải giao tất cả khu đất trồng chè tốt cho bọn họ, việc trồng cây, thu hái đều do bọn họ khống chế. Tôi lúc ấy mạo hiểm chấp nhận lời mắng chửi mà đồng ý nhưng có một yêu cầu là phải tạo thương hiệu chè riêng cho Hoa Lâm. Công ty Dụ Thái này cũng giỏi kinh doanh, biết cách tạo thương hiệu. Sau mấy năm đã biến ngành sản xuất chè Hoa Lâm phát triển nhanh chóng, đè được chè Tân Châu. Bây giờ hầu hết nguyên liệu chè Tân Châu đều bị Ninh Lăng mua lại. Triệu Quốc Đống khá tự hào với điểm này. Vi Văn Minh rất biết chọn đề tài gãi đúng chỗ ngứa của Triệu Quốc Đống. Khi đề tài kéo dài ra, Triệu Quốc Đống mới phát hiện rơi vào bẫy. Việc Vi Văn Minh đưa ra đề nghị mời công ty Dụ Thái đến Văn Thành khảo sát, hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Hai anh nghĩ biện pháp đưa tôi vào bẫy hả? Việc này không phải việc của tôi, các anh đi tìm Chủ tịch Quốc Lương mới đúng. Triệu Quốc Đống một tay cầm ấm trà, một bên chỉ. Tôi uống cốc chè mà bị vướng vào một chuyện, đúng là. Hắc hắc, trưởng ban Triệu, ai bảo danh tiếng của ngài quá nổi. Điền Vĩnh Thái cười ha hả nói. Người dân Văn Thành thuần chất, thiện lượng, hàm lượng quặng sắt phong phú nhưng do đường xá, cơ sở vật chất nên không phát triển được. Nói thật đây là điều mà người Văn Thành rất lo lắng. Lão Điền nói đúng, lần trước chủ nhiệm Trử về cũng nói tới việc này làm tôi và Lão Vi rất xấu hổ. Trụ cột kinh tế Văn Thành bạc nhược, thị ủy và ủy ban vẫn tích cực tìm điểm đột phá, mấy năm gần đây tốc độ tăng trưởng khá nhanh nhưng chênh lệch với các khu khác vẫn là rất lớn. Trương Quốc Phú nói, nguyên nhân lớn nhất hạn chế sự phát triển của Văn Thành chính là tư tưởng của cán bộ, quần chúng, còn có một nguyên nhân khách quan là do đường giao thông và cơ sở vật chất gây ra. Ở điểm này xin mời trưởng ban Triệu giúp đỡ. Trương Quốc Phú và Vi Văn Minh nói thẳng làm Triệu Quốc Đống có ấn tượng tốt. Theo hắn thấy Văn Thành mặc dù còn nghèo hơn mấy thị xã khu vực Điền Tây nhưng tư tưởng của cán bộ lãnh đạo thoáng hơn nhiều. Mặc dù Trương Quốc Phú cũng cho rằng tư tưởng của cán bộ lãnh đạo Văn Thành cần được giải phóng thêm nhưng Triệu Quốc Đống vẫn khá hài lòng. Dù là công tác gì cũng cần một quá trình, một lần xong ngay chỉ có phản tác dụng. Hai anh có thể nhận ra điểm này là rất tốt. Nhân tố khách quan thì chúng ta có thể thông qua một vài cố gắng để bù lại, nhưng chủ quan nhất là về tư tưởng là điều chúng ta cần nhanh chóng giải quyết. Cá nhân tôi cho rằng cục diện của Văn Thành là tốt nhưng cần cố gắng mở rộng tầm mắt, giải phóng tư tưởng, cải thiện tác phong làm việc, nhất là công tác phục vụ, có quan niệm trọng tâm vây quanh việc phát triển kinh tế. Nó còn quan trọng hơn là việc thu hút một hai hạng mục lớn vào Văn Thành. Triệu Quốc Đống gật đầu đồng ý quan điểm của Trương Quốc Phú.
dưới gốc Ngô Đồng kiểu gì cũng có Phượng Hoàng tới. Ngô Đồng không chỉ là về xây dựng cơ sở vật chất, còn kể cả tác phong làm việc và hiệu suất của đảng ủy, chính quyền, vế sau ở vài tình huống còn quan trọng hơn vế trước. Nhất là đối với nhà đầu tư nước ngoài và nhà kinh doanh khu vực Duyên Hải mà nói, bọn họ càng chú ý thái độ, tác phong của chính quyền địa phương. Dù điều kiện kém một chút nhưng chỉ cần tác phong của chính quyền địa phương tốt là được. Triệu Quốc Đống nói làm Trương Quốc Phú và Vi Văn Minh đều khá động tâm. Văn Thành ở tận cùng phía Đông Nam Điền Nam, cơ sở vật chất lạc hậu, phát triển kinh tế chậm. Trương Quốc Phú và Vi Văn Minh đã làm bí thư và thị trưởng 2-3 năm, địa vị đã củng cố nhưng kinh tế mãi không chấn hưng là điều làm bọn họ lo nhất. Hai người đã sớm bỏ hiềm khích mới đầu mà một lòng một dạ suy nghĩ làm như thế nào giúp kinh tế Văn Thành phát triển. Nhất là sau khi Thái Chánh Dương đến làm bí thư tỉnh ủy càng chú trọng sự phát triển kinh tế hơn, cũng có thái độ nghiêm khắc hơn với lãnh đạo chủ yếu các nơi có kinh tế chậm phát triển, điều này làm hai người bọn họ sợ hãi. Làm thế nào để kinh tế phát triển là nhận thức chung của cả hai nhưng do trụ cột của Văn Thành quá kém, giao thông hạn chế nên hai người dù muốn thu hút đầu tư cũng không có đột phá mấy. Lần này Triệu Quốc Đống mặc dù đến khảo sát với danh nghĩa trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng cũng làm hai người lo lắng. Có lời đồn Trung ương không hài lòng với sự phát triển kinh tế của Điền Nam nên mới điều Triệu Quốc Đống giỏi làm kinh tế đến làm trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam, đây là muốn xúc tiến phát triển kinh tế của Điền Nam, nhất là từ việc xây dựng bộ máy để nhằm tạo tiền đề cho kinh tế Điền Nam phát triển. Trử Liễu đã chuyên môn gọi cho hai người, yêu cầu cần chú trọng đợt khảo sát này của Triệu Quốc Đống. Ý của đối phương chính là có thể đây là bước đầu cho việc bí thư tỉnh ủy Thái Chánh Dương có ý đồ điều chỉnh bộ máy các nơi. Nếu để Triệu Quốc Đống có ấn tượng không tốt thì tình huống sau này sẽ rất khó nói. Trưởng ban Triệu nói đúng, Văn Thành chúng tôi mặc dù điều kiện chung kém nhưng chúng tôi sẽ cố gắng bù lại ở bên phục vụ mềm. Vi Văn Minh thở dài nói, chỉ là cơ sở vật chất vẫn rất quan trọng. Trưởng ban Triệu, Văn Thành chúng tôi đúng là chịu khổ nhiều từ việc này, chúng tôi muốn cải thiện điều kiện để phát triển nhưng tài chính của thị xã là quá ít, chúng tôi có tâm mà không có sức. Nói thật. Tôi và Bí thư Quốc Phú hai năm nay ăn ngủ không yên, tóc bạc không ít vì muốn giải quyết vấn đề này. Năm ngoái tỉnh và Bộ Giao thông đã ký kết hợp tác, tiến thêm một bước tăng cường địa vị trung tâm của Điền Nam đối với khu vực Đông Nam Á, qua đó đường sắt Điền Quế đã được lên kế hoạch nhưng đây chỉ là tiếng sấm chứ chưa thấy người tới. Nếu đường sắt này có thể theo quy hoạch chạy qua Văn Thành chúng tôi thì nó sẽ thúc đẩy cho kinh tế Văn Thành phát triển nhanh hơn. Vi Văn Minh nói làm Triệu Quốc Đống khá giật mình. Ai nói cán bộ địa phương sẽ không một lòng muốn phát triển. Nhất nhất hắn thấy được khát vọng của Trương Quốc Phú, Vi Văn Minh. Quyển 17, chương 27. Triệu Quốc Đống khảo sát ở Văn Thành không hài lòng. Mặc dù kinh tế nơi đây lạc hậu nhưng hắn thấy cán bộ, quần chúng thị xã Văn Thành có quyết tâm, cán bộ lãnh đạo cũng không có tâm lý ngồi một chỗ mà một lòng một dạ mưu cầu phát triển. Đúng vì vậy nên Triệu Quốc Đống mới chủ động giúp Văn Thành liên lạc với tập đoàn Hâm Đạt đến khảo sát hoàn cảnh đầu tư của Văn Thành. Hắn tin tài nguyên quặng sắt phong phú ở Văn Thành sẽ có sức hấp dẫn với tập đoàn Hâm Đạt. Việc này làm mấy người Trương Quốc Phú rất vui mừng. Tập đoàn Hâm Đạt là công ty tư nhân hàng đầu Trung Quốc, nếu có thể đến đầu tư ở khu vực miền núi như Văn Thành thì chính là tin tức rất tốt. Trương Bảo Quốc và Vi Văn Minh hưng phấn làm Triệu Quốc Đống không thể không nhắc bọn họ mình đây chỉ là mời tập đoàn đến khảo sát. Hơn nữa dù tập đoàn Hâm Đạt có quyết định đầu tư thì Văn Thành cũng cần phải chú ý đến chính sách, bảo vệ môi trường tránh khỏi bị đối phương lợi dụng điểm này. Sao, đi một thời gian thấy thế nào? Thái Chánh Dương ra hiệu Triệu Quốc Đống ngồi xuống còn y vẫn tiếp tục đọc văn bản trong tay. Cũng được, đã chạy hết Điền Tây, Điền Đông, còn có Sở Châu ở Điền Trung. Em đi được một nửa rồi, coi như hiệu suất cao chứ. Triệu Quốc Đống nghiêng người ngồi dựa vào ghế. Ở chỗ Thái Chánh Dương là nơi hắn rất thoải mái, đương nhiên đó là khi chỉ có hai người. Dù là khi có thư ký của Thái Chánh Dương ở đây thì Triệu Quốc Đống vẫn biết giữ quy củ. Ừ, còn Điền Tây Nam, Điền Tây Bắc, tốc độ thật ra nhanh nhưng không biết thu hoạch của chú là như thế nào. Thái Chánh Dương vẫn không ngẩng đầu. Ồ, nói như thế nào nhỉ? Tình hình bên Điền Nam thực tế không khác mấy so với tỉnh An Nguyên, chủ yếu khác là do ở vùng biên giới và vấn đề dân tộc. Nhưng từ góc độ nào đó mà nói thì đó cũng là tài nguyên, dùng tốt thì sẽ tạo được tác dụng tích cực. Triệu Quốc Đống hăng hái nói. Đi một vòng mặc dù mệt nhưng coi như mở rộng tầm mắt. Phong cảnh Điền Nam làm em lưu luyến, mặc dù chỉ đi quanh nhưng cũng làm em có nhiều cảm nhận. Xem ra chú có ấn tượng tốt với Điền Nam. Thái Chánh Dương cuối cùng đã ngẩng đầu lên nhìn Triệu Quốc Đống.
Thái ca, từng nơi đều có điểm đặc biệt riêng, đương nhiên nơi này có nhiều nơi không thể so sánh với nơi khác. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Nhưng nó cũng tồn tại nhiều vấn đề tương tự các nơi khác. Ồ, Thái Chánh Dương gật đầu dựa lưng về phía sau. Đi qua như vậy mà cũng có thể nhìn ra vấn đề sao? Thái ca, chỉ có thể nói là em thấy vấn đề chính, đương nhiên vấn đề cụ thể cũng cần phân tích, điều kiện các nơi sai khác nhau nên vấn đề cũng có thể khác. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Rất tốt, anh cũng muốn nghe chú là người lập nghiệp từ kinh tế phân tích vấn đề. Thái Chánh Dương đương nhiên có hứng thú với điều Triệu Quốc Đống nói. Thái ca, em có phải múa rìu trước lỗ ban không? Triệu Quốc Đống cười nói. Nói đi, đừng có vòng vo nữa. Thái Chánh Dương có chút tức giận trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không hề khách khí nữa mà nói qua những gì mình nghe, thấy ở Điền Tây, Điền Đông, đồng thời cũng nói về cảm tưởng lãnh đạo chủ yếu mấy thị xã đó, cuối cùng hắn lấy tư cách cá nhân mà phân tích vấn đề tồn tại, ưu thế cho sự phát triển kinh tế, xã hội của mấy thị xã đó. Điểm này trước khi Triệu Quốc Đống đi khảo sát thì Thái Chánh Dương đã chuyên môn dặn hắn, muốn hắn nhảy ra khỏi chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ mà toàn diện phân tích tình hình. Thái Chánh Dương nghe rất nghiêm túc, thậm chí còn viết vào sổ nhất là những vấn đề mà Triệu Quốc Đống đưa ra về kết cấu kinh tế, ưu khuyết điểm của mấy thị xã, y cũng đưa ra câu hỏi làm Triệu Quốc Đống cảm thấy mình như biến thành phó chủ tịch thường trực mà không phải trưởng ban tổ chức cán bộ. Ừ, Quốc Đống, xem ra chuyến này chú có không ít thu hoạch, anh còn lo chú đi một vòng chỉ cho có mà thôi, khó tìm ra được gì thực tế. Thái Chánh Dương rất hài lòng với biểu hiện trong chuyến đi này của Triệu Quốc Đống. Đối phương chẳng những có thể có cái nhìn qua về bộ máy mấy thị xã, cũng có thể từ góc độ trưởng ban tổ chức cán bộ để nói về việc làm như thế nào xúc tiến phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương. Thái ca, đi theo anh lâu như vậy thì dù như thế nào em cũng học được chút bản lĩnh chứ. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Nói tóm lại tiềm lực của Điền Nam rất lớn, phát triển cũng không cân bằng. Em cảm thấy tình hình giống như lúc em mới tới Ninh Lăng vậy. Vừa có nơi tương đối phát triển như Côn Châu, Ngọc Hà, Khúc Châu, nhưng cũng có nhiều khu vực lạc hậu như Đức Hồng, Vĩnh Xương, Văn Thành, Chiêu Đạt. GDP bình quân ở Côn Châu gấp 5 lần so với nơi thấp nhất là Chiêu Đạt, tổng GDP của Côn Châu gấp trên 30 lần so với Tam Giang, một bộ phận lớn dân chúng còn ở mức nghèo. Vậy chú thấy nguyên nhân chính tạo thành hiện tượng này là gì? Thái Chánh Dương thản nhiên nói. Ừ, nguyên nhân là rất nhiều nhưng theo những gì em thấy từ mấy thị xã thì có hai tình huống chính. Thứ nhất là nơi có điều kiện kinh tế tương đối tốt một chút, vấn đề chủ yếu của bọn họ là do một số cán bộ lãnh đạo có tâm lý tự an ủi mình, yên tâm với thực tại cho nên tính năng động thiếu. Ngoài ra ở khu vực tương đối lạc hậu thì em cảm thấy có hai nhân tố chính. Một là do bộ máy thiếu tính tiến thủ, phần khác có nguyên nhân khách quan là điều kiện tự nhiên ác liệt, nhất là giao thông có hạn chế, đầu tư vào cơ sở vật chất thiếu thốn. Thái Chánh Dương thở dài một tiếng. Phải nói Triệu Quốc Đống nhìn nhận vấn đề khá công bằng khách quan, điều kiện khách quan và chủ quan là nguyên nhân làm Điền Nam phát triển không cân đối, trong đó nguyên nhân khách quan ảnh hưởng tương đối lớn. Sau khi Thái Chánh Dương tới Điền Nam vẫn cố gắng điều chỉnh ở phương diện này nhưng Ủy ban tỉnh lại không quá phối hợp với việc này. Quốc Đống, vậy chú đi mấy thị xã như vậy ngoài việc thấy vấn đề thì có thấy gì đáng khen không? Làm bí thư tỉnh ủy, Thái Chánh Dương không thể nghi ngờ gánh chịu áp lực khá lớn. Lời nói của Triệu Quốc Đống mang đến nhiều mặt trái, mặc dù Thái Chánh Dương đã sớm ý thức được điểm này nhưng Triệu Quốc Đống vẫn thấy đối phương khá nặng nề. Nếu như Thái Chánh Dương chỉ hy vọng biểu hiện bình thường ở chức bí thư tỉnh ủy Điền Nam thì chỉ cần không có vấn đề, phát triển tầm tầm là đủ. Nhưng Thái Chánh Dương không muốn thế. Điều kiện trụ cột của Điền Nam mặc dù kém một chút nhưng Thái Chánh Dương không phải người thấy khó là lui, công việc ở đâu không khó khăn. Đúng là do khó khăn nên Trung ương mới đưa y tới đây. Gặp khó khăn lùi bước vậy không bằng y ở lại trên bộ an nhàn cho xong. Hai năm qua y ban đầu từ chỉ có một mình, đến bây giờ đã dần từng bước kéo lại cục diện, Trung ương cũng có khẳng định với vài quan điểm của mình. Nhất là việc điều Triệu Quốc Đống tới làm trưởng ban tổ chức cán bộ càng chứng minh điểm này. Anh biết, đúng, Quốc Đống, chú đi Vĩnh Xương cùng Đức Hồng thì tiến triển xây dựng đường sắt Điền Miễn, cao tốc Điền Miễn đến đâu rồi? Thái Chánh Dương hỏi. Triệu Quốc Đống cũng giới thiệu qua việc này, cũng tiến hành phân tích sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của hai thị xã Vĩnh Xương cùng Đức Hồng. Hắn thấy vẻ mặt Thái Chánh Dương khá nặng nề làm hắn hơi động tâm. Mặc dù hắn không nói bộ máy hai cấp thị xã,
Huyện ở Vĩnh Xương có vấn đề nhưng hắn cảm thấy Thái Chánh Dương không phải không biết gì về sự thật sau lưng sự kiện Long Lĩnh. Bởi vì vậy Triệu Quốc Đống thậm chí loáng thoáng cho rằng Thái Chánh Dương đang chờ gì đó, giống như chờ mình phát huy tác dụng chủ động ở việc này vậy. Quyển 17, chương 28. Triệu Quốc Đống từ văn phòng Thái Chánh Dương ra vẫn suy nghĩ lời đối phương nói. Ý của Thái Chánh Dương mặc dù không quá rõ nhưng trong thời gian này Triệu Quốc Đống đi quanh mấy nơi nên hiểu khá rõ tình hình các nơi này, hắn cũng dần hiểu được vài ý của Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương nhất định là hiểu về sự kiện Long Lĩnh, thậm chí có khi còn hiểu hơn cả mình. Vậy Thái Chánh Dương thông qua con đường nào để tìm, nhất định là ủy ban kỷ luật. Triệu Quốc Đống thoáng cái thấy được điểm sáng, Chử Liễu ẩn quá sâu, bảo sao Hùng Chính Lâm nói Chử Liễu có tác phong cẩn mật, không đến lúc quan trọng sẽ không để lộ. Chử Liễu nhất định là sớm báo cáo qua về sự kiện Long Lĩnh với Thái Chánh Dương, nhưng Thái Chánh Dương và Chử Liễu vẫn im lặng là vì sao? Ỉm việc này đi hay là để thời gian hòa tan? Vậy câu nói cuối cùng của Thái Chánh Dương là sao? Đây là điều làm mình đáng phải suy nghĩ. Thái Chánh Dương quyết không phải muốn bỏ mặc việc này, đối phương cũng không phải loại vì thành tích mà bỏ qua việc như vậy. Làm như thế nào xử lý tốt việc này là điều mà Triệu Quốc Đống cần suy nghĩ. Hắn vừa cần phải giữ uy tín của Thái Chánh Dương, lại muốn xử lý những kẻ gây ra sự kiện Long Lĩnh. Về đến văn phòng, Triệu Quốc Đống liền gọi Kỳ Tử Lan và Phương Dạ Bạch đến văn phòng mình. Trong thời gian này Kỳ Tử Lan vẫn tập trung điều tra bộ máy hai thị xã Đức Hồng cùng Vĩnh Xương, Phương Dạ Bạch hỗ trợ Kỳ Tử Lan. Bộ máy Đức Hồng bình thường, tư tưởng cứng nhắc, không có chí tiến thủ, 3 năm liền có tốc độ tăng trưởng xếp cuối toàn tỉnh, uy tín của đảng ủy, chính quyền thấp, sức chấp hành không thể thực thi, việc điều chỉnh bộ máy là cần làm. Mà bộ máy Vĩnh Xương do sự kiện kia đã lộ ra vấn đề lớn hơn nữa. Hoa Tử Tài mặc dù tích cực trong công việc nhưng lại không nhìn đúng người, sự kiện quần thể xuất hiện thì y không phải hoàn toàn không biết gì nhưng lại hy vọng có thể ỉm việc này đi, chuyện lớn hóa nhỏ. Đến khi Triệu Quốc Đống đến khảo sát thì y vẫn muốn ôm tâm lý may mắn mong qua cửa. Chị Lan, xem ra vấn đề bộ máy hai thị xã Điền Tây rất phức tạp. Thư ký mới của Triệu Quốc Đống, Vương Việt đã chính thức bắt đầu đảm nhiệm chức vị, y rót nước cho Kỳ Tử Lan và Phương Dạ Bạch rồi lễ phép đóng cửa ra ngoài. Ừ, có chút phiền phức, chẳng qua trưởng ban Triệu, điều chỉnh nhân sự có bao giờ là không phiền phức chứ? Kỳ Tử Lan thật ra trông khá nhàn nhã. Công việc của ban ta vốn chính là làm việc này, nhiều người chú ý, có người vui có người mừng, có người cảm kích thì cũng có người tức tối. Quen rồi là dễ mà. Ha ha, hay cho câu quen là dễ. Đúng thế, chúng ta công bình là được, không để tình cảm riêng đan xen vào trong đó, tôi nghĩ dù cho có chút bất mãn hoặc là không hiểu thì chúng ta cũng chịu được. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Dạ Bạch, tình hình về cơ bản đã có rồi chứ? Ừ, cũng được. Bên ủy ban kỷ luật khá phối hợp, tôi đánh giá bọn họ cũng sắp có kết luận. Ừ, tôi cảm thấy bọn họ đang chờ gì đó, không chừng có thể sẽ có cơ quan tư pháp tham gia nữa. Phương Dạ Bạch nói, y cảm thấy thời gian này mình có nhiều việc nhất từ khi đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy công tác. Triệu Quốc Đống đã yêu cầu y đến cùng với tổ công tác của ủy ban kỷ luật đánh giá về bộ máy Vĩnh Xương, tìm ra nguyên nhân lớn nhất tại sao bộ máy Vĩnh Xương lại xuất hiện vấn đề. Trưởng ban Triệu. Tôi thấy bộ máy hai thị xã mặc dù có vấn đề khác nhau nhưng đều rất nghiêm trọng, hơn nữa không thể cứ kéo dài như vậy. Tôi cho rằng ban có thể cần tổ chức hội nghị tiến hành nghiên cứu, sau đó báo cáo với Bí Thư Trương, Bí Thư Thái. Kỳ Tử Lan đưa tài liệu trong tay cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vừa xem vừa nói. Ban đã có kế hoạch cụ thể nào chưa? Kỳ Tử Lan nghe xong không khỏi phì cười. Cô cũng biết vị trưởng ban này còn chưa rõ trình tự cơ bản khi nghiên cứu nhân sự của ban. Vì thế có những lúc nghe bố trí như người ngoài ngành vậy. Những đợt điều chỉnh lớn như vậy thì ban chỉ có thể đưa ra sau đó gì bí thư, phó bí thư và trưởng ban có ý kiến sơ bộ, khi đó ban mới chính thức nghiên cứu, đưa ra một phương án chung rồi trình lên hội nghị bí thư để nghiên cứu, nếu có khác nhau hoặc cần điều chỉnh thì phải nghiên cứu điều chỉnh một lần nữa, đến khi hội nghị ban bí thư về cơ bản nhất trí mới đưa ra hội nghị thường vụ. Trưởng ban Triệu. Lãnh đạo các ngài chưa có ý kiến rõ ràng thì sao chúng tôi dám đưa ra phương án được? Kỳ Tử Lan cười hì hì nói. Ngài đầu tiên cần trao đổi với Bí Thư Trương, rồi hỏi ý kiến Bí Thư Thái, sau đó ban mới có thể tiến hành công việc. Triệu Quốc Đống cười nói. Chị Kỳ, chị đừng nói, tôi đúng là người ngoài ngành ở việc này, mấy trình tự này thì chị cần phải luôn nhắc tôi, có đôi khi đầu nóng lên tôi lại vượt bước thì sao? Trưởng ban Triệu, đây chỉ là vấn đề chi tiết.
ngài chỉ cần giữ vững các bước quan trọng là được. Nếu Bí thư Trương, Bí thư Thái đồng ý với ý của ngài thì ngài có thể yêu cầu ban triển khai công việc. Kỷ Tử Lan nói. Triệu Quốc Đống gật đầu đồng ý. Trao đổi với Trương Bảo Quốc là bắt buộc, nhưng trước đó hắn còn cần phải trao đổi với một nhân vật quan trọng nữa. Ồ, trưởng ban Triệu, anh đúng là khách quý. Đến Điền Nam lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên đến ủy ban kỷ luật chúng tôi đó. Trên khuôn mặt đen của Trử Liễu nở nụ cười hiếm hoi, tóc cắt ngắn như đàn ông, mặc một chiếc áo ngắn tay. Hắc hắc, chủ nhiệm Trử, nơi của chị không có bánh trái thơm ngon gì, ai không có việc gì đến chỗ chị chứ? Tôi không tin mấy người trưởng ban Hoàng, Bí thư Tôn bọn họ cũng muốn tới chỗ chị suốt. Sợ là thật sự nhận được điện của chị thì mọi người chắc phải suy nghĩ là bên dưới có ai vi phạm gì không? Triệu Quốc Đống cười ha hả rồi nhìn xung quanh. Đúng thế, trưởng ban Triệu, ban tổ chức cán bộ của anh thì ai cũng muốn tới, dù không có việc gì cũng muốn tới chỗ mấy vị phó trưởng ban chỗ anh ngồi, coi như để quen mặt mà. Không chừng lần nghiên cứu điều chỉnh sau đó có thể nhớ tới mà. Nhưng đến ủy ban kỷ luật chúng tôi làm gì? Vốn không có việc gì, nói không chừng hay đến ủy ban kỷ luật thì sẽ bị nhớ thì sao? Trử Liễu nói chuyện khá khôi hài. Chủ nhiệm Trử, người có suy nghĩ này nhất định là trong lòng có điểm lo lắng, nếu trong lòng tự nhiên thì suốt ngày tới ủy ban kỷ luật cũng không ai làm gì được anh. Triệu Quốc Đống cầm cốc trà nóng do thư ký của Trử Liễu mang tới rồi cảm ơn. Ngồi đi, trưởng ban Triệu. Sau khi thư ký đi ra, Trử Liễu gật đầu ra hiệu mời Triệu Quốc Đống ngồi xuống ghế trước mặt mình. Triệu Quốc Đống hơi động tâm, xem ra mình đoán không sai, Trử Liễu này vẫn đợi mình tới. Chuyến tới Điền Đông có thuận lợi không? Triệu Quốc Đống vốn nghĩ Trử Liễu sẽ đi thẳng vào vấn đề nhưng không ngờ lại hỏi như vậy, Triệu Quốc Đống cũng không quá để ý. Cũng được, tôi tới cả Điền Đông, Điền Tây, cảm thấy đúng là khác nhau, cũng đã đến quê cả chủ nhiệm Trử xem một chút. Ừ, Tết tôi cũng về quê 2 ngày nhưng không báo cho Văn Thành, tôi chỉ muốn yên tĩnh ở quê vài hôm. Ra ngoài 10 năm, về 2 năm mà vẫn không tìm được cơ hội về nghỉ ngơi. Năm nay tôi xin Bí thư Thái cho tôi nghỉ về quê vài hôm. Trử Liễu nói, quê hương thay đổi không nhiều làm người ta nhớ lại kỷ niệm trước đây nhưng trong lòng lại nuối tiếc. Bên ngoài thay đổi rất lớn nhưng cuộc sống quần chúng quê hương thay đổi không lớn, nói khó nghe một chút là rất nhiều đoạn đường, nhà cũng vẫn như lúc tôi rời khỏi Văn Thành 10 năm trước, chính tôi cũng thấy xấu hổ. Chủ nhiệm Trử, lần này tôi cũng đến Văn Thành, xem 2 quận, huyện ở Văn Thành. Tôi thấy Văn Thành mặc dù do nhân tố khách quan nên chậm phát triển một chút nhưng quan niệm tư tưởng của cán bộ lãnh đạo khá thoáng, đây là hiện tượng tốt. Trử Liễu mặc dù không phải không có ý phê bình bộ máy thị ủy, ủy ban Văn Thành nhưng đây là người ta nói quê của mình, Triệu Quốc Đống biết mình không thể nói hùa theo. Hơn nữa hắn có ấn tượng tốt đối với bộ máy Văn Thành. Trưởng ban Triệu, anh không cần nói giúp Trương Quốc Phú và Vi Văn Minh. Chẳng qua tâm lý mong muốn phát triển của hai bọn họ thì tôi cũng hiểu một chút. Chỉ là hai người bọn họ đúng là thiếu biện pháp, đồng thời đường giao thông và cơ sở vật chất kém, tôi nghe nói anh đã có không ít lời hứa với Văn Thành. Trử Liễu nói. Quyền 17, chương 29. Ồ, chuyện này cũng truyền tới tai chủ nhiệm Trử rồi sao? Miệng Trương Quốc Phú này đúng là không biết giấu gì cả. Triệu Quốc Đống ra vẻ kinh ngạc nói. Đây chỉ là việc giới thiệu mà thôi, thành công hay không lại là việc khác. Được rồi trưởng ban Triệu. Chủ nhiệm Chính Lâm đã gọi điện cho tôi, y rất khen về khả năng làm công tác kinh tế của anh. Ninh Lăng có thể là thị xã đầu tiên của khu vực đất liền chúng ta đột phá 100 tỷ, nói anh có công lao lớn nhất cũng không quá đáng chứ. Trử Liễu cười nói, tập đoàn Hâm Đạt thì tôi biết, là công ty lập nghiệp từ ngành quặng và phân bón, bây giờ đang đầu tư một hạng mục lên đến hàng chục tỷ về điện phân nhôm ở Ninh Lăng. Dù chỉ là một phần nhỏ trong số đó cũng có thể khiến Văn Thành được lợi rất lớn mà. Còn về hạng mục sản xuất chè thì tập đoàn Dụ Thái tôi cũng biết. Tôi lúc ở Bắc Kinh đã nghe nói đây là công ty thuộc nhóm đầu trong ngành chè Trung Quốc chúng ta. Nghe nói chè Ninh Lăng cũng là do bọn họ đầu tư vào nên mới nổi tiếng như vậy. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn Trử Liễu. Lần này hắn đúng là khá kinh ngạc vì không ngờ Trử Liễu lại hiểu rõ tình hình đến như vậy hơn nữa hiểu khá sâu. Hắn nghe nói Trử Liễu có cảm tình rất sâu với Văn Thành, nghe nói từng có một hạng mục về nâng cao chất lượng nước. Đất vốn được xác định đầu tư vào Văn Thành nhưng về sau không biết vì nguyên nhân gì chuyển sang thị xã Chiêu Đạt làm Trử Liễu rất tức giận, còn ngồi vỗ bàn tranh luận với Lý Đằng, xem ra câu nói này không hề sai. Sao, trưởng ban Triệu, chẳng lẽ chỉ do anh mới nên chú ý đến công tác kinh tế,
còn tôi là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật chỉ có thể mỗi ngày mặt xanh, mặt đen nói về kỷ luật đảng sao? Tôi không thể dành chút thời gian tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế ư? Nói với anh trưởng ban Triệu, cán bộ của ủy ban kỷ luật cũng muốn tiến bộ, cũng muốn nắm giữ tình hình phát triển kinh tế để làm mới mình. Chúng tôi cũng nắm giữ các thay đổi mới trong phát triển kinh tế, chỉ như vậy chúng tôi mới có thể đi lên bậc thang mới. Trử Liễu nói với giọng khá khôi hài làm Triệu Quốc Đống không nhịn được nở nụ cười. Chủ nhiệm Trử, thật không ngờ chị lại hài hước đến vậy, nói rất có lý lẽ. Tôi thấy lần sau tỉnh ủy nếu có hội nghị gì thì phải do chị đứng ra phát biểu mới đúng. Được rồi trưởng ban Triệu, đừng đẩy đề tài ra xa như vậy. Mấy hôm trước Trương Quốc Phú, Vi Văn Minh đã đến chỗ tôi nói về việc anh liên lạc giúp bọn họ, hai người ai cũng trông đầy hưng phấn. Tôi muốn nghe lời thật là tập đoàn Hâm Đạt có muốn đầu tư vào Văn Thành không? Còn hạng mục cải tiến, nâng cao chè Văn Thành có bao nhiêu khả năng thành công? Trử Liễu nói thẳng làm Triệu Quốc Đống chỉ có thể cười khổ một tiếng. Chủ nhiệm Trử, câu này của chị đúng là muốn ép chết tôi. Đây là công việc của các công ty, chị cảm thấy một cuộc điện của tôi đủ để tập đoàn Hâm Đạt quyết định ném 800, 1 tỷ vào Văn Thành sao? Chị cảm thấy chỉ một câu của tôi là có thể làm tập đoàn Dụ Thái ngoan ngoãn móc tiền đến cải tiến chè Văn Thành ư? Bọn họ đều là nhà kinh doanh nên đặt lợi ích lên đầu. Đừng có giả vờ trước mặt tôi, Ninh Lăng 3 năm trước theo tôi thấy không tốt hơn Văn Thành là bao, anh làm như thế nào có thể đẩy Ninh Lăng lên như vậy? Anh đừng nói là do lý do khách quan. Chủ nhiệm Chính Lâm đã nói cho tôi biết anh có biện pháp giúp đỡ Văn Thành, tôi tin vào lời này. Trử Liễu bình tĩnh nói. Triệu Quốc Đống cảm thấy Trử Liễu đang khá nghiêm túc nói về vấn đề này. Trử Liễu có tình cảm với quê hương như vậy thì cũng là đáng để khâm phục. Chủ nhiệm Trử, tôi cũng không đi vòng vo làm gì. Tập đoàn Hâm Đạt mới bắt đầu đầu tư với quy mô lớn vào Ninh Lăng, điều này chắc chị cũng biết. Thời gian trước một phó tổng giám đốc của bọn họ đến Điền Nam. Cũng đến Văn Thành khảo sát một chút hoàn cảnh đầu tư. Chỉ là bọn họ thấy cơ sở vật chất ở Văn Thành quá yếu kém, đường, điện khá lạc hậu. Dù là khai khoáng, sản xuất thép thì điện cũng rất quan trọng. Y cũng nói tài nguyên thủy điện ở Văn Thành phong phú, nhưng cũng không có ai khai thác cả. Nói cách khác nếu muốn đầu tư vào Văn Thành thì sẽ dính tới một loạt vấn đề, y không làm chủ được. Tháng sau hai vị chủ tịch, tổng giám đốc Hâm Đạt sẽ sang Điền Nam chúng ta một chuyến, lại tới Văn Thành. Có lẽ lúc ấy sẽ có ý kiến sơ bộ. Hai anh em Chu Hâm Chu Đạt đã gọi điện cho Triệu Quốc Đống tỏ ý xin lỗi vì việc trong lúc nhất thời bọn họ không tới được Điền Nam. Chu Đạt vẫn ở Vân Lĩnh, không rời đi được, Chu Hâm thì ở Bắc Kinh vì còn không ít vấn đề liên quan tới hạng mục điện phân nhôm ở Ninh Lăng, y không dám dễ dàng rời đi. Nhưng hai người cũng khẳng định trong thời gian tới nhất định sẽ dành thời gian cùng tới Điền Nam, khảo sát thủ tục đầu tư vào Văn Thành. Bọn họ khá hứng thú với tài nguyên quặng Văn Thành. Về phần tập đoàn Dụ Thái thì bọn họ vẫn ở Văn Thành để khảo sát, có thành hay không tôi không dám nói nhưng tôi có thể thấy bọn họ thật ra cũng rất có hứng thú. Nhưng vẫn là câu nói kia, cơ sở vật chất của Văn Thành quá kém, nhất là mấy điều kiện cơ bản, tối thiểu như đường, giao thông càng kém hơn. Hoàn cảnh đầu tư đã hạn chế khá nhiều lòng nhiệt tình của nhà đầu tư. Triệu Quốc Đống thở dài nói, Văn Thành nếu có thể cải thiện đôi chút về cơ sở vật chất thì tôi tin tiềm lực phát triển của Văn Thành sẽ được thể hiện rõ ràng hơn. Trưởng ban Triệu, tôi nghe nói lúc anh công tác ở Bộ Năng lượng thì có quan hệ khá tốt với Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Điện, Đông Năng, anh cũng nói Văn Thành có tài nguyên thủy điện phong phú, chẳng lẽ không thể kéo mấy tập đoàn kia đến Văn Thành khảo sát sao? Trử Liễu nhìn Triệu Quốc Đống và nói, anh nếu đến Điền Nam thì cũng không nên coi mình là người ngoài. Dù sao cũng phải làm ra vài cống hiến cho Điền Nam chứ. Chủ nhiệm Trử, công tác của tôi không ở mảng này, không ở vị trí đó mà xen vào thì có vẻ không quá thích hợp. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Trưởng ban Triệu, anh nói sai rồi. Anh đầu tiên là thường vụ tỉnh ủy, về phần làm trưởng ban tổ chức cán bộ thì đó chỉ là phân công công việc trong tỉnh ủy mà thôi. Thường vụ tỉnh ủy chính là lãnh đạo tỉnh, bất cứ công việc nào cũng có trách nhiệm, nghĩa vụ của anh. Công tác tổ chức cũng là vì đẩy mạnh việc phục vụ cho công việc trung tâm của Điền Nam chúng ta. Công việc trung tâm của Điền Nam trong thời gian này là gì? Không phải phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh sao? Cho nên vì công việc trung tâm chúng ta đều phải tập trung tâm lực vào đó, đây là câu nói kinh điển của Bí Thư Thái trong một hội nghị đó hình như anh cũng không vắng mặt mà, chẳng lẽ anh không chăm chú nghe ý kiến của lãnh đạo, hoặc là không hiểu ý lãnh đạo? Triệu Quốc Đống coi như biết tài ăn nói của Trử Liễu. Ai cũng nói trưởng ban tuyên giáo Hoàng Mộng Chân ăn nói rất tài,
nhưng xem ra vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật này cũng không kém. Được rồi chủ nhiệm Trử, tôi sai rồi được chưa? Sau đây tôi sẽ liên lạc với mấy vị ở tập đoàn Quốc Điện, Đông Năng là được chứ gì? Chẳng qua tôi thật ra có chút khó hiểu, chị nói Bí Thư Thái đã từng làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng, sao chị không đề nghị với Bí Thư Thái, để Bí Thư Thái gọi mấy người kia tới? Triệu Quốc Đống vội vàng giơ tay xin hàng. Trưởng Ban Triệu, anh sao biết Bí Thư Thái không gọi mấy người bọn họ? Nhưng thân phận của Bí Thư Thái khác, rất nhiều chuyện cụ thể chẳng lẽ đều cần Bí Thư Thái nhìn chằm chằm sao? Nhưng bên Ủy ban Nhân dân tỉnh có vẻ không quá chú trọng mấy việc này. Mặt Trừ Liễu thoáng cái trầm xuống, giọng cũng trở nên nhạt hơn. Cho nên có một số việc còn cần anh làm cầu nối. Triệu Quốc Đồng ý thức được mình hỏi câu không quá thích hợp. Hắn đang buồn bực vì với thân phận đã từng làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Thái Chánh Dương, theo lý thuyết ngành điện của Điền Nam phải phát triển rất mạnh mới đúng, vậy mà hắn không thấy có trạm phát điện nào lớn cả. Không khí thoáng cái trầm đi, Triệu Quốc Đống biết nên đi vào chính đề. Chuyện chị nói tôi sẽ ghi nhớ, sau đây tôi sẽ liên lạc với bọn họ, tôi tin bọn họ chắc cũng nể mặt tôi đôi chút, còn có được hay không lại là việc khác, nhưng ít nhất bọn họ sẽ tới một chuyến. Chẳng qua nếu ủy ban tỉnh mà không có ý thì chỉ sợ cũng chỉ có thể lấy danh nghĩa của các thị xã mà thôi. Nói đến việc này thì theo tôi thấy Tống Quốc Lương không phải làm phó chủ tịch thường trực sao? Có lẽ bên ủy ban cũng đã điều chỉnh phân công công việc rồi. Vẻ mặt Trừ Liễu đã khôi phục lại bình thường. Tôi cũng đề nghị với Bí Thư Thái về việc nên nhanh chóng hoàn chỉnh bộ máy bên ủy ban. Trung ương có vài điểm không hài lòng với công việc của Điền Nam chúng ta. Tỉnh ủy cũng không quá đoàn kết nên ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của Điền Nam. Trên thực tế trước đó Triệu Quốc Đống đã cảm nhận được thái độ của Trử Liễu có điểm thay đổi. Trước khi hắn đến Điền Nam đã nhận được tin nói lập trường bên đối phương đã có biến hóa, mà câu nói vừa rồi của Trử Liễu đã chứng minh phán đoán của hắn. Triệu Quốc Đống cảm thấy cục diện chính trị của Điền Nam sẽ có biến hóa rất lớn. Quyển 17, chương 30. Triệu Quốc Đống khi khảo sát Hồng Sơn đã không hài lòng với bộ máy Hồng Sơn. Cũng cố gắng hò hét giúp việc thu hút đầu tư của Hồng Sơn. Hai nhân tố này kết hợp khiến Trử Liễu và Triệu Quốc Đống đã tiến hành trao đổi về sự kiện Long Lĩnh. Đương nhiên Triệu Quốc Đống tin rằng ở vấn đề này Trử Liễu cũng sẽ báo cáo lại với Thái Chánh Dương. Về phần xử lý cụ thể như thế nào thì hắn đoán Trử Liễu cũng sẽ làm giống mình suy nghĩ. Nói cách khác việc điều chỉnh bộ máy Vĩnh Xương cần ủy ban kỷ luật và ban tổ chức cán bộ phối hợp xác định. Đương nhiên còn cần trưng cầu ý kiến của Trương Bảo Quốc. Nhưng khi ba người Thái, Trử, Triệu mà thống nhất ý kiến thì Trương Bảo Quốc cũng không thể nào có ý kiến khác. Cũng đã đến lúc nên chạm mặt với Trương Bảo Quốc, Triệu Quốc Đống không rõ lắm vị phó bí thư tỉnh ủy Điền Nam này có thái độ gì với việc mình tới làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Đương nhiên không thể nào là chào đón nhưng có đến mức là cái gai trong mắt hay không. Triệu Quốc Đống cũng hiểu được chưa chắc, Trử Liễu có thể cảm nhận được hướng gió thay đổi, chẳng lẽ nói Trương Bảo Quốc không ngửi thấy mùi trong đó. Triệu Quốc Đống đoán không sai, Trương Bảo Quốc đúng là ngửi thấy vài điều không đúng. Làm chính trị nhiều năm khiến y nhận ra điều chỉnh ở tầm trung ương. Đầu tiên là Lý Đằng được điều khỏi Điền Nam, mặc dù đến Dụ Châu nhưng là làm trưởng ban tuyên giáo chứ không phải làm trưởng ban tổ chức cán bộ, mà trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam lại do một người trẻ tuổi từ tỉnh An Nguyên tới phụ trách. Tên Triệu Quốc Đống này nghe nói đã lãnh đạo một thị xã vốn khó khăn trở thành thị xã đầu tiên của khu vực đất liền đột phá GDP 100 tỷ. Trước đó thậm chí ngay cả Côn Châu, Điền Nam cũng không làm được. Trung ương để người này tới Điền Nam công tác, hơn nữa còn làm trưởng ban tổ chức cán bộ, nếu Trương Bảo Quốc không hiểu ý sau lưng thì y không xứng làm phó bí thư tỉnh ủy. Trung ương không hài lòng với công việc của Điền Nam, nhất là không hài lòng với công tác kinh tế, Trương Bảo Quốc tin Đào Hòa Khiêm cũng cảm nhận được điểm này. Trong thời gian này công việc trung tâm của ủy ban đã có điều chỉnh đã chứng minh được sự nhạy bén chính trị của Đào Hòa Khiêm. Nhưng bây giờ mới điều chỉnh có phải hơi chậm không? Người không nắm được thời cơ và hướng gió sẽ bị đào thải, Trương Bảo Quốc luôn tin vào điểm này. Trong thời gian này Triệu Quốc Đống nhảy rất nhiều, trong một tháng hắn chạy gần 10 thị xã ở Điền Tây, Điền Đông, Điền Trung. Hơn nữa hắn còn xuống xã, huyện, một ngày ngồi xe mấy trăm cây thì dù sức khỏe tốt như mình cũng không chịu nổi. Đây không thể nghi ngờ là chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Nhất là điểm đi đầu tiên của Triệu Quốc Đống là Điền Tây. Trương Bảo Quốc vẫn suy nghĩ về việc này. Tên Triệu Quốc Đống định làm gì? Hai thị xã Đức Hồng, Vĩnh Xương không thể nghi ngờ sẽ là trọng tâm điều chỉnh nhân sự sau đây. Sự kiện Long Lĩnh mang tới ảnh hưởng quá sâu,
Trên thực tế dù là Thái Chánh Dương hay Đào Hòa Khiêm cũng cảm thấy mâu thuẫn công khai đã kéo theo nhiều vấn đề, việc này thậm chí vượt quá bản thân sự kiện kia. Một sự kiện quần thể mà thôi, dù cho ủy viên quốc vụ viện gặp phải cũng không đáng gì, muốn xử lý tốt cũng có nhiều biện pháp. Nhưng công khai lộ mâu thuẫn ra trước mặt Trung ương là cách làm quá ngu của Đào Hòa Khiêm. Thái Chánh Dương đến Điền Nam với trọng trách chấn hưng nền kinh tế Điền Nam. Đào Hòa Khiêm làm chủ tịch tỉnh lại chỉ mong yên ổn nên Trung ương không quá coi trọng y. Sau khi Thái Chánh Dương tới, Đào Hòa Khiêm lại bất mãn, nếu như không phải mình thường xuyên nhắc nhở thì chỉ sợ tình huống càng xấu hơn. Sự kiện Long Lĩnh làm Trung ương cảm thấy cục diện Điền Nam khá bế tắc. Điều Triệu Quốc Đống tới là tín hiệu rõ ràng, mà Tống Quốc Lương mặc dù làm phó chủ tịch thường trực nhưng chức thường vụ, phó chủ tịch tỉnh kia Trung ương mãi vẫn chưa có quyết định. Trương Bảo Quốc có thể khẳng định chức phó chủ tịch kia Trung ương sẽ hỏi ý kiến của Thái Chánh Dương. Trương Bảo Quốc thậm chí cho rằng Trung ương có thể điều chỉnh một trong hai người Tống Quốc Lương hoặc Đào Hòa Khiêm. Đương nhiên suy đoán này chỉ có thể diễn ra vào năm tới khi cục diện của Điền Nam đã ổn định trở lại. Hướng gió thay đổi nếu không thuận theo trào lưu thì chỉ có thể bị đào thải. Trương Bảo Quốc khẽ thở dài một tiếng. Đào Hòa Khiêm và Tống Quốc Lương quá ham mê quyền lực mà không muốn buông tay. Bọn họ tưởng có thể dùng mấy cách này để đẩy Thái Chánh Dương đi, tưởng rằng có thể mượn việc công khai mâu thuẫn làm uy tín của Thái Chánh Dương bị tổn hại. Chiêu này cũng không cao gì, tự giết người, hại mình. Bọn họ đã đánh giá thấp quyết tâm của Trung ương, cũng không nhận ra địa vị ngày càng quan trọng của Điền Nam trong chiến lược phát triển phía Tây của Trung ương. Bí thư Trương, thư ký của trưởng ban Triệu gọi tới hỏi ngài lúc nào rảnh, trưởng ban Triệu muốn tới báo cáo công việc. Thư ký lặng lẽ tiến vào nói. Ồ, mời trưởng ban Triệu tới, tôi cũng đang rảnh. Trương Bảo Quốc gật đầu nói. Trưởng ban Quốc Đống, có phải muốn điều chỉnh bộ máy? Ngô Nguyên Tể cười ha hả cầm chung trà mà Triệu Quốc Đống đưa tới, lắc lắc mấy cái. Ồ, đây là trà Quảng Bắc, Trương Quốc Phú này đúng là biết làm người, biết anh thích uống trà liền biếu thứ duy nhất được gọi là có tiếng ở Văn Thành đến cho anh. Bảo sao lão Ngô tôi không tiến bộ được, tôi không biết cách làm người rồi. Trương Quốc Phú, vì văn minh người ta có ý tốt mà anh lại nói như vậy. Anh không phải đang uống sao? Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Anh đưa chè Hồng Sơn tới đây, tôi cũng nhận. Ha ha, trưởng ban Quốc Đống muốn uống chè Hồng Sơn chúng tôi thì được ngay, hôm nào tôi mang hai hộp tới. Chè Hồng Sơn chúng tôi không thua gì mấy loại chè này, chẳng qua nghe nói anh mời tập đoàn Hâm Đà tới Hồng Sơn khảo sát, sao không nghĩ đến việc mời mấy vị khách đó sang Hồng Sơn xem một chút. Ngô Nguyên Tể nói, ồ, tôi đang định nói anh sao lại nhàn nhã đến chỗ tôi như vậy, thì ra là có việc. Sao, cảm thấy tôi còn có chút tác dụng nên đến hả, còn bình thường không mấy khi tới chỗ tôi. Chậm rồi, tập đoàn Hâm Đạt đã ký hiệp định sơ bộ với Văn Thành, không có phần của Hồng Sơn rồi. Hắc hắc, Hâm Đạt không được thì còn có tập đoàn Quốc Điện, Đông Năng mà. Hồng Sơn chúng tôi có tài nguyên nước phong phú, thích hợp phát triển thủy điện. Thị ủy. Ủy ban Hồng Sơn nhiệt tình chào đón các nhà đầu tư đến Hồng Sơn phát triển, cũng có chính sách ưu đãi và chế độ phục vụ tốt nhất, đảm bảo các nhà đầu tư hài lòng khi tới Hồng Sơn. Triệu Quốc Đống hừ một tiếng. Lại là Hoắc Vân Đạt nói với anh mấy câu này hả? Người ta còn chưa tới Văn Thành mà anh đã định chặn đường đánh cướp sao? Lão Ngô, vậy là không được. Quốc Đống, bọn họ tới khảo sát Văn Thành thì cũng có thể thuận đường sang Hồng Sơn xem một chút mà. Yêu cầu này cũng không quá chứ. Ngô Nguyên Tể nói, ừ, anh nói đến nước này rồi còn gì nữa? Sao, hôm nay chỉ vì việc này thôi ư? Triệu Quốc Đống đẩy cửa sổ ra, giữa tháng 5 nhiệt độ dần tăng cao. Chẳng qua Triệu Quốc Đống vốn quen với khí hậu Ando, Ninh Lăng thì thời tiết Côn Châu dễ chịu hơn nhiều, điều hòa về cơ bản không cần bật mà vẫn thấy thoải mái. Hắc hắc, tôi còn tưởng anh sẽ tránh nói vào chủ đề. Trên tỉnh có phải muốn điều chỉnh nhân sự không? Ngô Nguyên Tể cười nói. Anh biết rồi con hỏi. Triệu Quốc Đống cũng không phủ nhận, trên thực tế cũng không cần như vậy. Mấy phó trưởng ban đã dẫn đội đi trưng cầu ý kiến và khảo sát cán bộ. Trương Bảo Quốc đồng ý với đề nghị điều chỉnh bộ máy mấy thị xã khu vực Điền Tây, trên thực tế tổ công tác của Ủy ban Kỷ luật đã có kết luận sơ bộ về sự kiện Long Lĩnh, vấn đề khá phức tạp. Trừ Liễu vẫn mãi không đưa ra báo cáo, đến khi Triệu Quốc Đống khảo sát xong khu vực Điền Tây, Đông thì mới đưa ra báo cáo. Trương Bảo Quốc đương nhiên là hiểu tại sao lại như vậy. Lần điều chỉnh này là tất nhiên, thậm chí sẽ làm ngay sau khi có kết luận từ sự kiện Long Lĩnh, qua đó đủ thấy quyết tâm của Thái Chánh Dương,
không ai có thể ngăn được đợt điều chỉnh này. Quyển 17, chương 31. Ngô Nguyên Tể nhấp một ngụm trà như không muốn nói quá sâu ở vấn đề này. Người trước mặt đã không còn là bạn học nói chuyện vui vẻ nữa, bây giờ hắn là thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam, phụ trách công tác điều chỉnh bộ máy các thị xã trong tỉnh, không biết bao người chú ý đến từng hành động của hắn. Nghe nói bộ máy hai thị xã Đức Hồng cùng Vĩnh Xương sẽ có điều chỉnh mạnh, Triều Đạt bên Điền Đông cũng là như vậy. Ngô Nguyên Tể lần này tới cũng không phải là đến cho bản thân mình. Hồng Sơn có tốc độ phát triển thuộc nhóm đầu của tỉnh, Ngô Nguyên Tể có thể nói tự tin ở điểm này. Nhưng Triệu Quốc Đống chưa tới Hồng Sơn khảo sát, vì thế có nhiều công việc chưa kịp cẩn thận giới thiệu với đối phương, nhất là trong không ít công việc cần phải trao đổi khi khảo sát mới có hiệu quả tốt nhất. Nhưng bây giờ có mấy thị xã sắp điều chỉnh, Ngô Nguyên Tể lại không chờ nổi. Tình hình bên Điền Tây không quá tốt sao? Triệu Quốc Đống nhìn Ngô Nguyên Tể, người này ấp a ấp úng thực ra không phù hợp tính cách của y. Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ đoán ra một vài suy nghĩ của đối phương. Trên thực tế Hoắc Vân Đạt ít nhiều cũng lộ tin với hắn. Thị xã Triều Đạt là thị xã có dân số lớn thứ ba của tỉnh nhưng lại nằm ở nhóm cuối, phát triển kinh tế trì trệ, tỉnh ủy sớm muốn điều chỉnh bộ máy Triều Đạt. Lần này Triệu Quốc Đống sau khi đi khảo sát Triều Đạt đã về báo cáo chi tiết về tình hình bộ máy Triều Đạt với Thái Chánh Dương. Hắn cho rằng độ tuổi của bộ máy Triều Đạt quá cao, bí thư thị ủy năm tới sẽ lui, thị trưởng cũng đã trên 50, thiếu chí tiến thủ. Hắn đề nghị cần thay máu cho bộ máy Triều Đạt, Thái Chánh Dương và Trương Bảo Quốc về cơ bản đồng ý với ý của hắn. Bây giờ Phó trưởng Ban Điền Vĩnh Thái đã dẫn đội đến trưng cầu ý kiến ở Triều Đạt, chắc một hai ngày nữa là về. Bây giờ ban đã có phương án sơ bộ, đó chính là điều hai vị bí thư, thị trưởng của Triều Đạt lên tỉnh, nguyên phó thị trưởng thường trực Triều Đạt lên làm thị trưởng, bí thư thị ủy thì do tỉnh phái xuống, chức phó thị trưởng thường trực Triều Đạt có không ít người nhìn vào. Ngô Nguyên Tể có lẽ cũng nhìn đến vị trí này và muốn đẩy La Mật, thường vụ, phó thị trưởng Hồng Sơn lên. Ừ, tình hình Điền Tây đúng là không tốt lắm. Vấn đề ở Đức Hồng rất khó giải quyết, lão Tần đã dẫn đội sang được một tuần. Bộ máy tan rã, sức chiến đấu kém. Bí thư Thái rất không hài lòng với công việc của Đức Hồng, yêu cầu ban một lần nữa nghiên cứu lại bộ máy Đức Hồng. Lão Ngô, anh có hứng thú sang Đức Hồng rèn luyện không? Triệu Quốc Đống cười cười trêu chọc. Ngô Nguyên Tể hơi động tâm, Triệu Quốc Đống cũng là người nghe hiểu ý ngay, mục đích mình tới là gì hắn không thể không biết. Đúng là vì thấy quan hệ hai bên khá tốt nên hắn không giấu. Nhưng không ngờ hắn thoáng cái đẩy đề tài tới Đức Hồng, trong này có ý gì khác không? Quốc Đống, nếu anh thấy tôi đến Đức Hồng là thích hợp thì chỉ có thể là do anh. Ai bảo anh cầm thượng phương bảo kiếm trong tay? Ngô Nguyên Tể thản nhiên nói. Nhìn xem kìa, giọng điệu này đúng là đã đẩy tôi lên xe ngựa rồi. Tôi đâu phải bí thư Thái, sao có thể quyết định được hướng đi của anh? Hắc hắc, chẳng qua. Triệu Quốc Đống nói đến đây là dừng lại nhìn Ngô Nguyên Tể. Ngô Nguyên Tể khá giật mình, y cũng biết chức phó thị trưởng thường trực Triều Đạt sẽ cạnh tranh rất kịch liệt. Y biết Trương Bảo Quốc muốn người của mình làm chức này. Triệu Quốc Đống mới tới chưa hẳn đã muốn trở mặt với Trương Bảo Quốc chỉ vì chức vụ này. Quốc Đống, nếu có thể thì tôi đề cử với ban một người. Thị trưởng La, Hồng Sơn chúng tôi có kinh nghiệm công tác phong phú, lúc làm thường vụ, Phó Thị trưởng Hồng Sơn phụ trách quản lý nông nghiệp đất nhiều lần được tỉnh, Bộ Nông nghiệp khen ngợi. Ngô Nguyên Tể nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Ngô Nguyên Tể này rất linh hoạt, La Mật có kinh nghiệm công tác phong phú, năng lực phối hợp tổ chức mạnh nhưng nếu nói chạy tới làm Phó Thị trưởng thường trực Triều Đạt thì Triệu Quốc Đống cảm thấy không quá thích hợp. Triều Đạt chậm phát triển, trên tỉnh muốn điều người có đầu óc kinh tế. Tầm nhìn xa đến làm phó thị trưởng thường trực. Nhưng nếu La Mật đi, Hồng Sơn sẽ thiếu một thường vụ. Hoắc Vân Đạt nếu muốn tiếp tục ở lại Điền Nam công tác thì sẽ có thể cạnh tranh chức thường vụ Hồng Sơn. Ngô Nguyên Tể đẩy La Mật đi rồi cho Hoắc Vân Đạt vị trí thích hợp có thể nói là rất chuẩn. Lão Ngô, nói đến mức này thì tôi cũng nói thật. Tình hình công tác của La Mật thì ban cũng biết, Lão Tần cũng đề cử với tôi về người này. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Chẳng qua ban khi điều chỉnh cần có phương án chung, điểm này mời anh và La Mật chuẩn bị tư tưởng. Phản ánh chung, Ngô Nguyên Tể ngẩn ra rồi lập tức có phản ứng. Đó là đương nhiên, tôi tin La Mật là đảng viên nên hiểu phải tuyệt đối phục tùng phân công công việc của tổ chức. Ha ha, vậy là tốt rồi. Lão Ngô, không mấy khi anh đến đây, tối nay hai anh em ta ngồi một chút chứ. Triệu Quốc Đống mời. Hắc hắc, muốn tìm còn không được. Ngô Nguyên Tể cười ha hả nói.
Triệu Quốc Đống coi như hiểu được tại sao mỗi lần tỉnh điều chỉnh nhân sự là mấy vị phó trưởng ban đều chấp nhận vất vả xuống bên dưới chứ không muốn ở lại ban. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không nhớ một ngày mình nghe bao cuộc điện, mỗi người đều có lai lịch, đến từ đủ các con đường khác nhau, thậm chí có người còn vận dụng cán bộ ở cấp khá cao. Ngay cả Qua Tính cũng gọi tới bóng gió hỏi đến một cán bộ, ý cũng chỉ là để dò xét xem cán bộ kia có thể được điều chỉnh không. Lưu Thác cũng gọi điện tới, mặc dù không nói rõ nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được vì tình nghĩa nên Lưu Thác không thể không gọi. Triệu Quốc Đống chỉ có thể hàm hồ nói với đối phương là bây giờ còn chưa xác định, chỉ chờ khi tình hình cơ bản đã rõ mới có quyết định. Lúc ấy hắn sẽ gọi lại cho Lưu Thác. Một hòn đá có thể tạo ngàn gợn sóng, mà tảng đá từ điều chỉnh nhân sự lại lớn hơn bất cứ hòn đá nào. Điều chỉnh mỗi vị trí, mỗi một cán bộ lên chức, rút lui đều khiến vô số người chú ý. Mà một vị trí thay đổi cũng liên quan tới một vị trí cần bù lại, nó tạo thành một vòng tròn. Có đôi khi thay đổi một vị trí sẽ dính tới thay đổi 4-5 nhân viên, đây là chuyện mà ban tổ chức cán bộ vừa đau đầu vừa đắc ý nhất. Đâu đâu là do biến hóa rất nhỏ này sẽ mang tới ảnh hưởng rất lớn, đắc ý là do bọn họ có quyền lực này. Triệu Quốc Đống phát hiện mình là điểm giao tiếp của nhiều phương diện, ngay cả Đào Hòa Khiêm trước đó không hề có ý gọi cho hắn thì cũng hai lần gọi tới hỏi về công tác điều chỉnh nhân sự, ý của đối phương là hy vọng Triệu Quốc Đống lúc thích hợp nên trao đổi với y. Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy được điểm này, chẳng qua lần điều chỉnh nhân sự này liên quan rất rộng, vấn đề này khá nhạy cảm nên khi chưa xác định phương án thì hắn đúng là không quá thích hợp trao đổi với ai ngoài Trương Bảo Quốc, Thái Chánh Dương. Từ quan hệ tổ chức mà nói hắn chỉ có trách nhiệm với Thái Chánh Dương, đương nhiên Trương Bảo Quốc là phó bí thư phụ trách đảng đàn cũng có chức trách chỉ đạo công việc của hắn. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng tạm thời thấy chưa cần quá căng thẳng với Đào Hòa Khiêm. Hắn rất lễ phép nói với đối phương là mình sẽ chọn cơ hội thích hợp để trao đổi. Hơn tuần phân tích, tổng hợp và nghiên cứu làm Triệu Quốc Đống khá mệt. Đây không phải mệt về sức khỏe mà do trong thời gian dài bị vây trong áp lực nên thành ra như vậy. Hắn cảm thấy mình cần 1-2 ngày nghỉ ngơi nếu không sợ sẽ có vấn đề. Vì thế khi Phùng Minh Khải gọi tới mời hắn cuối tuần tới Kiểm Dương, Triệu Quốc Đống lập tức đồng ý. Quyển 17, chương 32. Kiểm Dương cách Côn Châu chỉ hơn 500 km theo đường chim bay, vì thế chỉ mất hơn tiếng là Triệu Quốc Đống đã ngồi trong sảnh quán cà phê Liên Dương Hoa Thủy. Ồ, hai vợ chồng ông đúng là ăn ý, Tiểu Lưu vừa vào cửa thì ông đã đến, có phải có thần giao cách cảm không? Phùng Minh Khải cười ha hả nói. Giang Giao cùng Tiểu Lưu đi ngắm cảnh đêm Kiểm Dương, lát nữa mới về. Ông ăn tối chưa? Ừ, đã ăn ở sân bay rồi. Triệu Quốc Đống thoải mái ưỡn lưng. Giao thông hiện đại đúng là tiện, 500 km mà chỉ mất gần tiếng là tới. Ông nói nếu là ngày xưa thì chúng ta muốn gặp chắc phải đi mất tầm chục ngày. Cái này thì đúng, chẳng qua giá vé máy bay quá đắt nên không phải ai cũng được hưởng thụ đãi ngộ này. Phùng Minh Khải gật đầu. Sao, vừa đến đã cho tôi bài học sao? Ông xem ra càng lúc càng phù hợp với chức phó chủ tịch quận rồi đó. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn vị bạn học cũ vẫn ăn mặc giản dị như trước, cặp kính mắt gọng đen gác trên mũi trông thêm phần nho nhã. Được rồi, tôi cũng không dám dạy gì ông. Ông bây giờ là nhân vật nắm quyền to, tôi nịnh bợ ông còn không kịp nữa là. Phùng Minh Khải cười hì hì nói. Thấy sao? Vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ có phải dễ hơn lúc ông làm ở Ninh Lăng không? Ông lúc làm thư ký cho thị trưởng Cao và bây giờ làm phó chủ tịch quận thì công việc nào dễ dàng hơn? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Phùng Minh Khải ngẩn ra sau đó lập tức có phản ứng. Ừ, đúng là như vậy, đi đâu cũng phải làm việc, không có công việc nào là dễ dàng cả. Đi đến vị trí này có thể dễ dàng sao? Triệu Quốc Đống sờ sờ đầu mình và bất đắc dĩ nói. Tôi đoán chắc mỗi ngày tế bào não của tôi mất đi không ít, mấy ngày này chỉ riêng tiếp xúc điện thoại đã làm tôi giảm thọ ít nhất nửa năm. Sao, bên Điền Nam điều chỉnh nhân sự? Phùng Minh Khải lập tức hiểu ý trong câu nói của Triệu Quốc Đống. Ừ, coi như đợt sóng đầu tiên khi tôi tới nhận chức. Sếp lớn bây giờ đã không thể ngồi yên, cục diện Điền Nam không tốt, nhất là khi năm nay kinh tế cả nước khôi phục nhanh, Trung ương lại chú trọng tới Điền Nam. Điền Nam liên quan tới chiến lược phát triển phía Tây của Trung ương. Nếu không có khởi sắc thì chỉ sợ vị trí của sếp chắc rất nóng. Triệu Quốc Đống không che giấu. Phùng Minh Khải là người trong nhà nước nên biết chừng mực. Hắn cũng biết vị bạn học của mình kín miệng. Ừ, tư tưởng không đổi sẽ đổi người, điểm này vốn là chức trách của ban tổ chức cán bộ. Năm nay đảng ủy, các nơi có hai công việc lớn,
tăng cường năng lực xây dựng, chấp chính của đảng, duy trì hoạt động giáo dục đảng viên tiên tiến, vế trước là cơ sở, về sau là thủ đoạn nhưng mục đích căn bản chính là làm đảng ăn sâu vào quần chúng, củng cố địa vị chấp chính của đảng, đặt tôn chỉ phục vụ nhân dân lên đầu. Cải cách đã diễn ra hơn 20 năm, xây dựng kinh tế đã đạt thành tựu đặc biệt nhưng việc tăng cường năng lực chấp chính của đảng còn chưa đủ. Bây giờ Trung ương đã ý thức được điểm này nên tăng cường cải thiện. Triệu Quốc Đống gật đầu thầm khen đoạn nói chuyện của Phùng Minh Khải. Phùng Minh Khải đã không còn là vị giáo viên suốt ngày than oán, cũng không phải thư ký luôn cẩn thận. Bây giờ Phùng Minh Khải đã làm thường vụ quận ủy, phó chủ tịch quận phụ trách quản lý quy hoạch đô thị, xây dựng, đất đai, giao thông, quyền cao chức trọng, công việc cũng khá bận rộn. Tôi sao cảm thấy lời này của ông còn hay hơn so với tôi là trưởng ban tổ chức cán bộ nói chứ? Ở trường sư phạm xem ra đã đào tạo đúng khiến ông có tài ăn nói, lên chức phó chủ tịch là phát huy được. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ rồi nói. Sao hai người Giang Giao, Nhược Đồng còn chưa về vậy? Ôi, sao, một ngày không gặp như cách ba thu ư? Tiểu Lưu chưa đến Kiềm Dương bao giờ, tôi bảo Giang Giao phải đưa đi các nơi như cảnh đêm Kiềm Dương. Kiềm Dương đang muốn biến mình thành đô thị sinh thái của cả nước, đây là một hạng mục mà thị trưởng Chu đẩy mạnh, bí thư Liễu cũng ủng hộ quan điểm này. Kiềm Dương muốn thành đô thị sinh thái ưu tú nhất khu vực Tây Nam, phát triển ngành nghề cũng cố gắng tránh ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân, cố gắng đưa vào các ngành không ô nhiễm và có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao. Triệu Quốc Đống nghe xong không khỏi nhíu mày. Suy nghĩ này là kỳ vọng của từng đô thị nhưng đó chỉ là lý tưởng hóa. Ví dụ như Ninh Lăng mặc dù làm tốt nhưng vẫn chưa đạt được theo lời Phùng Minh Khải nói như vậy. Vấn đề nằm ở chỗ nó có phù hợp thực tế không? Ví dụ như hạng mục điện phân nhôm Vân Lĩnh mặc dù biết rõ là gây ô nhiễm môi trường, thậm chí vài năm sau sẽ sản xuất thừa nhưng đó là do nền kinh tế thị trường quyết định, chỉ cần phù hợp pháp luật là phải ủng hộ, cùng lắm chỉ dẫn về chính sách mà thôi. Minh Khải, phát triển kinh tế đô thị cần căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, không nên quá cực đoan cũng không nên phiến diện. Khi đặt quy hoạch phát triển thì cũng phải đảm bảo thăng bằng. Triệu Quốc Đống cũng không muốn nhiều lời. Không ai đưa ra quy hoạch mà chỉ có ý kiến của riêng mình mà cần phải tổng hợp nhiều phương diện. Ừ, điểm này quận tôi vẫn thảo luận, làm như thế nào vừa đảm bảo tốc độ tăng trưởng lại phải hợp lý với phương hướng điều chỉnh ngành nghề. Phùng Minh Khải nghe ra ý trong câu nói của Triệu Quốc Đống. Ừ, đúng, ông để Giang Giao đi cùng Nhược Đồng, vậy con của ông thì sao? Triệu Quốc Đống đột nhiên nhớ ra. Bố mẹ vợ tôi đều sang đây trông cháu hộ nên dễ hơn nhiều. Ông thì sao? Ông vập Tiểu Lưu đã hơn 30, không thể tiếp tục kéo dài như vậy chứ. Phùng Minh Khải nhìn thẳng vào mặt Triệu Quốc Đống rồi trầm giọng nói. Tôi thấy ông cần cẩn thận suy nghĩ việc này. Thân phận của ông bây giờ đã khác trước, cần cẩn thận lời nói và hành động. Tôi lấy tư cách bạn học cũ cảnh báo ông không nên có tâm tư gian xảo nữa, không nên chơi với lửa. Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Ông muốn nói gì? Hừ, đối với ông tôi còn không hiểu sao. Chuyện trước tôi không nói, lưu lại ký ức tốt đẹp là đủ rồi, đừng tham luyến mấy cái đó. Phùng Minh Khải thở dài nói. Trên đời không có bức tường nào chắn hết gió, ông đừng tưởng Tiểu Lưu không biết gì, tôi nói với ông trực giác của phụ nữ mẫn cảm lắm đó. Tôi không muốn thấy vợ chồng ông cứ căng thẳng, lúc Tiểu Lưu còn ở nước ngoài, ông có quan hệ ngoài luồng tôi không tiện nói. Nhưng bây giờ Tiểu Lưu đã về nước, nếu thật sự ông cảm thấy một mình khó ngủ thì hoàn toàn có thể để Tiểu Lưu điều đến Côn Châu. Tôi tin tổ chức sẽ cân nhắc điểm này. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Được rồi, chúng ta không đề cập tới chuyện này nữa được không? Không được. Phùng Minh Khải hừ một tiếng. Quốc Đống, ông không còn trẻ, đã 35, ai cũng nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ông đừng nghĩ mình là sắt thép, đau thương không vào. Đến lúc đó ông sẽ hối hận đó. Phùng Minh Khải mặc dù không rõ tình hình thực tế cụ thể của Triệu Quốc Đống nhưng y có thể cảm thấy Triệu Quốc Đống ít nhất có quan hệ mờ ám với Mê Á, Khấu Linh, về phần khác thì khó nói. Triệu Quốc Đống là một người đàn ông ở một mình, vợ ở nước ngoài, hắn còn trẻ đã có quyền lực lớn như vậy, xung quanh khó tránh khỏi có các người phụ nữ xinh đẹp, có đôi khi không giữ mình được cũng có thể hiểu. Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng còn trẻ, nhưng bây giờ thì khác. Hắn đến vị trí này nếu còn không tu tâm dưỡng tính thì thật sự sẽ xuất hiện vấn đề. Phùng Minh Khải nói thẳng làm Triệu Quốc Đống hơi xúc động. Nói thật sau khi tới Điền Nam, chính hắn đã ý thức được điểm này. Lần lượt hình ảnh từng người phụ nữ hiện lên trong đầu hắn, làm cho hắn tính toán một chút thì hắn nghĩ có lẽ mình không thể bỏ được bất cứ ai. Con người không phải cái máy,
chỉ cần muốn bỏ là bỏ được. Con người có tình cảm, dù tình cảm này không phù hợp với đạo đức pháp luật nhưng nó cũng đã tồn tại, hơn nữa đã làm bạn với hắn hơn 10 năm, làm cuộc sống tình cảm của hắn phong phú hơn. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng biết mình không thể giống như 10 năm trước, không thể cứ kéo dài đến thế, rất nhiều thứ hắn cần phải đối mặt hẳn. Quyển 17, chương 33. Sự xuất hiện của Nhược Đồng và Giang Giao đã làm không khí căng thẳng giảm đi phần nào. Phùng Minh Khải khá bực tức, mặc dù mình được đối phương giúp mới coi như chính thức bước vào chính trị, nhưng y tự nhận mình tuyệt đối tỉnh táo, lý trí hơn đối phương. Đừng nhìn mình bây giờ chỉ là cán bộ phó huyện, Triệu Quốc Đống là cán bộ cấp phó tỉnh nhưng không có nghĩa Triệu Quốc Đống không cần kiêng kỵ gì ở vấn đề kia. Có lẽ ở vị trí của Triệu Quốc Đống thì tác phong sống là rất bình thường. Nhưng khi chính trị muốn biến nó thành vấn đề thì nó sẽ thành vấn đề chết người. Với tác phong của Triệu Quốc Đống thì hắn ít nhất có thể tự tránh khỏi công kích của đối phương. Theo Phùng Minh Khải thấy Lưu Nhược Đồng mặc dù không phải nói quá đẹp nhưng từ khí chất, dung mạo cũng hơn hẳn Khấu Linh, Mễ Á. Triệu Quốc Đống nếu có thể bị Khấu Linh làm điên đảo, chẳng lẽ giữa hắn và Lưu Nhược Đồng không có tình cảm gì? Lưu Nhược Đồng thay váy ngủ mà thấy mình khá vui. Cô ngồi trong phòng khách xem TV. Khách sạn Hoa Thủy không tính là khách sạn tốt nhất Kiềm Dương nhưng cũng là nhóm đầu, có hoàn cảnh khá đẹp. Triệu Quốc Đống tắm xong đi ra, Lưu Nhược Đồng vừa lúc chỉnh kênh đài truyền hình Kiềm Nam. Phó Bí thư tỉnh ủy Đái Đức Cao có mặt trong hội nghị tổng kết công tác giáo dục thành viên ưu tú của hệ thống chính pháp tỉnh. Quốc Đống, vị phó bí thư Đái này cũng là người điều Điền Nam phải không? Lưu Nhược Đồng nhìn Triệu Quốc Đống rồi hỏi. Ừ, y trước đó làm phó chủ tịch thường trực tỉnh. Triệu Quốc Đống ngồi xuống ghế đối diện với Lưu Nhược Đồng. Nghe nói y có quan hệ không quá tốt với Bí Thư Thái. Câu nói như thuận miệng của Lưu Nhược Đồng làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Xem ra Lưu Nhược Đồng sau khi về nước đã nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cô càng lúc càng thích ứng với thân phận của mình bây giờ, không chỉ là bản thân cô, mà còn với một thân phận khác là vợ của trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam. Không thể nói như vậy, y không phải người gốc Điền Nam. Chẳng qua trong vài công việc có quan điểm không phù hợp với Thái ca mà thôi. Triệu Quốc Đống miễn cưỡng nói một câu lấy lệ, trong lúc nhất thời hắn còn không quen với thay đổi của Lưu Nhược Đồng. Lưu Nhược Đồng nhìn về phía xa xa nói. Minh Khải mời em và anh đến Kiềm Dương có phải có chuyện gì không? Sao em lại nghĩ như vậy? Triệu Quốc Đống có chút bực bội chẳng qua hắn cũng phải phục sự nhạy cảm của Lưu Nhược Đồng. Lưu Nhược Đồng lắc đầu nói. Quốc Đống. Anh và Minh Khải là bạn học cũ, qua lại là bình thường. Nhưng Minh Khải không biết giấu kín, em có thể cảm nhận được. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, xem ra con cháu của gia đình cách mạng đúng là có sự nhạy cảm chính trị đặc biệt, chút biểu hiện khác lạ của Phùng Minh Khải đã bị nhìn ra. Ừ, mai Chu Đăng Cao tới đây, Minh Khải cũng muốn tìm một cơ hội thích hợp để anh ngồi với Chu Đăng Cao. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói giống như một chuyện rất bình thường vậy. Chu Đăng Cao mặc dù điều đến Điền Nam làm phó chủ tịch một năm, trước đó làm trợ lý chủ tịch tỉnh nhưng rất nhanh được bầu làm phó chủ tịch tỉnh. Chẳng qua vị trí của Chu Đăng Cao ở Điền Nam khá xấu hổ. Đào Hòa Khiêm, Đái Đức Cao, Tống Quốc Lương đều không thích y, mà Chu Đăng Cao cũng không dựa được vào Thái Chánh Dương. Chính xác mà nói Thái Chánh Dương không có ý nhận vị phó chủ tịch mới này. Đương nhiên đây có lẽ có một phần nguyên nhân là do Chu Đăng Cao có quan hệ mật thiết với Liễu Đạo Nguyên. Mặc dù Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên có quan hệ cá nhân tốt nhưng do hai bên ở hai phe cánh có lập trường khác nhau nên quyết định hai người ở nhiều khía cạnh không thể hợp tác mật thiết, nhất là ở vấn đề nhân sự càng là như vậy. Ngay cả Đào Hòa Khiêm, Tống Quốc Lương đều biết Thái Chánh Dương không hài lòng mấy với Chu Đăng Cao. Nhưng bọn họ cũng không coi trọng gì Chu Đăng Cao. Bên ủy ban tỉnh vẫn do cán bộ địa phương Điền Nam chiếm ưu thế chủ đạo, người như Chu Đăng Cao thì thêm hay bớt một cũng không ảnh hưởng gì. Chu Đăng Cao là nhân vật khá nội hướng nhưng không có nghĩa y chấp nhận bị xa lánh, y cũng có suy nghĩ và mục tiêu của mình. Chức thường vụ, phó chủ tịch tỉnh hấp dẫn bao người chú ý. Đào Hòa Khiêm vẫn làm công tác, hy vọng chức vụ này có thể do bí thư thị ủy Côn Châu, Vệ Cơ Thành là người có thái độ trung lập làm, như vậy chức bí thư thị ủy Côn Châu có thể do thị trưởng Vương Liệt đảm nhiệm. Đương nhiên đây chẳng qua chỉ là một khả năng mà thôi. Làm chủ tịch tỉnh nên ở vấn đề này Đào Hòa Khiêm không đủ quyền lên tiếng, vì thế y chỉ có thể vận động mà thôi. Lưu Nhược Đồng nở nụ cười đầy quyến rũ. Quốc Đống, anh định làm như thế nào? Anh còn có thể làm như thế nào? Chu Đăng Cao là bạn học ở trường đảng với anh, chẳng lẽ nói anh ăn cùng y một bữa cũng phải lo đầu lo đuôi sao?
Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Đi một bước xem một bước, cơn sóng lần này có biên độ khá lớn, có lẽ ảnh hưởng đến tâm lý rất nhiều người. Ôi, Điền Nam không thể chờ nổi nữa, anh mới đến mấy tháng mà cảm thấy còn mệt hơn mình làm ở Ninh Lăng một năm. Quốc Đống, có đôi khi có nhiều công việc không nên quá nóng lòng mong làm được luôn, đoàn kết tất cả mọi người có thể đoàn kết sẽ mang lại hiệu quả không thể tưởng tượng. Em nghĩ có khi lui một bước sẽ thấy trời cao, biển rộng. Lưu Nhược Đồng nói làm Triệu Quốc Đống nhíu mày. Quốc Đống, anh có thời gian thì về Bắc Kinh một chuyến. Anh công tác ở Điền Nam lâu như vậy mà chưa về lần nào cả. Lưu Nhược Đồng không để ý đến việc Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ mà nói tiếp. Hai ngày ở Kiềm Nam rất nhanh trôi qua, dù là Triệu Quốc Đống hay Chu Đăng Cao lúc gặp đều thấy thời gian qua đi quá nhanh, trước học cùng trường đảng, bây giờ cùng đến Điền Nam công tác. Hai người không đề cập tới công việc bản thân, thậm chí không nhắc đến tình hình Điền Nam. Nhưng thật ra lại nói chuyện đến Bạch Nhất Minh tại tỉnh Tương. Bạch Nhất Minh phụ trách quản lý công nghiệp ở tỉnh Tương và đã có những động tác lớn, nhất là việc không ngừng có thay đổi, chỉnh hợp ngành cơ giới chế tạo, cố gắng thúc đẩy bước tiến của các công ty nhà nước khổng lồ, cũng đẩy mạnh việc cổ phần hóa các công ty nhà nước. Bạch Nhất Minh bây giờ được lãnh đạo chủ yếu của tỉnh khá hài lòng, nghe nói sau đây y rất có thể làm bí thư thị ủy tỉnh thành, phụ trách một phương. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được Chu Đăng Cao rất hâm mộ Bạch Nhất Minh. Mặc dù đối phương rất cố gắng áp chế tình cảm nhưng sau khi uống rượu sẽ làm người ta bộc phát. Đương nhiên rốt cuộc đây là lộ ra thật hay không thì Triệu Quốc Đống không muốn suy nghĩ. Rất nhiều thứ không phải hắn có thể làm ra phán đoán và quyết định. Trên đường về Điền Nam, Triệu Quốc Đống cảm thấy mình như được nạp lại điện, có thể tập trung hết tinh thần vào công việc. Mặc dù chưa đi khảo sát hai khu vực Điền Tây Bắc, Tây Nam nhưng sắp tới diễn ra đợt điều chỉnh nhân sự lớn của cả tỉnh nên hắn thật sự không dành được bao thời gian. Cũng may mục đích khảo sát chủ yếu lần này là mấy thị xã ở Điền Tây, Đông. Mà theo ý của Thái Chánh Dương thì sóng điều chỉnh này có thể chia làm vài bước, không mong một bước là xong. Đối với đợt điều chỉnh nhân sự lớn như vậy thì bất cứ ai cũng có thể nhận ra. Mà mấy thị xã mà Triệu Quốc Đống đi khảo sát trước càng thành trọng tâm. Số người tới ban tổ chức cán bộ thoáng cái nhiều lên. Mấy phó trưởng ban dẫn đoàn xuống các thị xã trưng cầu ý kiến cũng đã về, các hội nghị thảo luận không ngừng diễn ra. Triệu Quốc Đống biết mình đã thành nhân vật thể hiện hướng gió, bất cứ một động tác dù nhỏ nào cũng khiến vô số người suy nghĩ. Vì thế Triệu Quốc Đống cũng cố gắng không lộ mặt ở các nơi không cần thiết. Ngoài lúc đi làm ra thì thời gian còn lại hắn cố gắng về nhà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 17, chương 34. Khương Toàn Thuận cười cười nhìn người trẻ tuổi kia đang ném từng viên lạc vào miệng rồi uống bia, chiếc áo cộc tay đã được cởi hai khuy trên. Khương Toàn Thuận nghĩ bà vợ mình cũng đúng là, mọi khi mình ngồi uống bia dù là loại nhẹ như bia thanh đảo thì cũng lầm bầm mà giờ lại rất tích cực, rất nhiệt tình. Lại có người gõ cửa ở phòng đối diện, đây đã là đợt thứ hai của tối nay. Triệu Quốc Đống xua tay ra hiệu không cần để ý mà cứ tiếp tục. Khương Toàn Thuận cũng cười ha hả rót đầy cốc cho Triệu Quốc Đống. Bọt bia từ từ tràn ra, Triệu Quốc Đống cầm chén uống một hớp, bia mát thấm vào tận lồng ngực, rất sảng khoái. Đến khi người ở cửa đối diện cảm thấy trong phòng không ai mới rất không cam lòng rời đi, Triệu Quốc Đống cũng không có phản ứng gì. Hắn tiếp tục lấy miếng thịt bò khô bỏ miệng. Trưởng ban Triệu, xem ra trong thời gian này ngài đúng là không thể yên tĩnh. Khương Toàn Thuận bưng chén cụng với đối phương rồi uống ngụm lớn. Việc này cũng có thể hiểu cho nên tôi không trách bọn họ. Chẳng qua bọn họ cũng phải hiểu cho tôi chứ. Nếu không hiểu thì tôi chỉ có thể sang chỗ anh trốn nhờ thôi. Triệu Quốc Đống nhún vai. Rất nhiều lúc bọn họ thực ra cũng biết tìm tôi không có tác dụng gì nhưng vẫn ôm một tia may mắn. Thái độ của tôi mà tốt một chút không chừng sẽ khiến người ta có suy nghĩ. Tôi không phải sợ làm mất lòng người. Tôi sợ là nhìn thấy vẻ mặt thất vọng, nuối tiếc của người, giống như tôi nợ bọn họ vậy. Cho nên tôi thà có thái độ kiên quyết một chút. Triệu Quốc Đống nói rất hàm hồ nhưng Khương Toàn Thuận lại hiểu rõ ý của đối phương. Trên thực tế trụ sở tỉnh ủy, ủy ban trong thời gian qua luôn tràn ngập những người muốn động, ít nhất Khương Toàn Thuận biết ở mặt trận tổ quốc của mình có mấy vị trưởng phòng đang hoạt động, ngay cả Phó Chủ tịch Dương cũng động tâm. Đợt điều chỉnh này nghe nói là đợt điều chỉnh lớn nhất sau khi bí thư tỉnh ủy Thái Chánh Dương tới Điền Nam. Nguyên nhân là do công tác của hai thị xã Đức Hồng cùng Vĩnh Sương đều có vấn đề. Hơn nữa kinh tế Điền Nam phát triển không như ý, tỉnh ủy muốn tăng cường việc đẩy mạnh công tác kinh tế các nơi cho nên chuẩn bị có động tác lớn với bộ máy các nơi.
Triệu Quốc Đống khá phiền khi mọi người liên tục đến nhà mình, nhưng anh lại không thể hoàn toàn không để ý. Những người này tối thiểu cũng là phó bí thư đảng đàn các thị xã, thậm chí là lãnh đạo chủ yếu các thị xã, hoặc là nhân vật có quyền lực ở các cơ quan thuộc tỉnh. Bọn họ đến chỗ hắn là muốn kéo gần quan hệ, để nói ra quan điểm suy nghĩ của bọn họ. Mà Triệu Quốc Đống đúng là không có bao tâm trí nghe mấy lời này. Vì thế biện pháp tốt nhất là tránh mặt, bọn họ không gọi điện được hỏi hắn ở đâu thì sẽ tới đây để gặp. Khương Toàn Thuận khá hiểu cho Triệu Quốc Đống, ít nhất đối phương không ra vẻ trước mặt mình, có gì nói đó, không thể nói liền trực tiếp lắc đầu không nói. Khương Toàn Thuận có cảm giác người này chính là đột biến trong nền chính trị Trung Quốc. Khương Toàn Thuận tự nhận mình tốt xấu làm mấy chục năm mà bây giờ mới là cán bộ cấp phó huyện, vậy mà đối phương mới từng đó tuổi đã làm trưởng ban tổ chức cán bộ, đối phương lại có khí thế làm cho Khương Toàn Thuận cảm thấy khó thở chỉ gặp phải ở tầm chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh ủy. Còn trẻ như vậy làm cán bộ cấp phó tỉnh là lần đầu Khương Toàn Thuận gặp, đối phương lại ở trước cửa nhà mình rồi hai bên dần quen thuộc. Khương Toàn Thuận cũng không cố ý lấy lòng đối phương, cũng không cần vì y biết tuổi mình từng đó. Dù là muốn thử cũng không có bao ý nghĩa. Chẳng qua y cũng thích ngồi xuống nói chuyện với vị trưởng ban trẻ tuổi này. Khương Toàn Thuận không nghĩ vị trưởng ban này có lý lịch lại phong phú như vậy. Làm ở xã, khu khai phát, ở huyện, thị xã, còn lên cả cấp bộ trung ương, đây có thể nói là lên trời, xuống đất đều có đủ cả, là một nhân vật bò từng bước từ cơ sở lên. Trưởng ban Triệu, Điền Nam đúng là cần phải có điều chỉnh. Bí thư Thái đến Điền Nam hơn 2 năm và được đánh giá cao, là người muốn làm việc thật. Nhưng Điền Nam bao năm qua chỉ như thế, bí thư Thái đến có lẽ không hy vọng lập tức có mưa gió lớn, nhưng phải xem đối với ai, đối với việc gì mà. Ngài nếu muốn làm việc thì phải làm mất lòng người. Tôi đã làm vài năm ở mặt trận Tổ quốc và thấy mọi người đều yên vui với thực tại, không chỉ có ở trên tỉnh mà ở các thị xã cũng có không ít người có tâm tư này. Mấy người như tôi thì không nói vì không còn mấy năm nữa là về hưu. Mặt trận Tổ quốc vốn là ngành phối hợp nhưng các thị xã bên dưới lại khác, đó là nơi quan hệ đến phát triển, đến dân sinh, anh nếu chỉ ngồi chờ hết năm thì sẽ không đủ tư cách. Trưởng ban Triệu, tôi biết chuyện này đã động sẽ liên quan tới rất nhiều người, ai chẳng có quan hệ, không ai là kẻ ngu cả, ai lại không quan tâm đến tiền đồ của chính mình. Đảng quản cán bộ là điều không thể thay đổi, đảng ủy đưa ra quyết sách, chính quyền chấp hành là quy củ. Quyết sách là gì, đương nhiên kể cả quyết định về phân công. Hôm nay tôi uống hơi nhiều nên miệng nói nhiều, ngài đừng nghe vào. Chuyện trên đời này tự có người trong thiên hạ quản. Ha ha, tôi say rồi. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Khương Toàn Thuận này thật đúng là thú vị, uống vài chén vào là nói nhiều, không nhịn được. Chẳng qua hắn khá thích lão Khương này. Người này nghe nói từng làm phó bí thư huyện ủy đúng là không dễ dàng, có lẽ cũng có sở trường. Triệu Quốc Đống cũng không có tâm tư gì khác. Chẳng qua ngồi nói chuyện với một người từng làm ở huyện, thị, lại làm ở tỉnh ủy vài năm sẽ nhận được vài tin tức hiếm thấy, ít nhất là không ít chuyện ở tỉnh ủy, ủy ban Điền Nam. Khương Toàn Thuận có lẽ cũng không trông cậy vào khả năng gì vì thế nói chuyện khá thẳng, gì cũng dám nói. Đây là điều làm Triệu Quốc Đống thấy hứng thú. Triệu Quốc Đống về đến phòng đã hơn 10 giờ. Khương Toàn Thuận được vợ vừa đỡ vào giường vừa mắng. Triệu Quốc Đống nằm trên giường mà mãi không ngủ được. Phương án điều chỉnh nhân sự coi như đã có nhưng lựa chọn cụ thể vẫn còn tranh luận. Bên Đào Hòa Khiêm đã ý thức được một ít vấn đề nên bắt đầu chủ động ra trận. Ở ban tổ chức cán bộ trung ương cũng đã có người gọi điện cho Thái Chánh Dương tìm hiểu tình hình, có vẻ như không quá đồng ý việc Điền Nam có điều chỉnh nhân sự trên quy mô như vậy vào lúc này. Nhưng đây là quyền lực của tỉnh ủy Điền Nam, cùng lắm chỉ có thể nói bóng gió nên chú ý không ảnh hưởng đến ổn định và công việc mà thôi. Triệu Quốc Đống cũng đã dành thời gian chạy xong hai thị xã còn lại ở Điền Trung. Triệu Quốc Đống đã đề nghị với Thái Chánh Dương là chia đợt điều chỉnh nhân sự này làm hai giai đoạn. Mấy thị xã khu vực Điền Tây, Đông, Trung nơi thành thục sẽ tiến hành, chưa được có thể để lại cùng điều chỉnh cùng với mấy nơi còn lại trong tỉnh. Thái Chánh Dương đồng ý với ý kiến của hắn, đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ mới hai người biết. Quyển 17, chương 35. Làm Triệu Quốc Đống thấy an ủi là quan hệ ở trong ban tổ chức cán bộ khá đơn thuần. Ít nhất khi các thường vụ tỉnh ủy có nhiều mâu thuẫn thì quan hệ trong ban khá yên bình, nhưng yên bình không có nghĩa là không có sóng gió. Thời gian bốn vị phó trưởng ban làm ở ban tổ chức cán bộ không ngắn. Ngắn nhất là Kỳ Tử Lan hơn 40 tuổi, 3 năm trước từ chức phó bí thư đoàn tỉnh, lý lịch cũng khá đơn thuần, từng làm ở đoàn thanh niên Côn Châu, làm phó bí thư quận Cửu Hoa, Côn Châu.
Tính cách XX rất thoải mái, không có gì phức tạp, có chuyện gì cũng có thể trao đổi hòa hợp với Triệu Quốc Đống, được cho là trợ thủ ăn ý của Triệu Quốc Đống. Điền Vĩnh Thái từ thị xã Văn Thành đi lên, kinh nghiệm phong phú, đã từng làm có thể, bí thư huyện ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, phó bí thư thị xã, có thể nói là tinh thông mọi việc, nắm rõ mọi chuyện ở cơ sở. Đi khảo sát cùng y làm Triệu Quốc Đống thấy nhẹ nhàng nhất, các trưởng ban tổ chức cán bộ, phó bí thư ban tổ chức cán bộ các nơi đều không dám làm qua loa trước mặt Điền Vĩnh Thái. Triệu Quốc Đống cảm thấy Điền Vĩnh Thái khá thành thật, mặc dù không đơn thuần như Kỷ Tử Lan nhưng mỗi người có lý lịch, kinh nghiệm khác nhau, tính cách khác nhau. Điền Vĩnh Thái có thể làm tốt ở vị trí chủ tịch, bí thư huyện ủy, lãnh đạo thị ủy thì cũng có bản lĩnh của y. Đừng nhìn y trông hiền hòa nhưng có uy tín khá cao trong ban, các trưởng phòng đều tôn trọng Điền Vĩnh Thái, uy tín trong ban của Điền Vĩnh Thái không kém gì phó trưởng ban thường trực Tần Lực. Phó trưởng ban Liêu Cương kiêm chức giám đốc sở nội vụ, làm việc chính là bên sở nội vụ. Sau khi Triệu Quốc Đống tới, Liêu Cương cũng không mấy khi đến ban, chỉ có các hội nghị quan trọng thì đối phương mới tới. Triệu Quốc Đống thấy người này khá thận trọng, làm việc quy củ nhưng thật ra như vậy lại phù hợp với công tác nhân sự. Nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy đây không phải cán bộ làm công tác tổ chức đủ tư cách nhất. Mặc dù công tác tổ chức cần chú ý nguyên tắc nhưng theo thời đại biến hóa thì công tác tổ chức cũng cần có đổi mới. Đây là điểm mà Liêu Cương thiếu sót. Chẳng qua đối với Triệu Quốc Đống mà nói bây giờ nhắc chuyện này có lẽ còn hơi sớm. Hắn không muốn mình là người cứu thế, gì cũng lắm giữ trong tay. Nếu như không có hậu phương ổn định thì hắn sẽ là một trưởng ban tổ chức cán bộ cô đơn. Làm việc đầu tiên phải nắm bắt được mâu thuẫn chủ yếu, ở điểm này trong ban không có mâu thuẫn chủ yếu, việc điều chỉnh bộ máy các thị xã các nơi mới là quan trọng. Liêu Cương ít nhất đã ủng hộ công việc của mình, đối với hiện nay mà nói thì Triệu Quốc Đống muốn đối phương chỉ cần làm được thế. Phải nói phó trưởng ban thường trực Tần Lực là một nhân vật quan trọng nhất ở ban. Ở thời đại Cao Vĩnh Khôn, Tần Lực cũng có sức ảnh hưởng lớn trong ban, Cao Vĩnh Khôn cũng rất tôn trọng Tần Lực. Tần Lực trước đây làm phó bí thư Côn Châu, từng cạnh tranh chức thị trưởng Côn Châu với Vương Liệt và thất bại. Bí thư tỉnh ủy khóa trước cho rằng Tần Lực nếu tiếp tục làm phó bí thư thị ủy Côn Châu sẽ không lợi cho việc Vương Liệt triển khai công việc nên mới điều lên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy làm phó trưởng ban thường trực. Nhưng Tần Lực sau khi lên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy công tác cũng không có tâm lý chống đối gì, có thể nói tận tâm tận sức với công việc. Triệu Quốc Đống cũng đã tìm hiểu kỹ về Tần Lực. Tần Lực trước đó đã từng làm thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký thị ủy Côn Châu, cũng từng làm chủ tịch, bí thư quận của Côn Châu, là cán bộ từ cơ sở đi lên, kinh nghiệm phong phú không thua gì Điền Vĩnh Thái. Chẳng qua tính cách hai người này khá khác. Tần Lực trong công việc khá nghiêm túc, tính cách cố chấp, cứng rắn, yêu cầu nghiêm khắc với cấp dưới, các cán bộ trong ban đều có vẻ sợ Tần Lực, có đôi khi thà đồng ý đối mặt với Cao Vĩnh Khôn chứ không muốn gặp khuôn mặt nghiêm túc của Tần Lực, ngay cả Kỷ Tử Lan cũng hơi ngại gặp Tần Lực. Triệu Quốc Đống vẫn có một suy nghĩ nhưng thấy chưa đúng thời cơ để đưa ra. Một phần là hắn cần phải xem ý kiến của Trương Bảo Quốc, về phần khác cũng phải xem Thái Chánh Dương có tán thành công việc của Tần Lực hay không. Dù sao Tần Lực chưa làm lãnh đạo chủ yếu một thị xã mà lập tức đẩy y lên làm người đứng đầu thì y có thể biểu hiện tốt như lúc làm phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy hay không cũng khó nói. Ngoài ra hắn cũng còn cần trưng cầu ý kiến của Tần Lực, xem bản thân Tần Lực có ý này không. Hắn cảm thấy một người có năng lực như Tần Lực nếu cứ làm phó trưởng ban thường trực là quá đáng tiếc, Tần Lực hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ càng quan trọng hơn. Đương nhiên vị trí quan trọng hơn là do từng người nhìn nhận. Có lẽ trong mắt người thấy vị trí đó không hơn gì chức phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Triệu Quốc Đống thấy mình nên nói chuyện nghe ý kiến của Tần Lực. Vấn đề ở Đức Hồng trên thực tế còn nghiêm trọng hơn cả bên Vĩnh Xương, đây là ý kiến của tôi. Tần Lực nói rất kiên quyết và nghiêm túc. Mấy hôm trước Phó Bí Thư Trương hỏi ý kiến của tôi cũng rất rõ ràng tỏ thái độ của mình. Vấn đề của Vĩnh Xương nằm ở chỗ lãnh đạo chủ yếu quá phóng túng cấp dưới, hơn nữa Phó Bí Thư Đảng Đàn có vấn đề nên thoáng cái đâm ra lỗ thủng lớn. Vấn đề nhìn qua như rất nghiêm trọng nhưng thực tế lại không phải vậy. Triệu Quốc Đống rất có hứng thú nghe Tần Lực giới thiệu. Hai thị xã khu vực Điền Tây do Tần Lực tự dẫn đoàn xuống hỏi ý kiến, công việc làm rất cẩn thận. Hơn nữa Tần Lực lại làm phó trưởng ban thường trực nhiều năm nên cũng nghe được nhiều thứ thực tế. Mụn mủ cầu lương ký sẽ phải loại bỏ. Bí thư huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật và bí thư đảng ủy chính pháp huyện Long Lĩnh đã bị bắt, có thể nói chính là trả lại không khí trong sạch cho Vĩnh Xương.
Trước đây khi Cầu Lương Ký làm bí thư huyện ủy Long Lĩnh lên làm phó bí thư thị ủy Vĩnh Sương đã có vài phản ứng, tôi mặc dù đưa ra ý kiến khác, cũng bảo lưu ý kiến nhưng không có thái độ kiên quyết. Khi đó trưởng ban cao cho rằng Cầu Lương Ký có kinh nghiệm phong phú, uy tín cao, hơn nữa phó bí thư Trương cũng đã đồng ý nên ban thông qua. Bây giờ xem ra đây là sai lầm nghiêm trọng của chúng ta, lúc ấy ban không cẩn thận điều tra vấn đề được phản ứng mà chỉ nghe ý kiến của thị ủy Vĩnh Sương, ở việc này tôi có trách nhiệm. Được rồi lão Tần, chuyện này đã là quá khứ, chúng ta không cần tự trách mình. Cầu Lương Ký tự làm bậy thì không thể sống, thậm chí y cũng giấu được cả tôi. Ngay cả tôi lúc ấy cũng còn thấy Cầu Lương Ký là phó bí thư thị ủy có uy tín và quyết đoán, không ngờ y lại dựa vào đám xã hội đen để duy trì uy tín của mình. Nghĩ đến tôi cũng thấy lạnh trong lòng, một cán bộ trưởng thành từ chủ tịch, bí thư huyện ủy mà sao lại thành ra như vậy, đó là điều đáng để chúng ta suy nghĩ. Triệu Quốc Đống gật đầu nói, Long Lĩnh lần này gần như là sụp đổ hoàn toàn, ngay cả bí thư Thái cũng chấn động, còn chuyên môn tự phê bình mình trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, cũng yêu cầu ủy ban kỷ luật và cơ quan tư pháp nghiêm túc điều tra, yêu cầu ủy ban kỷ luật và ban tổ chức cán bộ chúng ta cần tổng kết kinh nghiệm từ đó, rút ra bài học. Tôi thấy ở điểm này ban tổ chức cán bộ chúng ta cần nghiêm túc tự hỏi nguyên nhân và đưa ra biện pháp. Đúng thế, tình hình Vĩnh Sương đúng là rất nghiêm trọng, nhưng tôi đã chuyên môn đến mấy quận, huyện ở đây để tìm hiểu. Tôi tự tin mình khá hiểu rõ tình hình Vĩnh Sương, ngoài Long Lĩnh ra thì tình hình các quận, huyện khác tốt hơn, cũng không phức tạp như vậy. Ở điểm này tôi khá tự tin. Tần Lực tự tin nói. Mặc dù là ở Long Lĩnh cũng không phải do đám người Cầu Lương Ký, Phu Cương che trời được hết. Chủ tịch Tiền Vĩnh Quế vẫn kiên trì nguyên tắc, đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà sự kiện Long Lĩnh lộ ra, nếu không chúng ta không thể chính thức tìm hiểu đủ tình hình. Ừ, ý kiến xử lý Hoa Tử Tài và Trương Tùng thì có lẽ ủy ban kỷ luật sẽ rất nhanh đưa ra, chủ nhiệm Trử đã trưng cầu ý kiến của ban tổ chức cán bộ chúng ta, anh có ý kiến gì không? Triệu Quốc Đống hỏi. Tần Lực do dự một chút. Trưởng ban Triệu, ở sự kiện Long Lĩnh thì Hoa Tử Tài và Trương Tùng cũng có trách nhiệm. Nhất là bí thư thị ủy Hoa Tử Tài. Nhưng tôi cảm thấy Hoa Tử Tài cũng không che giấu gì, mà còn có thể chủ động gánh vác trách nhiệm, ở điểm này tôi thấy Hoa Tử Tài dám làm dám chịu. Hơn nữa thành tích công tác của Vĩnh Sương không thể vì Long Lĩnh xuất hiện vấn đề mà xóa bỏ hết. Ở mấy quận, huyện khác đường sắt Điền Miễn, cao tốc Điền Miễn được xây dựng với tốc độ nhanh, cho nên tôi thấy cần phải tính cả công, cả tội của Hoa Tử Tài. Ý của anh là phải coi công tác của thị ủy ban Vĩnh Sương làm chính. Phải có đối đãi khác nhau. Triệu Quốc Đống có chút hứng thú nói. Ừ, đây là ý kiến của tôi, mấy hôm trước Phó Bí Thư Trương hỏi tôi cũng trả lời như vậy. Tần Lực rất dứt khoát trả lời. Quyển 17, chương 36. Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Hiện tỉnh chưa có ý kiến thống nhất việc xử lý bộ máy Vĩnh Sương. Trương Bảo Quốc đề nghị điều chỉnh chức vụ của Hoa Tử Tài, cho rằng người này làm bí thư không nhìn đúng người. Phong túng cấp dưới nên mới gây hậu quả nghiêm trọng, tạo thành ảnh hưởng ác liệt. Nhưng Triệu Quốc Đống lại biết Trương Bảo Quốc lại có ý khác. Thị trưởng Trương Tùng có họ hàng xa với Trương Bảo Quốc có ý muốn để Trương Tùng thay Hoa Tử Tài. Mặc dù năng lực của Trương Tùng không kém, phẩm chất tốt, Triệu Quốc Đống có ấn tượng tốt với người này nhưng hiện nay không phải thời cơ thích hợp nhất điều chỉnh Hoa Tử Tài. Hoa Tử Tài có uy tín ở Vĩnh Sương, nhất là mấy huyện phía Bắc Vĩnh Sương mà y từng công tác. Điều chỉnh Hoa Tử Tài tất nhiên ảnh hưởng đến công việc của Vĩnh Sương. Vì thế Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ, mà Tần Lực có thái độ này cũng phù hợp với ý của hắn. Thái Chánh Dương trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy cũng đã tự phê bình mình, điều này làm cho đám người Đào Hòa Khiêm và Tống Quốc Lương đều kinh ngạc khó hiểu, Trương Bảo Quốc cũng có chút khiếp sợ. Thái Chánh Dương sau khi đến Điền Nam làm việc, nói năng đều thận trọng, vẫn nắm giữ tiết tấu hội nghị thường ủy. Nhưng lần phê bình như thế này từ góc độ nào đó mà nói Thái Chánh Dương tự tin việc này cũng không khiến uy tín của y bị ảnh hưởng mấy. Đối với Đào Hòa Khiêm và Trương Bảo Quốc mà nói biến hóa này ảnh hưởng khá sâu sắc, nhất là Trương Bảo Quốc. Trương Bảo Quốc rõ ràng cảm thấy mấy thường vụ trung lập như Trử Liễu, Tôn Tiến, Dương Bưu bắt đầu có xu thế dựa vào Thái Chánh Dương. Nhất là Trử Liễu đã hoàn toàn bỏ cái mác cán bộ địa phương do công tác 10 năm ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Nhưng Trử Liễu vẫn có sức ảnh hưởng lớn đối với cán bộ địa phương Điền Nam. Thái độ của Trử Liễu thay đổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều người. Đúng là ở tình huống đó Trương Bảo Quốc mới có thể chủ động liên lạc nhiều hơn với ban tổ chức cán bộ. Trước đó Trương Bảo Quốc không phải chưa từng hỏi ý kiến các vị phó trưởng ban nhưng ít đến đáng thương.
Mà bây giờ Trương Bảo Quốc cảm thấy cục diện thay đổi làm y không ngồi yên nổi. Đối với điểm này Triệu Quốc Đống rất vui được thấy. Chỉ có làm Trương Bảo Quốc thấy không thể đi ngược xu thế thì y mới chủ động theo dòng nước, ai muốn ngăn cản sẽ tự chuốc họa. Trương Bảo Quốc không thể nghi ngờ là người thông minh, y có thể nhận rõ phương hướng. Lão Tần, tôi đồng ý với quan điểm của anh. Hoa Tử Tài có trách nhiệm, cần xử lý như thế nào thì có kỷ luật đảng và pháp luật, nhưng thành tích công tác của Vĩnh Xương không thể phủ nhận. Cá nhân tôi cho rằng Hoa Tử Tài làm bí thư thị ủy là xứng chức. So với việc của Vĩnh Xương thì tôi thấy chúng ta còn lo cho Đức Hồng hơn. Triệu Quốc Đống vừa nói đã làm Tần Lực tán thành. Đúng, trưởng ban Triệu, tôi cũng có ý này. Đừng nhìn bề ngoài Đức Hồng rất bình tĩnh, không có vấn đề gì. Nhưng đúng là vì thế nên mới ẩn giấu nguy cơ nhiều hơn. Nếu chúng ta không thể tỉnh táo nhìn nhận vấn đề thì tương lai Đức Hồng thật sự thành chân sau của tỉnh, thậm chí ảnh hưởng đến chiến lược phát triển phía Tây của Trung ương. Nhất là khi công trình xây dựng đường sắt Điền Miễn, cao tốc Điền Miễn được đẩy mạnh, đường ống dẫn đầu Điền Miễn cũng sắp khởi công thì cũng càng cần tỉnh ủy chú trọng hơn. Triệu Quốc Đống dùng mắt ra hiệu Tần Lực tiếp tục trình bày quan điểm của mình. Đức Hồng khác Vĩnh Xương. Đức Hồng là do quan niệm tư tưởng và sức chiến đấu của cả bộ máy có vấn đề. Mấy năm qua bộ máy Đức Hồng về cơ bản không có điều chỉnh mấy, đều là thuận lợi thay thế, nhìn qua đó là bình thường nhưng cũng đã vùi đi động lực phát triển và cải cách, rất nhiều cán bộ từ còn trẻ trở thành lão thành, tình cảm công việc dần mất đi, tạo thành thói quen đến giờ đi làm. Đức Hồng vốn là cửa khẩu quan trọng nhất của Trung Quốc đi sang Myanmar, nhất là khi gặp chính sách đẩy mạnh hợp tác văn hóa, chính trị, kinh tế với Myanmar của Trung ương được diễn ra, bộ máy Đức Hồng không ý thức được điểm này. 2-3 năm không có bất cứ động tác gì mới, không biến ưu thế vị trí địa lý thành ưu thế phát triển kinh tế. Ở điểm này tôi thấy bộ máy Đức Hồng có trách nhiệm rất lớn. Triệu Quốc Đống cảm thấy quan điểm của Tần Lực rất gần với mình, điều này làm hắn vui vẻ, cũng càng làm hắn xác nhận thêm suy nghĩ của mình. Vấn đề của Đức Hồng đúng là đã đến lúc cần thay máu mới, đương nhiên điều chỉnh mức nào cũng còn cần suy nghĩ cẩn thận. Trên khuôn mặt của Đào Hòa Khiêm hiện đầy vẻ âm u. Trương Bảo Quốc đùn đẩy. Không chịu gặp mặt trực tiếp, gọi điện mãi không nói rõ tình hình, đây là một tín hiệu. Đào Hòa Khiêm không phải không cảm thấy hướng gió của Trung ương. Trong hội nghị công tác kinh tế năm ngoái của Trung ương, một vài bạn bè và lãnh đạo đã nói chuyện với y, muốn y phải chú ý phương pháp làm việc, duy trì nhất trí về phương hướng với tỉnh ủy, phải đặt tâm trí vào phát triển kinh tế. Lãnh đạo và bạn cũng rất mờ mịt tỏ vẻ lãnh đạo Trung ương không quá hài lòng với công việc của Điền Nam. Lời này đáng lẽ nên nói với bí thư tỉnh ủy Thái Chánh Dương mới đúng, nhưng lại truyền đến tai mình làm cho Đào Hòa Khiêm cảm thấy nguy hiểm. Đào Hòa Khiêm không cho rằng kết quả này là do phương pháp và suy nghĩ làm việc của mình không đồng nhất với Thái Chánh Dương tạo ra. Theo y thấy tuy mình có trách nhiệm nhưng Thái Chánh Dương càng cần kiểm điểm suy nghĩ của y hơn. Ít nhất sự kiện Long Lĩnh đã chứng minh sai sót của Thái Chánh Dương. Đào Hòa Khiêm vốn nghĩ rằng Thái Chánh Dương muốn hóa nhỏ sự kiện Long Lĩnh và cứ thế ỉm đi. Nhưng y thật không ngờ Thái Chánh Dương dám công khai phê bình chính mình tại hội nghị thường vụ tỉnh ủy, chiều này đã đánh rối thế trận của Đào Hòa Khiêm, mà sau đó Trương Bảo Quốc cũng bắt đầu thay đổi thái độ. Trương Bảo Quốc không phải người ngu xuẩn, đó là kẻ tinh danh giảo hoạt hơn bất cứ ai. Cách làm của Thái Chánh Dương làm cho Đào Hòa Khiêm phải suy nghĩ rất nhiều, có lẽ Thái Chánh Dương cho rằng mình được lãnh đạo Trung ương ủng hộ nên mới quang minh chính đại nhận sai lầm, ai cũng không ngờ chiêu thức đó của Thái Chánh Dương lại tạo ra uy lực lớn đến thế. Cửa được đẩy ra, Tống Quốc Lương đi vào mặt mày đầy tức tối. Việc Chu Đăng Cao có ý kiến không đồng nhất trong hội nghị về việc sản xuất nông nghiệp sinh thái là điều y không ngờ tới. Trước đây trong hội nghị thường trực ủy ban, Chu Đăng Cao rất ít khi lên tiếng, dù có lên cũng là do Đào Hòa Khiêm điểm danh, Chu Đăng Cao cũng chỉ nói về công việc mình phụ trách quản lý. Tình huống hôm nay là lần đầu tiên trong hơn năm qua, hơn nữa là nhằm vào quan điểm của mình. Điều này làm Tống Quốc Lương vừa tức vừa kinh ngạc. Từ lúc nào mà Chu Đăng Cao dám chống đối mình như vậy? Đào Hòa Khiêm trong hội nghị không tỏ bất cứ thái độ gì làm cho Tống Quốc Lương cảm thấy vấn đề không bình thường. Vì thế y cũng chỉ tranh chấp vài câu với Chu Đăng Cao rồi sáng suốt thu lại cơn tức của mình. Trương Bảo Quốc đúng là bận, ngay cả ngài gọi mà hắn cũng dám lạnh nhạt. Chủ tịch Hòa Khiêm, tôi thấy hắn càng sống càng giỏi ngả nghiêng. Triệu Quốc Đống vừa tới, hắn đã lo này lo kia, làm chuyện gì cũng sợ hãi. Tôi thật ra không rõ hắn là phó bí thư hay Triệu Quốc Đống là phó bí thư. Tôi hỏi hắn vài ứng viên, hắn nói cần báo cáo với Thái Chánh Dương, cần trao đổi với Triệu Quốc Đống. Hừ,
không dám tỏ chút thái độ gì, vậy hắn còn làm phó bí thư tỉnh ủy làm gì? Hắn nói báo cáo với Thái Chánh Dương thì thôi, sao còn cần trao đổi với Triệu Quốc Đống? Lúc Cao Vĩnh Khôn còn làm trưởng ban tổ chức cán bộ thì hắn đã bao giờ uất ức như vậy chưa? Nghe Tống Quốc Lương nói như vậy, Đào Hòa Khiêm có chút khó chịu. Tống Quốc Lương này lúc nào cũng có thái độ tùy tiện như vậy, ăn nói không cố kỵ chu. Thấy Đào Hòa Khiêm không lên tiếng, Tống Quốc Lương cũng thấy mình nói hơn quá nên dừng một chút rồi nói tiếp. Chủ tịch Hòa Khiêm, chúng tôi không thể ngồi chờ chết như vậy được, phải chủ động. Trương Bảo Quốc thì chúng ta cần nói chuyện với hắn, để hắn đừng bị Thái Chánh Dương hù dọa. Chẳng lẽ nói chúng ta là đá cản đường sự phát triển, là do chúng ta có tư tưởng bảo thủ ư? Chỉ có bọn họ mới biết phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh sao? Nực cười. Đào Hòa Khiêm lạnh nhạt nhìn Tống Quốc Lương. Tống Quốc Lương cũng không ngu, cũng thấy thay đổi của phương hướng, thậm chí cũng cố gắng thay đổi nhưng bây giờ bên mình đã khiến bên ngoài có ấn tượng cố định. Đó chính là mình đang cản trở kế hoạch phát triển kinh tế của Thái Chánh Dương, là đang cản trở chiến lược phát triển phía Tây của Trung ương, ấn tượng này đúng là rất khó giải quyết. Quyển 17, chương 37. Quốc Lương, có đôi khi không nên hành động quá gấp. Thời gian qua tôi vẫn suy nghĩ, sau khi Bí Thư Thái tới Điền Nam đã có một vài quan điểm khác với chúng ta, tôi thấy đó là điều rất bình thường. Vì thế trong hội nghị thường ủy tôi cũng công khai nói ra suy nghĩ của mình. Tôi cảm thấy đều là đảng viên. Cùng có một mục tiêu chung thì không có gì không giải quyết được. Dù là có chúng ta cũng có thể thông qua nguyên tắc tập trung dân chủ để giải quyết. Đây là nguyên tắc trước sau như một của đảng ta, nhưng từ trước đến giờ xem ra chúng ta vẫn bị hiểu lầm. Đào Hòa Khiêm nói chuyện rất tùy ý. Đương nhiên tôi cũng đã nghiêm túc kiểm điểm công việc của mình. Thực tế mà nói có vài điểm không được như ý, ví dụ như không quá chú trọng chiến lược phát triển phía Tây của Trung ương, hoặc là quá chú trọng lợi ích địa phương. Chủ nghĩa địa phương tồn tại ở một mức độ nhất định, cầu ổn trong một số công việc. Đây đều là vấn đề cần chúng ta giải quyết nhưng tôi nghĩ rằng mấy vấn đề này không phải chủ đạo. Tống Quốc Lương lặng lẽ nghe Đào Hòa Khiêm nói, y cố gắng muốn hiểu ý đồ chân thật của đối phương. Đào Hòa Khiêm từ trước đến giờ luôn có thái độ bình thản nhưng hôm nay Tống Quốc Lương có thể cảm thấy tâm trạng của đối phương đã khác, nói cách khác Đào Hòa Khiêm cũng không ngồi yên được. Quan điểm có sai khác là rất bình thường. Tôi luôn nghĩ tỉnh ủy có năng lực thống nhất mọi lực lượng đi trên một con đường, nếu lão Trương bận việc không tới được thì tôi và anh sang đó, hoặc chúng ta mời y chọn thời gian gặp mặt một chút, như vậy có lẽ giúp đỡ chúng ta thống nhất tư tưởng. Đào Hòa Khiêm vẫn không nhanh không chậm nói ra, việc này làm Tống Quốc Lương có chút bội phục. Lúc này ở trụ sở tỉnh ủy, ủy ban đầy lời đồn. Từ đủ dấu hiệu cho thấy Thái Chánh Dương có thể muốn mượn đợt điều chỉnh nhân sự này để thực hiện ý đồ chính trị, mà lúc này đã đạt được. Triệu Quốc Đống, Hoàng Mộng Chân, Thương Vô Bệnh toàn lực ủng hộ Thái Chánh Dương, đám người vốn trung lập như Tôn Tiến, Dương Bưu, Vệ Cơ Thành đã bắt đầu muốn động. Nếu không có hành động quyết đoán một khi Trương Bảo Quốc cũng lùi bước thì quá nghiêm trọng. Chẳng qua Trương Bảo Quốc tránh né không gặp làm Tống Quốc Lương khá khó chịu. Nhưng bây giờ Đào Hòa Khiêm đưa ra việc chủ động hẹn Trương Bảo Quốc làm Tống Quốc Lương khá phục lòng dạ đối phương. Ít nhất Đào Hòa Khiêm làm chủ tịch tỉnh còn thực hiện như vậy. Dù chỉ là một tư thế thì Tống Quốc Lương cũng tự nhận mình không làm được. Chủ tịch Hòa Khiêm, vậy ngài xem lúc nào thì tốt? Hay là tôi thông báo với Trương Bảo Quốc? Tống Quốc Lương có chút do dự. Không cần, tôi gọi cho y, tôi nghĩ lão Trương không đến mức sợ gặp tôi chứ. Đào Hòa Khiêm có chút tự tin nói. Tống Quốc Lương đúng là không ngờ Đào Hòa Khiêm lại chủ động gọi điện hẹn gặp mình, việc này làm y bất đắc dĩ. Hình như không quá thích hợp. Tống Quốc Lương không phải sợ gặp Đào Hòa Khiêm mà thấy ở tình hình hiện nay nếu như Đào Hòa Khiêm vẫn cố chấp với ý kiến của mình thì chỉ sợ càng làm cục diện Điền Nam loạn hơn. Mà chính y là phó bí thư tỉnh ủy nếu cứ có thái độ mập mờ, hàm hồ thì càng loạn hơn. Đến lúc ấy tuy Thái Chánh Dương và Đào Hòa Khiêm không thoát được liên quan, nhưng y là phó bí thư tỉnh ủy có lẽ trong mắt lãnh đạo cũng đánh giá là không đủ tư cách. Anh có thể có thái độ rõ ràng ủng hộ bên này bên kia, chẳng qua đây chỉ là vấn đề quan điểm. Thậm chí thái độ khác nhau vẫn có thể chấp nhận. Chỉ riêng việc dở trò mập mờ, chơi hai đầu thì rất dễ khiến lãnh đạo cho rằng anh thiếu năng lực, một khi bị đánh dấu này cũng có nghĩa tiền đồ chính trị của anh giảm đi rất nhiều. Như một vị lão lãnh đạo từng nói anh có thể phạm sai lầm nhưng anh không thể bình thường, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc là anh có thể sửa chữa và trưởng thành. Nhưng nếu mất cá tính cơ bản vậy có nghĩa anh sẽ dừng lại. Tống Quốc Lương và Đào Hòa Khiêm mặc dù là đồng minh nhưng từ đồng minh có nhiều nghĩa. Nó còn có thời gian hạn chế.
Đồng minh không thể so với anh em có thể bán nữa là đồng minh. Tống Quốc Lương đương nhiên khinh thường chơi trò bán đứng, đi đến cấp độ này mà bán đứng sẽ bị người khinh bỉ. Vì thế y rất rõ ràng báo cho đối phương phải làm kẻ thức thời. Bỏ máy xuống, Tống Quốc Lương suy nghĩ rất nhiều. Y nhận cuộc hẹn, Tống Quốc Lương cảm thấy mình cần suy nghĩ lại xem nên làm như thế nào phá vỡ cục diện hiện nay. Y đương nhiên không hy vọng thấy cục diện nghiêng hẳn sang một bên, nhưng nếu như Đào Hòa Khiêm không tỉnh ngộ hoặc không rõ tình hình thì việc nghiêng về một bên là không thể tránh khỏi. Tống Quốc Lương vốn định chờ cục diện trong sáng lên đôi chút rồi quay lại nói chuyện với Đào Hòa Khiêm, như vậy có thể làm cho Đào Hòa Khiêm dễ dàng chấp nhận hơn. Nhưng bây giờ xem ra đối phương bị không khí hiện nay làm mờ mắt nên trở nôn nóng hơn. Cục diện hợp thì hai bên đều lợi, chia cả hai cùng thua, Tống Quốc Lương không muốn thấy cục diện càng ác liệt hơn, y tin Đào Hòa Khiêm cũng nghĩ như mình. Dù là Thái Chánh Dương có chiếm ưu thế nhưng Tống Quốc Lương tin Thái Chánh Dương là bí thư tỉnh ủy, là một chính trị gia đủ tư cách thì đối phương cũng không muốn thấy mạo hiểm này. Nó quan hệ đến đánh giá của Trung ương đối với việc khống chế cục diện chính trị Điền Nam của Thái Chánh Dương, một cục diện bình thản là điều Thái Chánh Dương mong thấy. Tống Quốc Lương nhìn đồng hồ, còn hơn tiếng nữa. Y muốn đi gặp Thái Chánh Dương trước để trình bày quan điểm của mình, cố gắng tranh thủ kết quả tốt nhất cho mấy người Đào Hòa Khiêm. Điều mà y làm được chỉ có thể thế mà thôi. Triệu Quốc Đống vẫn chờ Thái Chánh Dương nhưng Đường Ngạn Phong vẫn chưa gọi cho hắn, xem ra Thái Chánh Dương có việc quan trọng nhưng chuyện bên hắn cũng quan trọng. Ngạn Phong, Bí Thư Thái đang bận tiếp khách sao? Triệu Quốc Đống có chút tò mò, nửa tiếng trước hắn đã liên lạc với Đường Ngạn Phong nhưng xem ra chiều hôm nay nếu muốn gặp Thái Chánh Dương là khá khó khăn. Bây giờ đã 5 giờ 30 chiều, 6 giờ 50 Thái Chánh Dương sẽ bay lên Bắc Kinh tham gia hội nghị liên tịch của Bộ Chính trị. Bộ Chính trị tổ chức hội nghị tăng cường công tác dân tộc, tăng cường phát triển kinh tế xã hội ở khu vực có nhiều dân tộc thiểu số, thảo luận việc trưng cầu ý kiến của Trung ương, Quốc vụ viện sẽ tăng cường công tác dân tộc. Thái Chánh Dương cũng đã nghiên cứu khá kỹ về dự thảo đó, cũng yêu cầu các thường vụ tỉnh ủy đưa ra ý kiến của mình về dự thảo này. Triệu Quốc Đống làm trưởng ban tổ chức cán bộ nên cũng đã trình bày quan điểm và trình lên cho Thái Chánh Dương. Trưởng ban Triệu, là bí thư bảo quốc, y tới lúc 3 giờ 40, sau khi vào vẫn chưa ra. Có lẽ hai vị bí thư có chuyện quan trọng cần bàn. Đường Ngạn Phong nhỏ giọng nói. Nếu là người khác thì Đường Ngạn Phong tuyệt đối sẽ không trả lời vấn đề này. Đương nhiên người khác cũng không nhất định dám lớn mật như vị trưởng ban Triệu này. Ồ, không phải 6 giờ 50 chiều này Bí Thư Thái sẽ lên máy bay sao? Bây giờ còn chưa đi thì không phải không có thời gian dùng bữa ư? Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ. Ồ, việc này Bí Thư Thái không nói, tôi cũng không dám hỏi nhiều. Đường Ngạn Phong rất cung kính nói. Triệu Quốc Đống không dám xác định lúc này Trương Bảo Quốc có chuyện đặc biệt gì mà lại đi báo cáo với Thái Chánh Dương. Về việc Tần Lực đến làm bí thư thị ủy Đức Hồng thì Triệu Quốc Đống còn chưa trao đổi với Trương Bảo Quốc. Hắn dự định báo cáo với Thái Chánh Dương trước, nếu được Thái Chánh Dương tán thành, hắn mới trao đổi với Trương Bảo Quốc. Nhưng bây giờ Trương Bảo Quốc đột nhiên đi nói chuyện lâu với Thái Chánh Dương như vậy, hắn đúng là không nghĩ ra là việc gì, chẳng lẽ là bên Đào Hòa Khiêm có động tác. Ngạn Phong, như vậy đi, tôi không chờ bí thư Thái nữa. Nếu bí thư Thái ra trước 6 giờ thì anh nói với bí thư một tiếng xem có thể dành thời gian trước khi lên máy bay nói chuyện với tôi không. Nếu là sau 6 giờ thì thôi. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Vâng. Đường Ngạn Phong vội vàng gật đầu. Ồ, Ngạn Phong, bí thư Thái lên Bắc Kinh vài hôm, anh rảnh thì tới chỗ tôi ngồi. Tôi nghe nói anh tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, tôi cũng muốn trao đổi một chút. Triệu Quốc Đống vừa đi vừa nói. Đường Ngạn Phong này được Thái Chánh Dương khá yêu ái, mặc dù quan hệ giữa hắn và Thái Chánh Dương không bình thường nhưng thêm mối quan hệ với Đường Ngạn Phong thì cũng tốt hơn. Tôi đâu dám ảnh hưởng tới thời gian quý báu của ngài. Đường Ngạn Phong hơi đỏ mặt nói. Được rồi, đừng có ra vẻ với tôi, anh có rảnh thì tới ngồi. Triệu Quốc Đống ra vẻ tức giận nói. Vậy tôi nhất định sẽ tới. Đường Ngạn Phong vui vẻ nói. Quyển 17, chương 38. Triệu Quốc Đống nhận được điện thoại đã là 6 giờ, Thái Chánh Dương đang ở sân bay. Đường Ngạn Phong nói Thái Chánh Dương đổi chuyến bay sang 8 trong không, nói cách khác Triệu Quốc Đống đến sân bay vẫn còn hơn tiếng để nói chuyện. Sân bay Ô Gia Bảo khá gần nội thành nhưng Triệu Quốc Đống mất nửa tiếng mới tới được nơi. Triệu Quốc Đống đến được phòng dành cho khách VIP nghỉ đã là gần 7 giờ.
Triệu Quốc Đống vừa tiến vào đã nhận ra vẻ mặt Thái Chánh Dương hơi lạ, giống như vừa mới làm việc gì đó rất vất vả nhưng có thu hoạch không nhỏ. Đồ ăn mới được dọn đi, Thái Chánh Dương rất nhàn nhã dựa lưng vào ghế. Y như có điều gì đó suy nghĩ nên khá tập trung. Quốc Đống, lại đây ngồi. Thái Chánh Dương nói vẫn rất bình thường nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được có điểm không giống, nhưng hắn lại không thể nói thành lời đó là gì. Chú ăn tối chưa? Em vừa ăn ở nhà ăn xong. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Hay là để tỉnh ủy ra mặt điều Tiểu Lưu tới đây? Chú cứ thế này cũng không phải biện pháp, đồ ăn trong nhà bếp theo anh thấy chắc không hợp khẩu vị của chú. Thái Chánh Dương cười cười cầm lấy chén trà mà Đường Ngạn Phong mới rót thêm nước cho mình rồi ra hiệu đối phương đi ra ngoài. Đường Ngạn Phong biết Bí Thư Thái sợ là có chuyện quan trọng cần nói chuyện với Triệu Quốc Đống, hơn nữa nhất định có liên quan đến cuộc nói chuyện dài giữa sếp và Trương Bảo Quốc chiều nay. Khi thấy lúc Trương Bảo Quốc đi ra, sếp đã lắc lắc tay Trương Bảo Quốc vài lần như cảm ơn. Việc này đúng là làm Đường Ngạn Phong khá tò mò, đương nhiên y chỉ có thể nuốt trong lòng mà không thể nói ra. Đường Ngạn Phong cẩn thận lui ra đồng thời đóng cửa phòng lại. Có chuyện gì gấp vậy? Tâm trạng Thái Chánh Dương xem ra thoạt nhìn khá tốt, cũng không như Triệu Quốc Đống lo là Trương Bảo Quốc mang lại tin gì không ổn cho y. Ồ, Thái ca, em có một suy nghĩ như thế này về bộ máy thị xã Đức Hồng. Ở ban đã cẩn thận nghiên cứu việc điều chỉnh bộ máy Đức Hồng, Vĩnh Sương, Bí Thư Bảo Quốc cũng cho rằng lần này việc điều chỉnh bộ máy với quy mô khá lớn, nhất là Đức Hồng. Triệu Quốc Đống trước mặt Thái Chánh Dương luôn nói thẳng. Bộ máy Đức Hồng gần như tan rã, việc điều chỉnh lãnh đạo chủ yếu đảng ủy, chính quyền là bắt buộc. Em muốn đề cử Tần Lực ở ban đến Đức Hồng đảm nhiệm trọng trách cho nên muốn hỏi anh trước. Tần Lực. Thái Chánh Dương trầm ngâm một chút. Chú đã trao đổi với Bí Thư Bảo Quốc việc này chưa? Chưa, chẳng qua em nghĩ nếu anh đồng ý thì vấn đề ở chỗ Bí Thư Bảo Quốc là không lớn. Bí Thư Bảo Quốc đánh giá khá cao Tần Lực, cho rằng năng lực, tính cách và lý lịch của Tần Lực đủ để đảm nhiệm trọng trách, nhất là bộ máy Đức Hồng trong thời gian dài vô lực như vậy thì càng cần một người có tính cách kiên định đứng ra gánh vác. Triệu Quốc Đống không khen Tần Lực quá nhiều mà chỉ nói qua về kinh nghiệm công tác, lý lịch của Tần Lực ra. Thái Chánh Dương gật đầu, tình hình của Tần Lực thì Thái Chánh Dương cũng hiểu đôi chút, có lẽ Tần Lực chưa chắc giỏi làm kinh tế nhưng đối với tình hình hiện nay của Đức Hồng mà nói thì rất thích hợp. Nếu có thể cân nhắc một thị trưởng am hiểu công tác kinh tế thì càng phù hợp hơn. Quốc Đống, Tần Lực về năng lực, lý lịch đều không vấn đề gì, chú có thể trao đổi với Lão Trương. Chủ yếu nằm ở chỗ nếu Tần Lực làm bí thư thì ai sẽ cùng xây dựng bộ máy với y, vấn đề này cần suy nghĩ chu đáo. Sự phát triển chậm của Đức Hồng chủ yếu do bộ máy không đoàn kết, lần này tỉnh nếu hạ quyết tâm điều chỉnh bộ máy Đức Hồng thì cần phải suy xét thật kỹ. Tần Lực không phải không có nhược điểm, công tác kinh tế không phải thế mạnh của y, cho nên lựa chọn ai làm thị trưởng chú có dự định nào không? Thái Chánh Dương nghĩ càng xa hơn một chút, Đức Hồng cũng là nơi mà đường sắt Điền Miễn, cao tốc Điền Miễn nhất định phải đi qua, hơn nữa còn là cửa khẩu quan trọng. Theo Thái Chánh Dương thấy Đức Hồng phải phát triển nhanh hơn nữa để tạo dựng hình tượng của cả Điền Nam. Về ai làm thị trưởng thì em vẫn suy nghĩ, phải chọn một cán bộ am hiểu công tác kinh tế đảm nhiệm. Vì thế em thấy có nên tính tới phó thị trưởng phụ trách công nghiệp của Côn Châu, Diệp Khánh Xuyên hoặc là phó thị trưởng thường trực Khúc Châu, Thượng Quan Tương đảm nhiệm. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ sơ bộ của em, cũng chưa nghiên cứu trong ban, cũng chưa trao đổi với Bí Thư Bảo Quốc. Triệu Quốc Đống không nghĩ Thái Chánh Dương lại gấp đến thế, vừa tính việc Tần Lực làm bí thư thì ai sẽ làm thị trưởng. Vậy chú cứ suy nghĩ, phải trao đổi với Lão Trương nhiều hơn, tôn trọng ý kiến của y. Từ giọng của Thái Chánh Dương đã lộ ra vài ý mà Triệu Quốc Đống có thể nhận thấy. Ừ, em hiểu, Thái ca, chiều nay Bí Thư Bảo Quốc tìm anh có việc gì thế? Triệu Quốc Đống rất tự nhiên hỏi. Ừ, Lão Trương hôm nay đến chỗ anh, không ngờ vừa ngồi xuống đã hơn 2 tiếng. Y nói rất nhiều chuyện. Thái Chánh Dương như vẫn chìm đắm trong cuộc nói chuyện với Trương Bảo Quốc. Trương Bảo Quốc không phải như mới đầu Thái Chánh Dương nghĩ, ngược lại Trương Bảo Quốc cảm nhận được Trung ương không hài lòng với công việc của Điền Nam nên đã chủ động thay đổi, điều chỉnh phương hướng. Đúng là do thái độ của Trương Bảo Quốc thay đổi mới khiến mấy người như Tôn Tiến, Dương Bưu thay đổi. Chiều nay Trương Bảo Quốc đến nói về đợt đồng chí này, đối phương không phải nhằm vào riêng một vị trí nào mà là muốn nói rõ nguyên nhân, kết quả nếu như điều chỉnh với Thái Chánh Dương, nhất là nói ra những vấn đề hiện tại cùng với ảnh hưởng có thể mang tới khi điều chỉnh. Trương Bảo Quốc hy vọng Thái Chánh Dương có thể duy trì thái độ bình tĩnh và khắc chế bản thân.
không thể không nói Trương Bảo Quốc đã rất xảo diệu nắm giữ được thay đổi của Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương thấy Trương Bảo Quốc nói đúng, mình là bí thư tỉnh ủy dù có không hòa hợp với chủ tịch tỉnh như thế nào, người khác phá rối cũng được thì chỉ cần xuất hiện việc cục diện mất khống chế thì Trung ương sẽ có câu hỏi về năng lực chính trị và khả năng khống chế của mình. Đây là điều Thái Chánh Dương tuyệt đối không muốn thấy. Trương Bảo Quốc cũng nhận rõ điểm này nên đến nói chuyện. Trung ương từ trước đến giờ chỉ nhìn tác dụng của người đứng đầu. Chủ tịch tỉnh hay phó bí thư đều chỉ là trợ thủ, anh không khống chế được chính là do vấn đề năng lực của anh. Ở điểm này Thái Chánh Dương đúng là cần thỏa hiệp đôi chút. Triệu Quốc Đống cũng nghe ra ý trong lời của Thái Chánh Dương. Hắn có chút khó hiểu nhìn Thái Chánh Dương, hy vọng đối phương nói rõ thêm chút nữa. Thái Chánh Dương suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Trung ương rất chú ý tình hình Điền Nam, anh lần này lên Bắc Kinh có thể do lãnh đạo chủ yếu của Trung ương muốn nghe anh báo cáo công việc và những suy nghĩ của mình. Hiện nay Điền Nam điều chỉnh nhân sự thì đó cũng là thuộc phạm vi quyền lực của tỉnh ủy, nhằm xúc tiến công việc và thúc đẩy phát triển, đồng thời cũng cần đảm bảo ổn định, tránh chấn động quá lớn. Vế trước là căn bản nhưng vế sau anh hy vọng chú và lão Trương cần trao đổi cẩn thận, cố gắng giảm thiểu chấn động, để cục diện công việc của Điền Nam có thể lấy một trình tự tương đối bình thản mà phát triển. Triệu Quốc Đống cẩn thận suy nghĩ lời nói của Thái Chánh Dương. Không thể nghi ngờ giọng điệu của Thái Chánh Dương đã có thay đổi. Trước hắn báo cáo với Thái Chánh Dương, Thái Chánh Dương có thái độ rất rõ ràng là tất cả vì sự phát triển của Điền Nam, các nhân tố khác không cần suy nghĩ đến. Nhưng bây giờ xem ra Thái Chánh Dương đã tiếp nhận vài ý kiến của Trương Bảo Quốc. Trương Bảo Quốc đúng là biết chọn thời điểm, chọn lúc Thái Chánh Dương lên Bắc Kinh báo cáo công việc để tới nói chuyện, làm cho Thái Chánh Dương không thể không cân nhắc các nhân tố khác. Đương nhiên điều này cũng rất khó nói Trương Bảo Quốc có suy nghĩ thay cho Đào Hòa Khiêm hay không. Nhưng Triệu Quốc Đống có thể khẳng định Trương Bảo Quốc sau khi được Thái Chánh Dương đồng ý thì sẽ có tiếng nói lớn hơn nữa trong đợt điều chỉnh nhân sự này. Triệu Quốc Đống còn chắc chắn Trương Bảo Quốc sẽ lợi dụng cơ hội này để chèn ép phạm vi thế lực của Đào Hòa Khiêm và Tống Quốc Lương, hơn nữa là làm Đào Hòa Khiêm, Tống Quốc Lương đi vào khuôn khổ. Thái Chánh Dương thấy Triệu Quốc Đống như vậy liền nở nụ cười. Quốc Đống, anh sao lại thấy vẻ mặt của chú không đúng vậy, có phải có ý kiến khác không? Không, em cảm thấy bí thư Bảo Quốc đúng là suy nghĩ rất chu đáo, tổng hợp các phương diện khác như vậy cũng có thể làm Điền Nam chúng ta đạt được hoàn cảnh phát triển hài hòa, em rất đồng ý. Triệu Quốc Đống cười cười. Quyển 17, chương 39. Nhìn Trương Bảo Quốc rời đi, Đào Hòa Khiêm đứng ở cửa sổ bắt đầu đổi sắc. Tống Quốc Lương lại lo lắng bất an đứng sau lưng Đào Hòa Khiêm. Trong lúc nhất thời y không biết nói gì. Lời của Trương Bảo Quốc vẫn quanh quẩn bên tai hai người. Thái Chánh Dương lên Bắc Kinh, lãnh đạo Trung ương có thể muốn nghe quy hoạch phát triển của Điền Nam. Việc này cả Đào Hòa Khiêm và Tống Quốc Lương đều biết. Lần này Bộ Chính trị tổ chức hội nghị tăng cường phát triển kinh tế khu vực biên giới, dân tộc thiểu số, Thái Chánh Dương lên Bắc Kinh chính là vì nguyên nhân này. Nhưng Trương Bảo Quốc lại để lộ ra nói ngay cả Phó Chủ tịch nước và trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương đều muốn gặp Thái Chánh Dương, đây là một tin tức bất ngờ. Tin tức này làm cả Đào Hòa Khiêm, Tống Quốc Lương lo lắng, nhất là Tống Quốc Lương. Chẳng lẽ lời đồn Trung ương không hài lòng với nhân sự Điền Nam và muốn điều chỉnh là thật? Quốc Lương, anh nói Trương Bảo Quốc có phải nói láo không? Đào Hòa Khiêm chắp tay sau lưng từ từ xoay người lại, y nhìn chằm chằm Tống Quốc Lương. Trương Bảo Quốc và Tống Quốc Lương từng làm việc chung mấy năm ở Khúc Châu. Khi đó Trương Bảo Quốc làm bí thư thị ủy, Tống Quốc Lương làm thị trưởng. Lúc Trương Bảo Quốc lên làm thường vụ tỉnh ủy, bí thư thị ủy Côn Châu, Tống Quốc Lương làm bí thư thị ủy Khúc Châu. Hai người mặc dù không quá hòa hợp khi cùng cộng tác nhưng lúc tách ra lại miễn cưỡng hòa thuận. Không quá giống. Tống Quốc Lương suy nghĩ khá lâu mới nói. Tôi cũng cảm thấy một hai năm nay Trung ương càng lúc càng chú trọng tới Điền Nam chúng ta. Đường sắt Điền Miễn và cao tốc Điền Miễn là hai hạng mục chiến lược, đầu tư lớn, nghe nói ở Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã có ý kiến khác, ngay cả ủy viên trưởng cũng ra mặt nói về tầm quan trọng, tính chiến lược của hai con đường này tới an quốc gia, nhất là khi phía Nam vẫn có xung đột với Ấn Độ, Ấn Độ đang không ngừng tăng cường lực lượng quân sự. Đồng thời Mỹ cũng đang giễu võ dương oai khắp nơi, an toàn của chúng ta, nhất là an toàn năng lượng, cần phải có thay đổi về chất. Cho nên tôi cảm thấy Trung ương đã hạ quyết tâm muốn mở con đường chiến lược từ Điền Nam đến Myanmar, nếu không quốc gia cũng không cho nước bạn vay nhiều tiền với lãi suất 0% như vậy. Trung ương đây là hy vọng giúp đỡ Myanmar phát triển kinh tế, phần khác cũng hy vọng khu vực Tây Nam có một con đường chiến lược và ổn định. Tống Quốc Lương dừng một chút rồi nói tiếp.
Trung ương hy vọng thấy một Điền Nam có tốc độ phát triển cao, hy vọng tạo được hấp dẫn với Myanmar, như vậy vừa lộ ưu thế và thực lực mạnh của Trung Quốc ca. Đào Hòa Khiêm lắc đầu, điều Tống Quốc Lương nói thì y cũng hiểu, có một điểm mà Tống Quốc Lương nói chính là Trung ương muốn thấy Điền Nam có tốc độ phát triển cao để hấp dẫn các nước láng giềng. Việc Trung ương đẩy nhanh việc khởi công đường sắt Điền Miễn, cao tốc Điền Miễn không hoàn toàn xuất phát từ việc phát triển kinh tế, nguyên nhân càng quan trọng hơn chính là muốn Myanmar vốn có cục diện chính trị không quá ổn định gắp chặt với Trung Quốc, muốn cho lợi ích của hai nước quan hệ chặt chẽ đến mức không ai có thể chia cắt, chỉ như vậy mới củng cố được con đường năng lượng của Trung Quốc đi thông qua Myanmar. Mà tình hình hiện nay nếu như Điền Nam vẫn không phát triển nhanh chóng, đó là điều mà Trung ương không thể chấp nhận. Nghĩ tới đây mặt Đào Hòa Khiêm càng kém hơn, Tống Quốc Lương cũng ý thức được điểm này nên vẻ mặt hơi trắng lại. Đào Hòa Khiêm nhíu mày suy nghĩ. Trung ương muốn kinh tế Điền Nam phát triển nhanh chóng nên đã đầu tư rất nhiều vào xây dựng cơ sở vật chất ở Điền Nam, có lẽ lần này Bí Thư Thái lên Bắc Kinh cũng chính là muốn hỏi xin thêm về chính sách, mong Trung ương ủng hộ xây dựng đường sắt Điền Quế, đường cao tốc Nghi Chiêu Côn, đường ống dẫn dầu Điền Miễn. Có lẽ lần này đường quốc lộ cấp 1 từ Điền Nam đến Lào cũng sẽ được xác định. Xây dựng trên quy mô lớn như vậy vừa là cơ hội rất lớn của Điền Nam chúng ta, nhưng động tác lớn đến thế cũng cần có xã hội ổn định và hài hòa. Cho nên tôi cảm thấy Trung ương hy vọng có sự thăng bằng giữa phát triển và ổn định. Đào Hòa Khiêm phân tích khá chuẩn xác, Tống Quốc Lương khẽ thở dài một tiếng. Chẳng qua Chủ tịch Hòa Khiêm, Trương Bảo Quốc nói cũng có lý, Trung ương sợ rằng không thể dễ dàng tha thứ nếu Điền Nam xuất hiện tình trạng như năm ngoái. Đào Hòa Khiêm im lặng không nói, điểm này y cũng ý thức được. Hướng gió đã có, Lý Đằng bị điều đi, Triệu Quốc Đống điều đến, người làm thường vụ tỉnh ủy. Phó Chủ tịch tỉnh vẫn chưa được xác định, trong các thường vụ tỉnh ủy đã có biến hóa, không một cái là không lộ ra điểm kia. Các thường vụ mặc dù không lộ vẻ gì nhưng ai cũng là kẻ nhanh nhạy, nắm bắt tốt thay đổi của Trung ương. Trương Bảo Quốc đại khái cũng thấy được điểm này nên mới tới nói chuyện với mình. Nếu mình còn thật sự muốn đẩy chuyện lên hội nghị thường vụ thì chỉ thua càng nhiều hơn mà thôi. Chỉ là mấy điều kiện mà Trương Bảo Quốc đưa ra là hơi quá quát. Đào Hòa Khiêm cũng không phải không hiểu rõ ý của Thái Chánh Dương. Lúc nào đến lượt tên Trương Bảo Quốc kia thay mặt Thái Chánh Dương như vậy? Nghĩ đến đây Đào Hòa Khiêm không khỏi thở dài một tiếng, tường ngã mọi người đẩy, không ngờ tên Trương Bảo Quốc này bây giờ cũng biết học cách kiếm lợi khi thấy có cơ hội. Nhưng bây giờ Đào Hòa Khiêm còn không thể trở mặt với Trương Bảo Quốc, nếu không Trương Bảo Quốc mà hoàn toàn dựa vào phe Thái Chánh Dương thì bên y càng thảm bại hơn nữa. Nghĩ vậy Đào Hòa Khiêm không khỏi thấy xúc động trong lòng. Hoạt động của Trương Bảo Quốc rất đáng khinh nhưng lúc này mình nên ứng phó như thế nào? Nhìn Tống Quốc Lương đang suy nghĩ, Đào Hòa Khiêm hơi động tâm. Quốc Lương, Trương Bảo Quốc có ý gì thì chúng ta đều biết. Y biết chọn cơ hội, hắc hắc, anh cảm thấy chúng ta bây giờ nên làm gì? Tống Quốc Lương xa sầm mặt lại nói. Chủ tịch Hòa Khiêm, tôi làm việc mấy năm cùng Trương Bảo Quốc nên thừa biết tính cách của y. Đây là kẻ không có lợi sẽ không làm. Anh cho rằng y thực sự suy nghĩ cho chúng ta, một lòng vì công việc của Điền Nam chúng ta sao? Hừ, y có thể có giác ngộ cao như vậy thì đó là phúc cho Điền Nam chúng ta. Thái Chánh Dương mặc dù không hòa hợp với chúng ta nhưng ít nhất là kẻ quang minh lỗi lạc, gì cũng có thể nói thẳng, đâu có như tên Trương Bảo Quốc kia. Đào Hòa Khiêm không nhịn được cắt ngang lời đối phương. Được rồi, làm với nhau nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn cần anh nói tôi mới biết? Tôi hỏi anh có đề nghị gì không cơ mà? Có. Tống Quốc Lương gật đầu nói. Nếu Trương Bảo Quốc như vậy thì chúng ta cũng không cần khách khí nữa. Chủ tịch Hòa Khiêm, không bằng tôi đi tìm Triệu Quốc Đống. Tôi nghĩ không có mâu thuẫn nào không thể hóa giải, chúng ta đều vì công việc, đều muốn Điền Nam tốt lên, quan điểm không thống nhất thì chúng ta có thể giải quyết mà. Đào Hòa Khiêm nghe xong liền nở nụ cười. Rất tốt, anh có suy nghĩ như vậy là rất tốt. Anh đi gặp và nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm được tiếng nói chung. Sau khi Thái Chánh Dương từ Bắc Kinh trở về được 2 ngày, Điền Nam liền tiến hành cuộc điều chỉnh nhân sự trên quy mô lớn. Bí thư thị ủy Văn Thành, Trương Quốc Phú làm bí thư thị ủy Chiêu Đạt, Vi Văn Minh tiếp nhận chức bí thư thị ủy Văn Thành. Phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tần Lực làm bí thư thị ủy Đức Hồng, phó thị trưởng thường trực Khúc Châu, thượng quan Tương làm phó bí thư thị ủy Đức Hồng, quyền thị trưởng. Phó thị trưởng Côn Châu Diệp Khánh Xuyên làm phó bí thư thị ủy, quyền thị trưởng Văn Thành. Thị trưởng Vĩnh Sương, Trương Tùng làm bí thư thị ủy thị xã Tam Giang, phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy,
Triệu Trấn Tường lầm phó bí thư thị ủy, quyền thị trưởng Vĩnh Sương. Thường vụ thị ủy, phó thị trưởng thị xã Hồng Sơn, la mật đến làm phó bí thư thị ủy Vĩnh Sương. Phó thị trưởng thị xã Hồng Sơn, Hoắc Vân Đạt làm thường vụ thị ủy Hồng Sơn. Thay đổi nhân sự liên tiếp như vậy mới chỉ là bắt đầu, đợt điều chỉnh này chủ yếu nhằm vào khu vực Điền Tây, Đông, nhất là bộ máy hai thị xã Đức Hồng, Vĩnh Sương thay đổi máu gần như toàn bộ. Vĩnh Sương ngoài Cầu Lương Ký bị ủy ban kỷ luật tỉnh ủy bắt ra, thị trưởng Trương Tùng lên chức làm bí thư thị ủy Tam Giang, bí thư thị ủy Hoa Tử Tài không động nhưng ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cũng có cảnh cáo về đảng với Hoa Tử Tài. Xe buýt dừng trước bậc thang của ban tổ chức cán bộ. Khi Triệu Quốc Đống xuống đã thấy Phương Dạ Bạch đang đứng nói chuyện với Diệp Khánh Xuyên. Diệp Khánh Xuyên mới hơn 40 tuổi, đúng là độ tuổi sung sức nhất. Diệp Khánh Xuyên cũng là cán bộ được Triệu Quốc Đống khá coi trọng. Hắn biết Diệp Khánh Xuyên thật ra rất đơn giản, đó là do Qua Tĩnh đề cử. Qua Tĩnh ít khi đề cử ai nhưng một khi đề cử thì có nghĩa gì? Điều này Triệu Quốc Đống hiểu rõ. Hơn nữa hắn cũng đã tìm hiểu qua về Diệp Khánh Xuyên, lúc làm phó thị trưởng phụ trách công nghiệp của Côn Châu cũng đạt thành tích khá tốt, danh tiếng cũng được. Quyển 17, chương 40. Diệp Khánh Xuyên trước khi làm phó thị trưởng Côn Châu đã làm ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh Giang Liên một thời gian, trước đó làm trưởng phòng một vụ trên Bộ Thương mại, sau đó được điều đến Điền Nam làm ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển, một năm sau làm phó thị trưởng Côn Châu. Trong điện thoại Qua Tĩnh không nói gì nhiều về Diệp Khánh Xuyên. Chỉ nói ngắn gọn mấy câu. Triệu Quốc Đống đương nhiên ngầm hiểu trên thực tế Qua Tĩnh có quan hệ mật thiết với Ninh Pháp, mà với quan hệ giữa Ninh Pháp và Thái Chánh Dương thì cũng có thể bắt cầu được. Nhưng Qua Tĩnh không thông qua con đường khác mà trực tiếp tìm tới Triệu Quốc Đống, từ đó có thể thấy Qua Tĩnh tín nhiệm hắn như thế nào. Sau khi Qua Tĩnh gọi, Triệu Quốc Đống cũng liên lạc với Khấu Linh hỏi thăm về Diệp Khánh Xuyên. Không biết Khấu Linh từ con đường nào tìm hiểu mà nói gia đình Diệp Khánh Xuyên rất bình thường, không có gì đặc biệt. Hình như là người thiên tân. Nhưng nghe nói Diệp Khánh Xuyên có vợ có quan hệ không bình thường nhưng tình hình cụ thể thì cô không rõ. Triệu Quốc Đống cũng chỉ là hỏi thăm một chút chứ không có ý gì khác. Diệp Khánh Xuyên công tác ở Côn Châu khá thành công nhưng nghe nói có xung đột về quan điểm với bí thư thị ủy Vệ Cơ Thành. Nhìn thấy thư ký của Diệp Khánh Xuyên, Triệu Quốc Đống không khỏi nhớ đến nguyên thư ký Vân Duệ của mình, đối phương không cùng hắn tới Điền Nam là điều mà Triệu Quốc Đống có chút nuối tiếc. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng có thể hiểu, dù sao từ tỉnh An Nguyên điều đến Điền Nam là việc không phải ai cũng có thể làm ra quyết định được, hơn nữa lưu lại Ninh Lăng thì Vân Duệ cũng có tiền đồ tốt cho nên hắn cũng không quá cưỡng cầu. Mặc dù Vân Duệ đã nói chỉ cần Triệu Quốc Đống muốn hắn theo thì hắn sẽ tới Điền Nam nhưng Triệu Quốc Đống không thích miễn cưỡng. Cho nên hắn cũng cố gắng bố trí công việc cho Vân Duệ tại Ninh Lăng. Hắn tin thị ủy Ninh Lăng có thể có an bài hợp lý cho Vân Duệ. Hắn cũng chuyên môn nhắc Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh không nên quá mức quan tâm, nếu có thể điều Vân Duệ tới cơ sở khó khăn nhất thì mới là tốt. Hai tháng sau khi Triệu Quốc Đống rời khỏi Ninh Lăng, Vân Duệ được bổ nhiệm làm trợ lý chủ tịch huyện Thương Hóa, đãi ngộ này tương đương lệnh hồ chiều trước đây ở Hoài Khánh. Chẳng qua lúc ấy Trần Anh Lộc là muốn bồi thường cho Triệu Quốc Đống vì bị đẩy khỏi Hoài Khánh, mà lần này Vân Duệ lại được Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh tán thành. Diệp Khánh Xuyên chú ý thấy Triệu Quốc Đống từ trên cầu thang đi xuống như đang suy nghĩ gì đó. Y không quá quen vị tân trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy này, nhưng y cũng biết lần này mình tới Văn Thành làm thị trưởng cũng là do vị trưởng ban tổ chức cán bộ này dốc sức đề cử, đương nhiên y cũng biết nguyên nhân là tại sao. Trụ cột kinh tế của Văn Thành khá yếu kém, lần này đến làm thị trưởng Văn Thành, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy cũng chuyên môn nói chuyện với y. Y cũng biết thời gian mình làm cán bộ cấp phó giám đốc sở khá ngắn, không đầy 3 năm. Bây giờ mình chẳng những lên làm cán bộ cấp giám đốc sở, hơn nữa còn làm thị trưởng, trên vai gánh trọng trách chấn hưng nền kinh tế Văn Thành. Diệp Khánh Xuyên vừa hưng phấn vừa thấy áp lực không hề nhỏ. Đồng thời y cũng đầy kích động vì đã có một sân khấu để mình biểu diễn. Y cũng đã tìm hiểu về tân bí thư thị ủy Văn Thành, Vi Văn Minh. Đây là người không những rộng lượng. Hơn nữa càng quan trọng là một lòng muốn để kinh tế Văn Thành phát triển. Khánh Xuyên đến rồi à? Triệu Quốc Đống cười cười bắt tay Diệp Khánh Xuyên rồi ra hiệu lên xe. Anh có chuẩn bị tư tưởng khi tới Văn Thành không? Trưởng ban Triệu, tôi có chuẩn bị tư tưởng, tôi không cần biết đi đâu, chỉ cần có thể làm việc là tôi vui rồi. Diệp Khánh Xuyên thấy thái độ của Triệu Quốc Đống khá thân thiện nên trả lời cũng dễ hơn. Tôi thích Văn Thành, nghe nói dân chúng lương thiện, cán bộ. Quần chúng đều mong muốn phát triển. Tôi nghĩ tôi có thể tới Văn Thành cũng là do tỉnh ủy tín nhiệm tôi.
Ồ, có suy nghĩ như vậy là rất tốt. Anh là cán bộ từ Trung ương phái xuống, trụ cột của Văn Thành yếu kém, anh sau khi tới Văn Thành cần vận dụng đủ loại tài nguyên. Tôi hy vọng trong thời gian anh công tác ở Văn Thành có thể thay đổi bộ mặt của Văn Thành. Sao, anh có tự tin không? Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế rồi vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu Diệp Khánh Xuyên ngồi đó. Diệp Khánh Xuyên cũng không hề khách khí ngồi xuống cạnh Triệu Quốc Đống. Trưởng ban Triệu, điểm này tôi có tự tin, chẳng qua việc này cũng phải dựa vào sự ủng hộ mạnh của tỉnh ủy. Trưởng ban Triệu, ngài cũng từ bộ năng lượng xuống, Văn Thành chúng tôi có tài nguyên thủy điện phong phú. Tôi nghe nói chủ tịch mấy tập đoàn năng lượng lớn của quốc gia như tập đoàn Quốc Điện, tập đoàn Đông Năng còn có tập đoàn Hán Đường đều có quan hệ tốt với ngài, ngài cần phải giới thiệu nhiều hơn cho chúng tôi. Đầu tư vào ngành điện thiếu cũng là chướng ngại cho sự phát triển của Văn Thành chúng tôi, điểm này ngài không thể bỏ mặc. Tôi nghĩ tôi có thể làm người giới thiệu, về phần Văn Thành các anh có thể kéo mấy công ty này xuống nước hay không thì phải xem bản lĩnh của anh và Vi Văn Minh rồi. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Cũng như Triệu Quốc Đống tìm hiểu về Diệp Khánh Xuyên, Diệp Khánh Xuyên cũng dành không ít thời gian tìm hiểu về Triệu Quốc Đống. Y thậm chí còn thông qua không ít quan hệ để tìm hiểu cẩn thận toàn bộ lý lịch công tác của Triệu Quốc Đống. Y phát hiện Triệu Quốc Đống này trước đây khi làm ở hệ thống công an thì không có biểu hiện gì đột xuất nhưng sau khi chuyển sang bên chính quyền liền bắt đầu để lộ tài năng. Lúc làm phó chủ nhiệm khu khai phát huyện Giang Khẩu đã kéo về vài hạng mục lớn. Ngành sản xuất thiết bị ô tô của khu khai phát Giang Khẩu nghe nói có quan hệ lớn với Triệu Quốc Đống, hơn nữa Diệp Khánh Xuyên còn biết nguyên chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Giang Khẩu khi đó bây giờ đã là phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phu nổi tiếng cả nước, nghe nói tài sản sớm vượt qua tiêu chuẩn lên bảng Forbes, chẳng qua người phụ nữ này hình như không quá thích giới truyền thông, rất nhiều người không hiểu rõ về người này, Forbes không nắm rõ về tài sản cụ thể của chị ta. Nhưng chủ tịch tập đoàn Thiên Phu, Dương Thiên Bồi cùng một phó tổng giám đốc khác là Kiều Huy sớm có mặt trên bảng Forbes thì nữ phó tổng giám đốc kia đương nhiên có tài sản đủ để lên bảng. Chỉ bằng điểm này Diệp Khánh Xuyên cũng có thể đoán ra vài ý. Không quan tâm gì cả, có thể cùng làm việc với người lên được bảng Forbes, anh dám nói không có khả năng sao? Mà biểu hiện sau đó của Triệu Quốc Đống thì Diệp Khánh Xuyên càng nắm rõ hơn. Thậm chí việc vợ Triệu Quốc Đống là con của Lưu Gia, làm việc ở Bộ Tổng Tham Mưu Y cũng biết. Diệp Khánh Xuyên công tác ở Côn Châu 2 năm cũng biết muốn phát triển kinh tế thì không phải chỉ dựa vào việc kéo về một hai hạng mục là thấy hiệu quả ngay được. Vậy mà Ninh Lăng chỉ trong vòng 3 năm từ một thị xã vô danh trở thành Phượng Hoàng, trở thành thị xã đầu tiên của khu vực Trung Tây có GDP vượt 100 tỷ, mà Côn Châu là tỉnh thành Điền Nam có lẽ trong năm nay mới đột phá được 100 tỷ. Diệp Khánh Xuyên nghe nói mục tiêu GDP năm nay của Ninh Lăng là 150 tỷ, bước đi này có thể nói là quá lớn làm các nơi khác không thể theo kịp. Chỉ riêng bản lĩnh này cũng đủ để làm Diệp Khánh Xuyên phải học hỏi. Diệp Khánh Xuyên không phải người tự cho mình giỏi, có thể thấy được năng lực của người khác để học cũng là một thế mạnh của Diệp Khánh Xuyên. Triệu Quốc Đống chính là người đáng để học tập. Theo ý kiến của tỉnh ủy, mỗi một vị tỉnh ủy đều phải chọn một điểm duy trì hoạt động giáo dục đảng viên. Triệu Quốc Đống chọn chính là Văn Thành cho nên lần này hắn ngoài việc đưa Diệp Khánh Xuyên đi nhận chức cũng muốn tham gia lễ tổng kết hoạt động giáo dục đảng viên tiên tiến của Văn Thành. Khi Triệu Quốc Đống tới trụ sở thị ủy Văn Thành, tân bí thư thị ủy Văn Thành, Vi Văn Minh đã dẫn theo thành viên bộ máy nghênh đón ở cửa. Triệu Quốc Đống xuống xe liền cùng đám người đi vào phòng hội nghị thị ủy. Sau đó Triệu Quốc Đống tham gia hội nghị thị ủy Văn Thành mở rộng, nghe Vi Văn Minh đại biểu thị ủy Văn Thành báo cáo về hoạt động giáo dục đảng viên, sau đó hắn cũng thay mặt tỉnh ủy đưa ra mấy yêu cầu đối với Văn Thành. Hội nghị kéo dài nửa ngày đến 5 giờ chiều mới kết thúc. Sau khi hội nghị kết thúc, Triệu Quốc Đống lại thay mặt tỉnh ủy tiến hành nói chuyện với Vi Văn Minh và Diệp Khánh Xuyên, cũng đưa ra kỳ vọng về công việc sau đây của Văn Thành. Đây là lần đầu Triệu Quốc Đống lấy tư cách lãnh đạo tỉnh đưa người đi nhận chức, trước đây đều là lãnh đạo tỉnh đưa hắn đi nhận chức, lần này lại khác. Quyền 17, chương 41. Trong phòng tiếp khách lúc này chỉ còn 3 người Triệu Quốc Đống, Vi Văn Minh, Diệp Khánh Xuyên, không khí cũng trở nên nghiêm túc hơn. Diệp Khánh Xuyên cả đoạn đường đi tới nói chuyện khá vui vẻ với Triệu Quốc Đống nhưng khi thấy bí thư thị ủy Vi Văn Minh lấy sổ, bút ra hơn nữa còn đưa mắt nhìn tới, y lập tức cảm thấy mình sơ sót nên vội vàng đi ra cửa bảo thư ký lấy quyển sổ trong cặp ra đưa cho mình. Lúc này vẻ mặt Vi Văn Minh mới tốt hơn. Diệp Khánh Xuyên thầm thở dài một tiếng, xem ra mình còn cần học nhiều, mình vẫn còn non một chút. Có lẽ Triệu Quốc Đống không để ý cái này nhưng đổi lại lãnh đạo tỉnh ủy khác thì sao? Hoặc là nói tâm trạng của Triệu Quốc Đống hôm nay không tốt và chú ý cái này thì sao?
Triệu Quốc Đống ngồi ở vị trí như không chú ý đến động tác này, lúc này hắn còn đang suy nghĩ nên nói chuyện như thế nào với hai người Vi Văn Minh và Diệp Khánh Xuyên. Ngồi lát nữa hắn cũng còn cần nói chuyện với Phó Bí Thư Thị ủy Giang Nhạc Thành và Phó Thị trưởng Thường trực Hà Dực Phi. Làm như thế nào chứng thực tinh thần của tỉnh ủy, làm như thế nào đẩy mạnh công việc của Văn Thành, hắn cần đứng ở góc độ càng cao hơn mà cân nhắc vấn đề. Ngoài việc duy trì hoạt động giáo dục đảng viên ở Văn Thành ra, theo chỉ thị tinh thần của Trung ương mà Thái Chánh Dương mang về ra, các thường vụ tỉnh ủy cần phải phụ trách việc xúc tiến các khu vực dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, mà Triệu Quốc Đống đương nhiên cũng là lãnh đạo phụ trách thị xã Văn Thành. Văn bản còn đang được văn phòng tỉnh ủy soạn thảo nhưng tinh thần chủ yếu đã có, nói cách khác về sau hắn phải phụ trách ở Văn Thành, mà sự phát triển tốt xấu của Văn Thành cũng quan hệ trực tiếp đến thể diện của hắn. Như Thái Chánh Dương đã nói, mặc kệ Triệu Quốc Đống nghĩ biện pháp gì thì sự phát triển của Văn Thành cũng có liên quan đến hắn. Mặc kệ Triệu Quốc Đống có lừa gạt bộ máy Văn Thành hay không, hay là vận dụng quan hệ kéo đầu tư vào Văn Thành thì Văn Thành cũng cần có khởi sắc về kinh tế. Hơn nữa Thái Chánh Dương cũng nói Triệu Quốc Đống có thể không phải biểu hiện tốt nhất nhưng ít nhất phải trong top 3 của 13 thường vụ tỉnh ủy. Bị ép như vậy đúng là làm Triệu Quốc Đống hơi khó thở. Hắn là trưởng ban tổ chức cán bộ, sao lại bị đẩy sang bên phát triển kinh tế? Xem ra Thái Chánh Dương nếu không ép hết tiềm lực của mình thì đúng là sẽ không bỏ qua. Cũng may vì Văn Minh và Diệp Khánh Xuyên thì hắn cũng đã tìm hiểu, thành viên bộ máy Văn Thành thì hắn cũng khá quen thuộc. Nói tóm lại coi như có năng lực, bộ máy từ thời đại Trương Quốc Phú lưu lại coi như đáng tin nên Triệu Quốc Đống cũng tự tin hơn ít. Nhưng trụ cột của Văn Thành ở đó, nếu muốn Văn Thành bay vọt như Ninh Lăng là không quá thực tế. Cũng may Thái Chánh Dương yêu cầu thuộc top 3 thì hắn còn có thể nắm chắc. Đương nhiên chủ yếu phải xem hai người Vi Văn Minh, Diệp Khánh Xuyên phối hợp ra sao nữa. Ngồi đi, chúng ta đã biết từ trước nên không cần câu nệ như vậy. Hội nghị thị xã mở rộng đã diễn ra, Khánh Xuyên, anh coi như gặp mặt toàn bộ thành viên bộ máy Văn Thành, sau đây cần xem biểu hiện của hai anh. Triệu Quốc Đống nâng chung trà thổi lá trà trên mặt, nhấp một ngụm. Chỉ thị của tỉnh ủy rất nhanh sẽ được đưa ra. Đây cũng là căn cứ vào ý kiến của Trung ương về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế của khu vực biên giới, dân tộc thiểu số, tỉnh ủy quyết định mỗi vị thường vụ tỉnh ủy phải phụ trách chỉ đạo một khu vực. Theo ý trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy thì vị thường vụ nào đang phụ trách hoạt động giáo dục đảng viên ở đâu sẽ phụ trách nơi đó. Vậy thì tốt quá, trưởng ban Triệu, ngài có thể phụ trách Văn Thành chúng tôi tìm mà không được. Vi Văn Minh phản ứng rất nhanh và nở nụ cười. Hai vị tổng giám đốc tập đoàn Hâm Đạt đã đến Văn Thành khảo sát, mặc dù đặt câu hỏi về trụ cột cơ sở vật chất của Văn Thành nhưng thái độ tốt hơn đoàn khảo sát trước đây nhiều. Triệu Quốc Đống nếu thật sự phụ trách Văn Thành thì việc này hắn sẽ không thể đứng ngoài, như vậy hắn có thể tác động đến tập đoàn Hâm Đạt. Diệp Khánh Xuyên đầu tiên là ngẩn ra sau đó mới vội vàng tỏ vẻ hoan nghênh. Triệu Quốc Đống có thể phụ trách Văn Thành thì y cũng vui, như vậy ít nhất sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Triệu Quốc Đống hơn. Tìm hiểu tại sao Triệu Quốc Đống có thể khiến Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy. Trước không nói, trong tỉnh lập tức sẽ diễn ra hội nghị về công tác kinh tế, đến lúc ấy Bí Thư Thái và Chít Đào đều lên tiếng, cũng đưa ra yêu cầu. Trung ương kỳ vọng rất cao vào Điền Nam chúng ta, Bí Thư Thái nói mấy ngày ngài lên Bắc Kinh họp đều mất ngủ, sau khi về Điền Nam mấy hôm nghỉ ngơi cũng không tốt, nguyên nhân là ở đâu? Chính là cảm thấy áp lực quá lớn. Triệu Quốc Đống nói. Tôi cho rằng Bí Thư Thái và Chủ tịch Đào sẽ đưa ra chỉ tiêu cụ thể cho các nơi, đến cuối năm không hoàn thành thì sợ rằng lãnh đạo chủ yếu các nơi cần có cách nói với tỉnh ủy, ủy ban. Vi Văn Minh, Diệp Khánh Xuyên nhìn nhau, Trung ương đã mấy lần đưa ra yêu cầu không thể đặt chỉ tiêu cho sự phát triển kinh tế các nơi vì sợ chính quyền địa phương chỉ vì hoàn thành chỉ tiêu mà không từ thủ đoạn, nhất là bỏ qua việc bảo vệ môi trường. Như vậy chẳng lẽ tỉnh ủy Điền Nam sẽ làm trái sao? Các anh cũng đừng suy nghĩ. Chỉ tiêu mà tôi nói chủ yếu là về việc cải thiện cuộc sống dân sinh, ví dụ như thu nhập của nông dân, dân chúng thành thị, ví dụ như đầu tư vào giáo dục, y tế. Thu tài chính vốn là chỉ tiêu quan trọng nhất nhưng không xếp vào các chỉ tiêu mà tỉnh ủy, ủy ban đặt ra mà chỉ là chỉ tiêu tham khảo. Triệu Quốc Đống thuận miệng giải thích. Trưởng ban Triệu, nói đi cũng nói lại, ngài yêu cầu phát triển kinh tế thì chỉ tiêu kinh tế mới là chỉ tiêu chính. Không quan tâm cấp trên đưa ra chỉ tiêu gì thì chủ yếu vẫn là GDP thấp, thu tài chính thấp, tài chính trong tay có hạn, nếu muốn xây dựng cơ sở vật chất thì cần thu hút đầu tư bên ngoài, mà việc này cũng cần tiền. Không có tiền thì không thể nói gì khác nữa. Ngân hàng bây giờ không phải ở thời chính quyền muốn gì cũng cho, bọn họ nhìn là xem thực lực tài chính,
lợi ích, bên dưới chúng tôi cũng rất khó khăn. Ngài đã từng làm bí thư, thị trưởng, ngài cũng hiểu rõ nỗi khổ trong đó hơn chúng tôi. Vi Văn Minh thở dài một tiếng, kinh tế của Văn Thành chậm phát triển, nhất là ngành công nghiệp càng yếu hơn làm cho trọng trách trên vai y quá nặng. Diệp Khánh Xuyên vừa tới nên còn cần thời gian quen với công việc nhưng trên tỉnh năm nay nhất định sẽ lấy phát triển kinh tế để luận anh hùng. Bây giờ đã là giữa năm, lời này của trưởng ban Triệu đã nói rõ Văn Thành năm nay không thể kém người, đây không phải ép chết người ta sao? Triệu Quốc Đống gật đầu xoay mặt nhìn sang bên. Khánh Xuyên, Lão Vi vừa nãy đã nói rồi đó, tình hình Văn Thành không quá lạc quan, nhất là cơ sở vật chất càng kém, không phải một hai hạng mục có thể thay đổi được. Làm như thế nào có thể triển khai công việc được tốt thì anh và Lão Vi cần bàn bạc đưa ra kế hoạch. Tôi đã nói rồi, cần điều động, lợi dụng mọi tài nguyên, vừa muốn tranh thủ chính sách quốc gia, ví dụ như đường sắt Điền Quế sắp khởi công, đây là tin tức rất tốt đối với sự phát triển kinh tế của Văn Thành, thay đổi lịch sử Văn Thành không có đường sắt. Ngoài ra đường cao tốc Côn Văn tôi cảm thấy cũng có thể đưa ra bàn bạc. Đường cao tốc này có thể kết nối Văn Thành với Côn Châu, mấy quận, huyện có đường cao tốc này đi qua sẽ hưởng lợi không hề ít. Vi Văn Minh vội vàng nói. Trưởng ban Triệu, phương án xây dựng đường sắt Điền Quế đã được xác định rồi sao? Ừ, về cơ bản đã xác định, chẳng qua quy hoạch còn lớn hơn dự định ban đầu nhiều. Nó sẽ qua địa phận mấy huyện ở Hồng Sơn rồi tới Văn Thành, còn bảo lưu khả năng kéo dài về phía Tây Nam. Triệu Quốc Đống có chút hưng phấn nói. Đây là biện pháp xúc tiến khu vực biên giới Tây Nam phát triển của Trung ương. Vậy thì tốt quá, chỉ cần sớm xác định thời gian khởi công là tốt rồi. Chẳng qua trưởng ban Triệu, ngài nói đến cao tốc Côn Văn thì tôi hình như cũng nghe thấy nhưng hình như hai năm nay không có âm thanh gì. Sao bây giờ lại đột nhiên nhắc lại? Vi Văn Minh nói. Đúng thế, tôi thấy đường cao tốc này có tác dụng xúc tiến Văn Thành phát triển không kém đường sắt Điền Quế nên tôi thấy chúng ta cần cố gắng xúc tiến hạng mục này. Đường sắt Điền Quế là hạng mục được Trung ương đầu tư, như vậy cao tốc Côn Văn còn cần chính chúng ta đi tranh thủ. Tôi dự định dành thời gian lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và Bộ Giao thông. Nếu đã phụ trách Văn Thành thì dù như thế nào cũng phải làm việc gì đó mà. Sao, hai anh có tin con đường này được phê duyệt không? Vi Văn Minh và Diệp Khánh Xuyên đều rất vui mừng. Bọn họ còn có thể nói gì chứ? Lãnh đạo có thể chủ động gặm khúc xương cứng cho anh là tìm không thấy. Hơn nữa Triệu Quốc Đống dám nói như vậy thì nhất định cũng có điểm nắm chắc mà. Quyển 17, chương 42. Triệu Quốc Đống nói chuyện với hai người Vi Văn Minh không lâu. Hắn trọng điểm đưa ra việc Văn Thành muốn cải thiện hoàn cảnh đầu tư không chỉ cần làm từ việc xây dựng cơ sở vật chất, còn cần thay đổi tác phong làm việc, ý thức phục vụ, yêu cầu thị ủy ủy ban Văn Thành cần phải dành tâm trí ở việc này, nhất là cần cố gắng hấp dẫn tài chính tư nhân tham gia xây dựng cơ sở vật chất. Diệp Khánh Xuyên có lẽ nghe được ít hàm nghĩa trong lời nói của Triệu Quốc Đống. Lúc Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đã có tiếng về việc thu hút tài chính tư nhân, nhất là ở công trình giao thông càng có đột phá lớn. Ninh Lăng đã tiến hành phương thức BOT cho khối tài chính tư nhân với hai đường cao tốc, nghe nói được các nhà kinh doanh Chiết Giang rất tán thành. Theo Diệp Khánh Xuyên thấy xem ra vị trưởng ban Triệu này hy vọng Văn Thành có thể học tập Ninh Lăng. Sau đó Triệu Quốc Đống lại phân biệt nói chuyện cùng phó bí thư. Phó thị trưởng thường trực Văn Thành, coi như hoàn thành mục tiêu công việc đến Văn Thành lần này của hắn. Về phần trưởng ban tổ chức cán bộ Vạn Đại Hữu cũng được hắn lược bỏ. Hai người có nhiều cơ hội nói chuyện. Chẳng qua Triệu Quốc Đống rất để tâm tới Vạn Đại Hữu này. Vị trưởng ban tổ chức cán bộ Văn Thành này là cán bộ có lý lịch lâu nhất ở Văn Thành ngoài Vi Văn Minh. Giang Nhạc Thành là cán bộ được điều từ văn phòng tỉnh ủy xuống, thời gian nhận chức chưa đầy năm. Hà Dực Phi được điều từ trưởng ban tuyên giáo thị ủy Ngọc Hà đến làm phó thị trưởng thường trực Văn Thành cho nên vị trí của Vạn Đại Hữu là rất quan trọng đối với cục diện ổn định của Văn Thành. Trước khi đi Triệu Quốc Đống cũng chuyên môn nói chuyện vài câu với Vạn Đại Hữu, bảo Vạn Đại Hữu nếu rảnh rỗi thì lên tỉnh ngồi. Điều này làm Vạn Đại Hữu vội vàng gật đầu tỏ vẻ nhất định tới. Đến khi Triệu Quốc Đống lên xe rời đi mà Vạn Đại Hữu vẫn chìm đắm trong vui sướng. Nhìn Ngô Nguyên Tể mặt hồng hào đi tới văn phòng mình. Triệu Quốc Đống cố ý nhìn đối phương từ trên xuống dưới một lúc rồi nói. Chúc mừng, đúng là có khí thế của bí thư thị ủy tỉnh thành. Không đợi Ngô Nguyên Tể lên tiếng, Triệu Quốc Đống đã vỗ vỗ vai Ngô Nguyên Tể. Vị trí này của Côn Châu không dễ ngồi, lão vệ bị bệnh cũng là do vị trí này. Lão Ngô, anh phải giữ gìn sức khỏe đó. Quốc Đống, không nói nhiều, tin tức này thật sự quá đột nhiên, tôi thật.
Ngô Nguyên Tể trông rất tinh thần khác hẳn, vẻ mặt luôn nhăn nhó vì bệnh của Vệ Cơ Thành. Y nắm chặt tay Triệu Quốc Đống lắc lắc vài cái nhằm ra hiệu Triệu Quốc Đống nói nhỏ một chút. Ngô Nguyên Tể bình thường luôn hào sảng nhưng lúc này lại khẩn trương. Triệu Quốc Đống có thể nhận ra đối phương chờ mong việc điều chỉnh này đã lâu. Được rồi lão Ngô, đừng có ra vẻ với tôi được không? Muốn ra vẻ thì đến chỗ Bí Thư Chánh Dương cùng Chủ tịch Hòa Khiêm, ở chỗ tôi thì miễn. Vui thì vui, thích thì cứ thích, tôi thấy các thường vụ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên ai cũng nói này nói kia trước mặt tôi, nói tôi như gái điểm còn đòi lập biển trinh tiết. Triệu Quốc Đống cười ha hà nói. Mặt Ngô Nguyên Tể đỏ lên đôi chút, nếu nói không nghĩ đến là nói dối. Mặc dù bây giờ trên tỉnh mới để y đảm nhiệm chức Bí Thư Thị ủy Côn Châu, chức thường vụ tỉnh ủy còn chưa được xác nhận. Nhưng nếu làm Bí Thư Thị ủy Côn Châu thì việc vào tỉnh ủy cũng là chắc chắn, chẳng qua còn cần qua trình tự trên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mà thôi. Y đúng là chưa nghe thấy ai làm Bí Thư Thị ủy tỉnh thành mà không làm thường vụ tỉnh ủy cả. Sau khi được Trung ương phê chuẩn, tỉnh ủy Điền Nam sẽ tiến hành điều chỉnh phân công công việc của các thường vụ. Nguyên thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc kiêm Chủ tịch Liên đoàn Lao động Dương Bưu không làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động nữa. Chức vụ này do thường vụ tỉnh ủy Vệ Cơ Thành đảm nhiệm. Tỉnh ủy miễn chức Bí Thư Thị ủy Côn Châu của Vệ Cơ Thành, bổ nhiệm Bí Thư Thị ủy Hồng Sơn, Ngô Nguyên Tể làm Bí Thư Thị ủy Côn Châu. Mặc dù còn chưa xác định chính thức chức vụ của Dương Bưu nhưng người có tin tức đều biết Dương Bưu rất nhanh sẽ được Hội nghị Thường ủy Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch tỉnh, làm thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh. Quốc Đống, cậu cũng đúng là, chuyện lớn như vậy tôi không tin cậu không biết chút tin tức gì. Thế mà không dám lộ trước cho tôi một chút. Sợ miệng tôi không kín hay là vì việc khác? Ngô Nguyên Tể ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Được rồi, chuyện này cũng đừng trách tôi. Nói thật không đến lúc cuối cùng thì tôi không dám xác định. Lão vệ không đi thì chuyện của anh sao xác định được? Vấn đề là ở chỗ điều chỉnh của lão vệ thì Trung ương và tỉnh ủy vẫn chưa thống nhất ý kiến. Chiều qua sau khi Bí Thư Chánh Dương cùng Bí Thư Bảo Quốc từ Bắc Kinh về mới xác định rồi họp hội nghị thường vụ quyết định chuyện của lão vệ, sau đó thảo luận đến anh. Sao, tôi để anh ngủ ngon một tối còn không cảm ơn ư? Ai biết tin tức của anh nhanh như vậy, là trưởng ban thư ký vô bệnh thông báo cho anh hả? Chút ý tốt của tôi coi như uổng phí. Triệu Quốc Đống nói không sai. Hội nghị thường ủy kéo dài đến gần 1 giờ sáng mới kết thúc. Lúc ấy thông báo cho Ngô Nguyên Tể chỉ khiến Ngô Nguyên Tể mất ngủ mà thôi chứ không có tác dụng gì. Chẳng qua có lẽ bản thân Ngô Nguyên Tể thà muốn mất ngủ một đêm cũng muốn sớm nhận được tin này. Bị Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Ngô Nguyên Tể á khẩu. Ngô Nguyên Tể biết đối phương nói không sai, thương vô bệnh báo cho mình đã là hơn 1 giờ sáng khiến mình cả đêm không ngủ được. Sáng dậy còn phải rửa mặt thật kỹ vì sợ người khác thấy mình không ngủ ngon. Chẳng qua y cũng không tiện nói là thương vô bệnh báo tin cho mình vì theo quy định phải 8 giờ 30 sáng mới có thể nhận được tin. Ôi, Quốc Đống, cậu nói đúng. Bình thường tôi nghĩ mình đã rèn luyện tốt, núi đè lên đầu cũng không đổi sắc, vậy mà khi gặp chuyện đúng là làm mình mất ngủ, mất mặt quá. Ngô Nguyên Tể thấy Triệu Quốc Đống nói đến nước này cũng không giấu tâm trạng của mình. 2 năm qua Hồng Sơn phát triển không chậm. Tôi tự nhận nếu mình tiếp tục ở lại Hồng Sơn thì trong 1-2 năm tới sẽ khiến Hồng Sơn xếp thứ 2 về kinh tế trong tỉnh cũng không vấn đề gì. Nhưng Côn Châu dù sao cũng là tỉnh thành, từ địa vị chính trị, kinh tế đều là thứ Hồng Sơn không thể so sánh. Tôi cũng không ra vẻ, tôi thấy mình đủ sức khỏe để làm Bí Thư Thị ủy Côn Châu. Triệu Quốc Đống nở nụ cười đứng lên vỗ vai Ngô Nguyên Tể. Đây mới là Ngô Nguyên Tể, cũng không phải chuyện mờ ám gì, muốn làm việc cũng là chuyện tốt. Con người nếu không có mục tiêu theo đuổi thì đâu có lý tưởng gì. AI cũng nói chúng ta làm chính trị sẽ khiến tính cách mất dần, tôi cảm thấy đây chỉ là hiện tượng bề ngoài. Chỉ cần chúng ta có tâm lý muốn làm lên sự nghiệp, nhất là làm cho nơi chúng ta từng công tác trở nên tốt đẹp hơn, cuộc sống dân chúng hạnh phúc hơn, giàu có hơn thì chúng ta sẽ có động lực. Ngô Nguyên Tể hơi đỏ mặt vì kích động. Quốc Đống, đây chính là lời tôi muốn nói. Ngô Nguyên Tể tôi có lẽ có tật xấu. Cũng từng mắc sai lầm nhưng ít nhất tôi muốn làm tốt công việc, muốn dân chúng có cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, chỉ cần đi về điểm này là tôi tự tin. Gặp khó khăn gì tôi cũng dám nghênh đón, vượt qua. Lão Ngô, tôi hiểu. Triệu Quốc Đống cũng khá xúc động, bạn học ngày xưa đã từng bước lên vị trí quan trọng hơn. Trên thực tế Triệu Quốc Đống vẫn cho rằng Ngô Nguyên Tể là ứng viên thích hợp nhất cho chức Bí Thư Thị ủy Côn Châu. Côn Châu là tỉnh thành Điền Nam, cũng là cầu nối của Trung Quốc với Đông Nam Á. Nam Á,
hơn nữa cũng đang cố gắng tiến tới mục tiêu thành phố quốc tế hóa nên cần lãnh đạo chủ yếu có quan niệm, tầm nhìn đi trước, hơn nữa lãnh đạo này còn cần đủ quyết đoán và nghị lực để thúc đẩy kinh tế Côn Châu phát triển, làm cho mục tiêu quy hoạch của Côn Châu phải phù hợp với mục tiêu của tỉnh ủy, thậm chí là trung ương. Mà đưa mắt nhìn cả Điền Nam hiện nay, Triệu Quốc Đống cho rằng chỉ có Ngô Nguyên Tể là thích hợp nhất. Đương nhiên nếu để hắn làm bí thư thị ủy Côn Châu, hắn cũng tin mình có thể làm được, thậm chí còn làm tốt hơn Ngô Nguyên Tể. Quyển 17, chương 43. Cũng căn cứ vì lý do này nên Triệu Quốc Đống mới dốc sức đề cử Ngô Nguyên Tể thay Vệ Cơ Thành với Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương mặc dù không quá rõ là tán thành Ngô Nguyên Tể nhưng cũng tỏ vẻ tán thành biểu hiện của Ngô Nguyên Tể. Đương nhiên trong này không tránh chuyện khúc chiết, muốn được Trung ương tán thành thì Ngô Nguyên Tể còn rất nhiều công việc phải làm. Cho nên việc mới kéo dài đến khi Thái Chánh Dương và Trương Bảo Quốc lên Bắc Kinh họp về thì chuyện này mới được xác định. Triệu Quốc Đống lúc này thay mặt tỉnh ủy chính thức nói chuyện với Ngô Nguyên Tể. Chẳng qua do quan hệ mật thiết giữa hai người nên nghiên cứu không cần quá nghiêm túc. Ngô Nguyên Tể cũng hỏi sau khi mình đi thì ai sẽ lên làm bí thư thị ủy Hồng Sơn. Triệu Quốc Đống nói thẳng do thị trưởng Lý Khánh làm bí thư thị ủy Hồng Sơn, còn ai làm thị trưởng Hồng Sơn thì tỉnh ủy chưa cân nhắc kỹ nên trước mắt còn cần Lý Khánh kiêm chức thị trưởng, đợi đến khi tỉnh ủy tiến hành điều chỉnh bộ máy mấy thị xã khu vực Điền Tây Nam, Điền Tây Bắc thì sẽ cân nhắc chung. Triệu Quốc Đống có thể nhận ra Ngô Nguyên Tể không quá kinh ngạc việc Lý Khánh lên làm bí thư thị ủy. Dù sao đây cũng là phù hợp logic và tục lệ điều chỉnh nhân sự. Nhưng Ngô Nguyên Tể vẫn tỏ vẻ trên tỉnh cần nhanh chóng xác định ai làm thị trưởng Hồng Sơn, có lẽ là lo việc Lý Khánh phải gánh vác trọng trách quá nặng nề. Triệu Quốc Đống mơ hồ biết quan hệ không quá tốt giữa Ngô Nguyên Tể và Lý Khánh. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cảm thấy đây chỉ là do hai người kia có quan điểm không nhất trí trong công việc, hai người ít nhất cũng phối hợp trong phạm vi công việc bình thường, không vì sự bất đồng quan điểm mà ảnh hưởng tới triển khai công việc. Chỉ riêng điểm này Triệu Quốc Đống cảm thấy Lý Khánh đủ tư cách làm bí thư thị ủy. Lúc Phi Văn Minh và Diệp Khánh Xuyên lên báo cáo công việc có nói đến việc bọn họ muốn chạy cho hạng mục xây dựng cao tốc Côn Văn. Thái Chánh Dương rất thoải mái nằm trên ghế dựa, trước mặt là một chén trà, tay cầm quyển sách không biết do nhà xuất bản nào bán, Thái Bình Quảng Ký. Hồ Dã Áp có thể nói là nơi tốt nhất để ngắm cảnh, từ đây có thể thấy núi, cây xanh. Triệu Quốc Đống biết Thái Chánh Dương rất thích đến hồ này ngồi. Nơi này mặc dù đã được cho phép kinh doanh nhưng lúc Vệ Cơ Thành làm bí thư thị ủy đã rất nghiêm khắc hạn chế việc kinh doanh quá độ, làm nơi này lưu lại một hoàn cảnh tốt để dân chúng thành phố Côn Châu để vui chơi. Điểm này rất được Thái Chánh Dương tán thành, nếu như không phải do sức khỏe của Vệ Cơ Thành thì Thái Chánh Dương thực ra không muốn điều chỉnh vị trí của Vệ Cơ Thành. Cho nên khi tỉnh có người đề nghị để Vệ Cơ Thành sang bên Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh, Thái Chánh Dương không đồng ý, cuối cùng mới có kết quả như hiện nay. Thái ca, ý này thực ra là em đề xuất, đường giao thông của Văn Thành rất lạc hậu, chỉ dựa vào tài chính của bản thân Văn Thành đẩy mạnh là không thực tế. Đường sắt Điền Quế sắp khởi công tuy giảm bớt khó khăn về giao thông cho Văn Thành nhưng còn chưa đủ. Đường cao tốc Côn Văn là một con đường quan trọng khác. Tỉnh ủy nếu để em phụ trách Văn Thành thì em cũng cần suy nghĩ làm chuyện gì đó giải quyết khó khăn cho dân chúng Văn Thành mới được. Triệu Quốc Đống cầm ấm trà rót nước cho Thái Chánh Dương sau đó hắn mới ngồi xuống ghế bên cạnh. Ồ, ý của chú là công việc ở ban tổ chức cán bộ không thực sự sao? Thái Chánh Dương từ chối cho ý kiến. Cũng không phải như vậy nhưng cao tốc Côn Văn có thể bổ sung cho thiếu hụt về đường giao thông của Văn Thành, em cảm thấy nó rất có ý nghĩa. Triệu Quốc Đống nói. Ừ, vậy chú cố gắng đi, nếu mở được lỗ hổng này thì coi như là việc tốt. Thái Chánh Dương gật đầu, y khá hài lòng với tính cách nói một không hai của Triệu Quốc Đống, ít nhất lời Triệu Quốc Đống nói còn chưa từng thất bại. Thái ca, anh lúc nào thấy em nói vu vơ chưa? Chẳng qua Trung ương lần này nếu chú trọng phát triển khu vực biên giới như vậy, cũng có chính sách tinh thần truyền tới các cấp bộ thì em nghĩ Điền Nam chúng ta cần phải nắm bắt cơ hội này mà tiến công, chạy lên các bộ tranh thủ nhiều hạng mục một chút. Có vài hạng mục cho Điền Nam cũng là cho tỉnh Quế, Cam Túc cũng là cho, phải xem mình có thể làm xong công tác chuẩn bị không, làm bên trên cảm thấy đến địa phương này sẽ phát huy tác dụng lớn hơn, càng có thể nhanh chóng thấy hiệu quả hơn. Triệu Quốc Đống giải thích, hôm nay hắn thực ra không muốn đến vì Thái Chánh Dương không mấy khi có ngày nghỉ, nhưng hắn lại không thể không đến. Khu vực Điền Tây Nam hắn đã chạy qua, chỉ còn 3 thị xã khu vực Điền Tây Bắc. Nói cách khác sau khi khảo sát xong 3 thị xã kia thì công tác đầu tiên của hắn từ khi lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam coi như xong.
mà đợt khảo sát lần này đã nhấc lên cơn sóng rất lớn. Việc điều chỉnh nhân sự ở khu vực Điền Tây, Đông chưa chắc do mình Triệu Quốc Đống hắn tạo ra, nhưng hắn là quân chủ lực, tác dụng của hắn là không thể nghi ngờ. Thậm chí có thể nói vòng điều tra này của hắn đã khiến Thái Chánh Dương hạ quyết tâm. Cũng vì hắn không ngừng tiếp xúc với Trương Bảo Quốc, Đào Hòa Khiêm khiến cho liên minh Đào Trương xuất hiện vết rạn. Việc điều chỉnh nhân sự ở Điền Đông, Tây đã xong, nhưng ở Điền Trung, Điền Tây Nam cùng Điền Tây Bắc vẫn còn không ít vấn đề, còn đợi đợt giải quyết thứ hai. Lúc này Triệu Quốc Đống cũng chính là hy vọng có thể đạt được việc chấp thuận điều chỉnh từ Thái Chánh Dương. Có phải là chú lại có ý tưởng gì không? Thái Chánh Dương cũng biết Triệu Quốc Đống không có việc gì sẽ không tới, biết rõ mình không mấy khi có thời gian nghỉ mà còn chạy tới thì nhất định là có chuyện gì cần nói. Cũng không phải ý tưởng gì mới mà là muốn nói chuyện với Thái Ca một chút, xem sắp tới điều chỉnh mấy thị xã khu vực còn lại ở cấp độ nào, việc này còn cần nhờ anh xem xét. Em cũng tiện bố trí trong ban nghiên cứu một chút. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Ngoài ra em cảm thấy Điền Vĩnh Thái có năng lực đủ để lên làm phó trưởng ban thường trực. Thái Chánh Dương gật đầu, ban tổ chức cán bộ đã thành công tạo được uy tín trong đợt điều chỉnh kia. Việc điều chỉnh lãnh đạo chủ yếu mấy thị xã khu vực Điền Đông, Tây đều xuất phát từ ý kiến của ban tổ chức cán bộ, mặc dù cũng tổng hợp ý kiến của hai phái Đào Trương nhưng nó cũng thể hiện quyền chủ động trong đợt điều chỉnh này của ban tổ chức cán bộ. Nhất là việc Trương Tùng điều tới làm bí thư thị ủy Tam Giang. Trương Bảo Quốc hy vọng Trương Tùng nếu không thể làm bí thư thị ủy Vĩnh Xương thì ít nhất cũng điều tới Chiêu Đạt, nhưng Triệu Quốc Đống lại kiên quyết đề cử Trương Quốc Phú làm bí thư thị ủy Chiêu Đạt, để Trương Tùng làm bí thư thị ủy khu vực lạc hậu hơn là Tam Giang. Việc này cũng được Đào Hòa Khiêm, Tống Quốc Lương ủng hộ. Trương Bảo Quốc cũng biết đây là do hai người Đào Hòa Khiêm trả thù việc mình ủng hộ Triệu Quốc Đống điều chỉnh bộ máy Đức Hồng nên đành ngậm miệng. Đợt điều chỉnh này khiến uy tín và sức ảnh hưởng của Triệu Quốc Đống bay vút lên. Hơn nữa lần này việc Ngô Nguyên Tể đột nhiên làm bí thư thị ủy Côn Châu, người biết tin đều hiểu đây có một phần nguyên nhân quan trọng từ Triệu Quốc Đống. Đủ nhân tố hợp lại khiến uy tín của Triệu Quốc Đống bay vọt. Ngay cả Thái Chánh Dương cũng mơ hồ lo lắng Triệu Quốc Đống thoáng cái bị nhiều người chú ý như vậy sẽ khiến hắn trở nên tự kiêu hay không. Chẳng qua hôm nay Triệu Quốc Đống đến làm Thái Chánh Dương yên tâm hơn. Triệu Quốc Đống vẫn rất tỉnh táo, không vì đợt điều chỉnh trước đó diễn ra thuận lợi mà mất đi sức phán đoán. Hắn có thể tới trưng cầu ý kiến của mình về nguyên tắc điều chỉnh mấy khu vực còn lại đã cho thấy trí tuệ chính trị của hắn. Quốc Đống, chuyện của Trương Tùng thì anh nghĩ được, ban tổ chức cán bộ thiếu một phó trưởng ban thường trực cũng không phải biện pháp, cá nhân anh đồng ý. Còn điều chỉnh ở mấy khu vực còn lại theo anh thấy nên thận trọng, nhất là ở Điền Tây Bắc không nên làm quá mạnh. Cần trưng cầu ý kiến đảng ủy, chính quyền địa phương nhiều hơn. Qua đó đảm bảo sự ổn định của Điền Nam chúng ta. Thái Chánh Dương nói làm Triệu Quốc Đống hiểu ra đôi chút. Quyền 17, chương 414. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ lời vừa rồi của Thái Chánh Dương, Thái Chánh Dương đã tiện tay đưa một tập tài liệu cho hắn. Chú xem cái này đi. Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu cầm lấy mở ra xem. Đây là một tập tài liệu rất dày nói về việc khai thác dòng Nộ Giang. Trong đó có các tài liệu liên quan đến từ Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh, từ Sở Thủy lợi tỉnh, Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh, Sở Văn hóa tỉnh, cũng có đến từ mấy tập đoàn năng lượng lớn của quốc gia như Quốc Điện, Đức Năng, cũng có yêu cầu đến từ Thị ủy, Ủy ban Tam Giang. Triệu Quốc Đống lập tức hiểu nguyên nhân tại sao mà Thái Chánh Dương lại thấy phiền lòng. Thái Chánh Dương đến đây nghỉ ngơi chỉ là lấy cớ, mục đích thật sự là muốn mượn hoàn cảnh yên tĩnh ở đây để sửa lại suy nghĩ của mình. Việc tranh chấp khai thác Nộ Giang đã duy trì liên tục gần 2 năm. Tháng sau Thủ tướng sẽ đến tham gia hội nghị lãnh đạo các quốc gia lưu vực sông Mekong, đến lúc đó sẽ đi qua và khảo sát Điền Nam. Có lẽ đề tài này lại được đưa ra. Thủ tướng sẽ nghe tỉnh ủy, ủy ban Điền Nam báo cáo về vấn đề này. Bây giờ tỉnh ủy, ủy ban cũng rất mâu thuẫn. Thị xã Tam Giang do có 3 dòng sông chảy qua nên được đặt tên là như vậy. Nhưng 3 dòng sông chảy qua mặc dù được công nhận là di sản thế giới nhưng thực tế nó lại mang lại không nhiều lợi ích cho địa phương. Thị xã Tam Giang vẫn là một trong những thị xã nghèo nhất tỉnh, quần chúng nhân dân sống ở núi cao có một bộ phận lớn đều sống dưới mức nghèo khổ, làm thế nào để những người này thoát nghèo chính là vấn đề mà tỉnh ủy, ủy ban tỉnh Điền Nam quan tâm nhất. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng, lại là một vấn đề mâu thuẫn giữa phát triển và bảo vệ môi trường. Mâu thuẫn này ở thị xã Tam Giang khác với những nơi khác, ngoài vị trí địa lý và văn hóa dân tộc ra thì nơi này còn có mấy trăm ngàn dân sống dưới mức nghèo khổ, làm như thế nào giúp người dân thoát nghèo giàu lên cũng là một vấn đề khó giải quyết.
Tam Giang chiếm trên 70% tài nguyên nước của Điền Nam, điều kiện rất ưu việt, đất đai nhiều, di dân ít, còn có tài nguyên khoáng sản khá phong phú, nhìn như tất cả đều hợp logic để phát triển. Phát triển khai thác thủy điện sau đó lợi dụng thủy điện để phát triển ngành khai khoáng, luyện kim. Nếu là mấy chục năm trước thì kế hoạch này nhất định được đẩy mạnh nhưng bây giờ thì khác. Hắc hắc, có một số người tự nhận là nhà bảo vệ môi trường thậm chí còn chưa đến Tam Giang xem xét mà dám nói cái gì mà tai nạn sinh thái, hủy diệt văn hóa, em rất coi thường những người này. Nhưng điều này cũng không có nghĩa em cho rằng khai thác phát triển thị xã Tam Giang là bất chấp thủ đoạn. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Thái ca, chúng ta không quá quen với mấy vấn đề mang tính chuyên môn này cho nên quyền lên tiếng không thuộc về chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể có quyền lực hành chính nhưng em thấy ở vấn đề liên quan đến hoàn cảnh sinh thái thì chúng ta cần phải có thái độ cẩn thận ha, nhất là loại hành vi ảnh hưởng không thể vãn hồi này thì càng cần có luận chứng khoa học đầy đủ, trước khi có luận chứng tuyệt đối đáng tin cậy thì em thấy nên giữ nguyên hiện trạng. Đương nhiên tỉnh ủy, ủy ban chúng ta có thái độ này không phải là nhân nhượng mấy kẻ gọi là nhà bảo vệ môi trường mà đây là thái độ phụ trách với dân chúng Tam Giang. Thái Chánh Dương khẽ gật đầu. Quan điểm của Triệu Quốc Đống phù hợp suy nghĩ của y. Thái Chánh Dương rất phản cảm một số kẻ lấy danh nghĩa bảo vệ môi trường mà làm loạn, nhưng y cũng không chấp nhận dễ dàng có kết luận ở chuyện quan trọng như vậy, ở vấn đề này y thà chấp nhận bảo thủ còn hơn. Quốc Đống, chú nói rất đúng. Tỉnh ủy, ủy ban chúng ta cần phải lắng nghe ý kiến các nơi, nhất là ý kiến của các chuyên gia. Cá nhân anh đồng ý tiến chậm ở phương diện này, thậm chí dừng lại cũng có thể, xem nhiều một chút, nghe nhiều một chút cũng không có hại gì. Thái Chánh Dương từ tốn nói. Nhưng chúng ta cũng phải xem xét vấn đề thực tế mà thị ủy ban Tam Giang đưa ra. Ưu thế phát triển của thị xã Tam Giang chính là dựa vào thủy điện và khai khoáng, luyện kim. Đồng thời dân chúng thị xã Tam Giang phá rừng làm rẫy sản xuất nông nghiệp cũng mang tới áp lực cho hệ sinh thái chỉ sợ không nhẹ hơn là khai thác thủy điện ở Tam Giang. Giúp dân chúng Tam Giang thoát nghèo chưa chắc chỉ có thể dựa vào phát triển thủy điện, em tin rằng chúng ta có thể tìm được phương thức khác để giải quyết. Chẳng qua có thể sẽ đầu tư lớn hơn, thời gian dài hơn nhưng như vậy sẽ hữu hiệu giảm bớt áp lực. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút và nói. Tóm lại khi khai thác phát triển ở thị xã Tam Giang thì không nên nóng lòng cầu thành, thà chậm từng bước còn hơn. Em thật ra cảm thấy chưa chắc chỉ có thể dựa vào phát triển thủy điện mới là hy vọng phát triển duy nhất của thị xã Tam Giang. Vấn đề phát triển thị xã Tam Giang là rất cấp bách. Bí thư thị ủy Tam Giang Trương Tùng xem ra vừa mới nhận chức đã đặt tâm tư vào việc này. Bây giờ lại làm đưa ra ý tưởng khai thác tài nguyên thủy điện của Tam Giang nên khiến không ít người chú ý tới. Quốc Đống, ý kiến của thị ủy Tam Giang cũng có lý, muốn thuyết phục bọn họ thì tỉnh ủy phải đưa ra lý lẽ xác đáng, nếu không chúng ta sao có thể khiến bên dưới phục tùng. Thái Chánh Dương vừa nghĩ vừa nói. Tháng sau Thủ tướng sẽ tới Điền Nam khảo sát, anh sẽ nghĩ cơ hội nói về vấn đề phát triển thị xã Tam Giang, tranh thủ chính sách của Trung ương. Đúng như chú nói. Nếu như có thể vứt bỏ vấn đề gây nhiều tranh cãi là phát triển thủy điện, chúng ta có phải có thể tìm được con đường phát triển càng thích hợp với thực tế Tam Giang không? Hoặc là nói chúng ta có thể tránh mạo hiểm về bảo vệ môi trường mà chấp nhận đầu tư lớn hơn ở phương diện khác nhằm hóa giải mâu thuẫn này? Thái Chánh Dương, Triệu Quốc Đống thảo luận khá chăm chú về vấn đề này. Việc khai thác phát triển thị xã Tam Giang có mâu thuẫn rất đột xuất, ngoài phát triển thủy điện có tiềm lực rất lớn ra. Thị xã Tam Giang nếu muốn thông qua con đường khác phát triển thì đúng là không nhiều, nhưng không nhiều cũng không có nghĩa là không có. Lợi dụng việc Trung ương đang chú trọng khu vực biên giới, mượn việc nếu khai thác phát triển thủy điện ảnh hưởng đến bảo vệ môi trường mà đưa ra phương án tổng hợp vừa phát triển được Tam Giang, vừa bảo vệ môi trường, tranh thủ tài chính xóa đói giảm nghèo và phát triển khu vực biên giới của quốc gia, cố gắng để quốc gia đầu tư phần nhiều, tỉnh phụ trách phần nhỏ. Đảm bảo toàn bộ tiền đầu tư giải quyết trở ngại cho sự phát triển của Tam Giang là cơ sở vật chất, làm cho kinh tế Tam Giang vốn bị phong bế hòa nhập vào kinh tế của cả tỉnh. Ở vấn đề này Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống nói chuyện khá lâu. Quyển 17, chương 45. Lên xe mà Triệu Quốc Đống vẫn chìm đắm trong cuộc nói chuyện vừa rồi với Kiu Kiu. Làm một bí thư tỉnh ủy cũng không dễ dàng gì. Nhất là ở Điền Nam có vị trí chiến lược càng lúc càng quan trọng nhất thì mâu thuẫn giữa bảo vệ môi trường và phát triển cũng khiến Kiu Kiu mất ăn mất ngủ. Có cần phát triển không? Cần, nhưng anh phải tính tới mặt trái mà phát triển mang lại. Ai cũng muốn phát triển các ngành công nghệ cao, không ô nhiễm môi trường, ít hao tổn điện năng, mà mấy ngành này dựa vào gì chọn chỗ anh? Ai cũng muốn phát triển ngành công nghệ cao, vậy ngành thu hút nhiều sức lao động, ngành cơ giới chế tạo sẽ đi đâu?
Điền Nam có ưu thế về sinh thái mà các nơi khác không thể so sánh. Địa lý đa dạng, phức tạp và tài nguyên động thực vật khiến nó thành viên ngọc chói mắt phía Tây Nam Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng vì nguyên nhân này khiến cho việc phát triển của các địa phương gặp ảnh hưởng. Ví dụ như thị xã Tam Giang chỉ có thể trơ mắt nhìn tài nguyên nước phong phú mà không thể khai thác, dân chúng không được hưởng lợi. Mâu thuẫn này càng lúc càng rõ ràng. Nhưng làm bí thư tỉnh ủy anh không thể không đứng ở góc độ càng cao, dùng thái độ chịu trách nhiệm để nhìn nhận vấn đề. Cân nhắc một vấn đề không thể đơn giản dùng lợi ích kinh tế, hiệu quả xã hội thậm chí lợi ích chính trị mà cân nhắc, anh còn cần phải suy nghĩ đến vấn đề của 30, 50 năm sau, đây là trách nhiệm, là đạo đức tối thiểu của một cán bộ cao cấp. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được áp lực mà QQ gặp phải. Trung ương đặt nhiều kỳ vọng vào Điền Nam, đồng thời cũng đưa ra yêu cầu cao hơn nữa. QQ nếu như muốn thực hiện khát vọng chính trị của mình, muốn có sân khấu lớn hơn nữa thì nhất định phải làm tốt ở Điền Nam. Thị ủy, Ủy ban Tam Giang và Đức Khánh đều đưa ra yêu cầu nhanh chóng khai thác tài nguyên thủy điện và khoáng sản. Trương Tùng đến làm bí thư thị ủy Tam Giang có lẽ có điểm bất mãn, đồng thời y cũng muốn làm ra thành tích nên muốn Tam Giang nhanh chóng phát triển là bình thường. Tình hình bên Đức Khánh cũng tương tự, cả hai đều có kinh tế chậm phát triển mà lại ngồi trên một kho báu không được khai thác. Hơn nữa xung quanh phát triển rất nhanh khiến cho đảng ủy, chính quyền địa phương cùng dân chúng đều có cảm giác mất mát, đều hy vọng phát triển. Tỉnh ủy, ủy ban dẫn hướng như thế nào để giúp hai nơi này vừa phát triển vừa bảo vệ môi trường mới là điều quan trọng nhất. Ở vấn đề này đúng là cần phải suy xét cẩn thận, dù là ai cũng không thể dễ dàng đưa ra quyết định. Điền Vĩnh Thái lăn qua lăn lại trên giường một lúc không thể ngủ làm vợ khá bực mình. Anh có chuyện gì thế, không ngủ đi. Điền Vĩnh Thái không để ý đến vợ mà chỉ ngồi dậy suy nghĩ không đáp lời. Phản ứng này làm vợ lo lắng. Chồng mình như thế nào thì chị ta biết rõ, bình thường nằm xuống là ngủ, chuyện công việc đều không mang về nhà. Hôm nay trông như vậy thì nhất định là có chuyện gì lớn. Lão Điền, có chuyện gì vậy? Có phải thời gian này mệt mỏi phải không? Thời gian này Điền Vĩnh Thái không ngừng chạy xuống dưới, có lúc đi cả tuần về được hai ngày lại đi. Hơn nữa trong thời gian này bên ngoài có lời đồn tỉnh ủy sẽ điều chỉnh mạnh bộ máy các thị xã bên dưới, không ít người sẽ xuống, không ít người hóa rồng, chẳng lẽ lão Điền cũng nằm trong số đó? Không có gì, chỉ là không ngủ được mà thôi. Điền Vĩnh Thái lắc đầu nói. Điền Vĩnh Thái đúng là có chút hưng phấn. Triệu Quốc Đống gọi y đến nói chuyện khá lâu, ngoài an bài công việc còn có một tin làm Điền Vĩnh Thái đến giờ vẫn hưng phấn. Triệu Quốc Đống đề cử y làm phó trưởng ban thường trực. Hơn nữa bí thư Thái cũng đã đồng ý. Phó trưởng ban thường trực cùng phó trưởng ban nghe thì chỉ thêm hai từ nhưng nó lại không hề đơn giản. Phó trưởng ban thường trực theo lý đương nhiên là cán bộ cấp giám đốc sở, phó trưởng ban bình thường chỉ là cấp phó giám đốc sở. Hơn nữa phó trưởng ban thường trực ở ban thậm chí có quyền lên tiếng hơn xa so với phó trưởng ban bình thường với tỉnh ủy. Làm phó trưởng ban nhiều năm như vậy, Điền Vĩnh Thái đương nhiên hiểu rõ sự khác nhau trong đó. Tần Lực sau khi đi làm bí thư thị ủy khiến chức phó trưởng ban thường trực để trống, không ít người nhìn chằm chằm vào vị trí này. Mặc dù là trong ban nói về lý lịch thì Liêu Cương cũng hơn mình, trong đó còn không kể đến mấy phó bí thư thị ủy các nơi đều nhòm ngó, thậm chí một ít thị trưởng mấy thị xã xa xôi cũng động tâm, ví dụ như thị trưởng thị xã Đức Khánh. Điền Vĩnh Thái không phải không động tâm nhưng y biết mình không có quan hệ nào cứng ở trong tỉnh. Thái Chánh Dương cũng tốt, Đào Hòa Khiêm cũng tốt, Trương Bảo Quốc cũng tốt. Tất cả đều không có ấn tượng quá sâu đối với mình. Có thể nói ngoài chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy ra bởi vì cùng là người Văn Thành nên quen với mình ra, mấy vị lãnh đạo khác đều chỉ là quan hệ rất bình thường, nhất là phó bí thư đảng đàn Trương Bảo Quốc càng không hài lòng với mình. Nhưng hạnh phúc đến quá đột nhiên, tin tức đến bất ngờ này làm Điền Vĩnh Thái vốn tự nhận mình có thể bình tĩnh đối mặt tất cả cũng thấy xúc động. Y biết Triệu Quốc Đống tin tưởng mình, mà y cũng thấy mình không phụ lòng tin của Triệu Quốc Đống. Sau khi xác nhận Tần Lực sẽ đến Đức Hồng làm bí thư thị ủy, công tác sau đó vốn thuộc về Tần Lực về cơ bản đều đè lên vai y, nhất là việc tổng hợp điều chỉnh bộ máy các nơi, đưa ra phương án thích hợp có thể nói liên quan đến tiền đồ chính trị của rất nhiều cán bộ cũng phải do y làm. Điền Vĩnh Thái tự nhận mình đã khách quan phương án lý lịch, tính cách của các cán bộ được khách sạn với Triệu Quốc Đống, cố gắng không đan xen tình cảm cá nhân vào. Điền Vĩnh Thái cũng biết Triệu Quốc Đống giao trọng trách này cho mình là tin tưởng mình. Mà y cũng không muốn làm thất vọng lòng tin này của đối phương. Khi nói chuyện Triệu Quốc Đống đã nói rất rõ chính là cho rằng Điền Vĩnh Thái là người thích hợp nhất cho chức phó trưởng ban thường trực, không có nguyên nhân gì khác chỉ đơn giản như vậy.
Đơn giản đến mức làm ngay cả bản thân Điền Vĩnh Thái cũng giật mình. Mình thích hợp nhất cho vị trí này. Chỉ sợ còn có rất nhiều người cho rằng năng lực, lý lịch của bọn họ càng thích hợp hơn. Không thể nghi ngờ một tay Triệu Quốc Đống quyết định việc mình làm chức phó trưởng ban thường trực này. Điền Vĩnh Thái thậm chí có thể tưởng tượng Trương Bảo Quốc rất không hài lòng việc mình làm phó trưởng ban thường trực. Triệu Quốc Đống làm như thế nào giao tiếp với Trương Bảo Quốc thì Điền Vĩnh Thái không rõ, nhưng Triệu Quốc Đống nếu dám can đảm nói chuyện với mình trước khi hội nghị thường vụ tỉnh ủy có quyết định, hơn nữa nói rõ đề cử mình làm phó trưởng ban thường trực thì đương nhiên là có sự tự tin. Năng lực và thủ đoạn của vị trưởng ban tổ chức cán bộ này, Điền Vĩnh Thái đã sớm biết, quyết không chỉ đơn giản là có quan hệ mật thiết với Bí Thư Thái. Bị vợ tò mò nhìn mãi làm Điền Vĩnh Thái không được tự nhiên. Y nằm uống kéo chăn trùm kín đầu. Ngủ. Côn Châu rất nhanh tiến vào trạng thái như trực chiến. Hội nghị lãnh đạo các quốc gia tiểu vùng sông Mekong lần 2 sẽ được tổ chức ở Côn Châu. Đến lúc ấy thủ tướng 6 nước Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam, Thái Lan sẽ tham gia. Hội nghị lần này có thể nói là hội nghị cấp cao nhất được tổ chức ở Côn Châu. 6 trong thời gian dài các nước tụ tập ở Côn Châu sẽ tăng lên địa vị quốc tế của Côn Châu, đồng thời đây cũng là thử thách rất lớn đối với tỉnh ủy, ủy ban Điền Nam. Vì đủ loại nguyên nhân nên Thái Chánh Dương mãi không muốn điều chỉnh chức bí thư thị ủy Côn Châu, mãi đến khi Triệu Quốc Đống đề nghị với Thái Chánh Dương, vừa lúc muốn mượn cơ hội này để Ngô Nguyên Tể nhanh chóng tiến vào trạng thái công việc nên Thái Chánh Dương mới hạ quyết tâm điều chỉnh Vệ Cơ Thành. Quyển 17, chương 46. Thủ tướng ngoài tham gia hội nghị hợp tác kinh tế ra còn dành 2 ngày tiến hành khảo sát ở Điền Nam chúng ta, trong đó trọng điểm là 3 thị xã Côn Châu, Ngọc Hà cùng với Tam Giang. Tỉnh vốn muốn thủ tướng đến thị xã Lan Thương xem một chút nhưng do đường đi không quá tốt, thời gian không đủ nên chỉ có thể hủy bỏ. Đào Hòa Khiêm rất bình tĩnh nhìn quanh một vòng. Ngoài ra thủ tướng Myanmar và thủ tướng Lào cũng sẽ tiến hành khảo sát 3 thị xã Côn Châu, Ngọc Hà cùng Khúc Châu, cũng sẽ hội đàm với thủ tướng Văn về việc tăng cường hợp tác quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa giữa Trung Quốc và nước họ. Vừa nãy Chủ tịch Hòa Khiêm đã phân công rất cẩn thận. Đây có lẽ là hội nghị thường vụ tỉnh ủy cuối cùng trước khi hội nghị hợp tác kinh tế diễn ra. Mấy phó chủ tịch tỉnh, bí thư thị ủy Côn Châu, Ngọc Hà cùng Khúc Châu đều tham gia hội nghị lần này. Tôi hy vọng mọi người dựa theo phân công của Chủ tịch Hòa Khiêm mà kiểm tra lại một lần nữa. Có thiếu sót phải sửa ngay nhất là 3 thị xã Côn Châu, Ngọc Hà cùng Khúc Châu cần phải chứng thực trách nhiệm, phân công tới từng thành viên trong bộ máy, ngăn chặn mọi bất ngờ có thể xảy ra. Giọng Thái Chánh Dương vang vọng cả phòng hội nghị. Các thường vụ và phó chủ tịch tỉnh đều cảm thấy tinh thần Bí Thư Thái rất tốt, như rất tự tin vào việc Đức Khánh tổ chức hội nghị khổng lồ này. Hội nghị lần này là cơ hội chưa từng có với Đức Khánh, nó có tác dụng thúc đẩy quan hệ văn hóa, kinh tế giữa Điền Nam và năm nước. Cho nên tỉnh ủy, ủy ban Điền Nam rất chú trọng và chuyên môn thành lập tổ công tác chuẩn bị hội nghị. Sau khi hội nghị kết thúc Triệu Quốc Đống cầm cặp rời khỏi phòng. Hội nghị hợp tác kinh tế lần này có ý nghĩa không bình thường chẳng qua hắn lại là người ngoài cuộc. Hội nghị hợp tác kinh tế sông Mekong lần này chủ yếu là cuộc gặp cho thủ tướng các nước, ý nghĩa chính trị là ở mặt khác. Còn đối với Điền Nam có tầm quan trọng hơn chính là việc thủ tướng khách sạn Điền Nam, đương nhiên thủ tướng hai nước Lào, Myanmar tiến hành khảo sát Điền Nam cũng có tác dụng tăng thêm sự hợp tác giữa Điền Nam với hai nước này. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ nên công việc này không có quan hệ mấy với hắn. Hắn lúc này vẫn chủ yếu tập trung đi khảo sát mấy thị xã khu vực Điền Tây Bắc, tiến hành khảo sát thị xã Tam Giang, chuẩn bị để Thủ tướng Văn Quốc Cơ đến Tam Giang khảo sát. Trưởng Ban Quốc Đống, Bí Thư Thái nói anh sẽ đi Điền Tây Bắc. Một giọng nói từ sau lưng truyền tới. Hay là chúng ta cùng đi? Triệu Quốc Đống đi chậm lại đợi đối phương đuổi kịp. Sao, Chủ tịch Bưu cũng muốn đến Điền Tây Bắc, là Đức Khánh hay Tam Giang? Dương Bưu nhất định sẽ không phải đi Lý Giang. Đi Lý Giang rất dễ, không cần phải chuyên môn có mình cùng đi, chỉ có thể là đi hai nơi kia. Từ Lý Giang đi qua quốc lộ gập ghềnh đến Đức Khánh, hoặc là qua Thương Sơn chạy tới Tam Giang, đường đi không quá tốt. Lần này sang đó chẳng lẽ nói vị phó chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp này bắt đầu hành trình khảo sát của mình. Tam Giang, Bí Thư Thái bảo tôi nắm chắc thời gian chạy tới Tam Giang, cùng với anh tiến hành kiểm tra đốc thúc. Theo tôi biết đây có lẽ là nơi mà Thủ tướng sẽ khảo sát chính. Ngoài ra sợ rằng Thủ tướng sẽ đưa ra vài câu hỏi về việc khai thác dòng Nộ Giang. Dương Bưu thản nhiên nói. Triệu Quốc Đống hơi động tâm, vị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Dương Bưu ngày xưa cũng không phải người trung lập như hắn nghĩ.
từ việc Thái Chánh Dương dốc sức để Dương Bưu chuyển sang làm phó chủ tịch tỉnh đủ để thấy Thái Chánh Dương coi trọng Dương Bưu như thế nào. Trọng trách của thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh là không hề nhẹ, không chỉ đơn giản là phát triển kinh tế, đồng thời cũng muốn đại biểu cho tỉnh ủy bên phía ủy ban tỉnh. Thái Chánh Dương để một người cứng rắn như Dương Bưu tiến vào nghe nói bị Đào Hòa Khiêm và Tống Quốc Lương kiên quyết phản đối. Nhưng do được Trương Bảo Quốc ủng hộ, Trung ương cũng đồng ý việc điều chỉnh này. Dương Bưu làm thường vụ tỉnh ủy nhiều năm, bây giờ sang làm phó chủ tịch tỉnh đương nhiên có quyền lên tiếng hơn một thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh mới tới nhiều. Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà Đào Hòa Khiêm, Tống Quốc Lương không muốn thấy Dương Bưu tiến vào làm nhân vật số 3 trong ban chính quyền tỉnh. Trưởng ban Quốc Đống, sang bên tôi ngồi một chút chứ. Đến hành lang, Dương Bưu mời. Triệu Quốc Đống suy nghĩ thật nhanh rồi đồng ý. Trên đời này không có hận thù vô cớ, Dương Bưu vừa mới làm phó chủ tịch tỉnh đã nhiệt tình mời mình đương nhiên là có lý. Hắn cũng không có lý do gì từ chối. Triệu Quốc Đống từ Khương Toàn Thuận mà hiểu được không ít thông tin về Dương Bưu. Vị chủ tịch mặt trận Tổ quốc kiêm chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh này trước đây làm trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh. Dương Bưu làm thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch mặt trận Tổ quốc một năm trước khi Thái Chánh Dương tới Điền Nam, sau đó Dương Bưu kiêm thêm chức chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Khương Toàn Thuận đã dùng từ đại trí giả ngu để đánh giá về Dương Bưu. Khương Toàn Thuận đánh giá như vậy không biết là có quá chút nào hay không, nhưng đủ thấy người này không bình thường. Người này trước đó từng làm thị trưởng thị xã Sở Châu, phó trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh, chánh văn phòng, lý lịch phong phú. Nhưng nghe nói Dương Bưu lúc làm trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh có quan hệ không quá hòa hợp với Đào Hòa Khiêm. Nhưng ở tình huống đó mà có thể nhảy lên làm thường vụ tỉnh ủy là tại sao thì Triệu Quốc Đống không thể biết được. Chỉ riêng điểm này đã chứng minh Dương Bưu không bình thường. Trưởng ban Quốc Đống, nghe nói anh thích uống trà, uống thử trà của tôi xem. Trà mà Triệu Quốc Đống lấy ra đương nhiên không phải loại bình thường, mùi trà phổ nhị mặc dù hắn không thích uống nhưng ngửi cái là nhận ra ngay. Chủ tịch Bưu, anh đúng là giấu đầu ngon, tôi mặc dù không uống phổ nhị nhưng cũng ngửi ra được. Ha ha, trưởng ban Quốc Đống, anh là lãnh đạo Điền Nam, công tác ở Điền Nam mà lại nói là không biết trà phổ nhị, sau này đi ra ngoài không phải sẽ bị người cười sao? Dương Bưu cười nói, hắc hắc, nói không thể nói như vậy, phổ nhị có lịch sử lâu đời, học vấn rất sâu, biết bề ngoài không bằng nói không biết. Hơn nữa tôi không quá thích uống trà mùi nặng như vậy. Tôi ở Ninh Lăng uống hắc trà đó là do tôi tự mình tạo thương hiệu đó, tôi là bí thư thị ủy nếu không ủng hộ thì hơi kỳ cục. Triệu Quốc Đống nói, Dương Bưu lúc này cũng đi vào chính đề. Trưởng ban Quốc Đống, bí thư Chánh Dương nói đã đưa đề xuất của hai thị xã Tam Giang, Đức Khánh về việc khai thác thủy điện cho anh xem, hỏi ý kiến anh. Đồng thời cũng bảo tôi trao đổi với anh ở vấn đề này, để khi Thủ tướng khảo sát thì chúng ta có thể đưa ra quan điểm. Triệu Quốc Đống lập tức ý thức được tính phức tạp của vấn đề. Vấn đề này vốn đáng lẽ do bên ủy ban tỉnh báo cáo mới đúng. Dương Bưu làm phó chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp nói còn được. Chẳng qua đây là do Thủ tướng đi khảo sát chỉ sợ không đến lượt Dương Bưu nói chuyện, phải do Đào Hòa Khiêm hoặc là Thái Chánh Dương phát biểu mới đúng. Vậy tại sao Thái Chánh Dương lại bảo Dương Bưu đến trao đổi với mình? Chủ tịch Bưu, Chủ tịch Hòa Khiên và Chủ tịch Quốc Lương có thái độ gì với ý kiến của hai thị xã kia? Triệu Quốc Đống hỏi. Trưởng ban Quốc Đống, tôi thấy Trương Tùng là cán bộ tận tâm với công việc. Chức bí thư thị ủy Tam Giang đối với y mà nói là một thử thách, mà thị xã Tam Giang phát triển như thế nào vẫn dẫn tới nhiều tranh luận, cái này chỉ sợ đưa tới tầm cả nước chú ý. Bây giờ có không ít nhà bảo vệ môi trường đứng ra hò hét muốn giữ lại hoàn cảnh sinh thái của Nội Giang, phản đối việc khai thác xây dựng thủy điện để phát triển kinh tế của Tam Giang, Đức Khánh. Dương Bưu không trả lời thẳng câu hỏi của Triệu Quốc Đống mà chuyển đề tài sang ý kiến của thị ủy ban Tam Giang. Triệu Quốc Đống sao không hiểu ý của Dương Bưu? Đây đương nhiên là do Đào Hòa Khiêm, Tống Quốc Lương thúc đẩy thị xã Tam Giang, Đức Khánh. Nếu Thái Chánh Dương suốt ngày kêu muốn phát triển, như vậy thị xã Tam Giang, Đức Khánh cũng sẽ lớn tiếng đòi phát triển. Tài nguyên nước của dòng Nộ Giang đủ để phát triển thủy điện, thị ủy ban Tam Giang, Đức Khánh đưa ra yêu cầu là rất hợp lý. Đây cũng vốn là công việc chủ đạo của ủy ban tỉnh, nhưng khi tranh luận hạng mục này kịch liệt như vậy thì ai cũng biết thái độ của tỉnh ủy mới là quan trọng nhất. Mà Thủ tướng sắp tới sẽ khách sạn Điền Nam, chuyện vốn im ắng 2 năm nay giờ đột nhiên quay lại. Không thể nghi ngờ Trung ương sẽ hoài nghi năng lực khống chế cục diện chính trị của bí thư tỉnh ủy Thái Chánh Dương, thậm chí còn có thể có đánh giá về phẩm chất của Thái Chánh Dương. Chiêu này quá tàn nhẫn,
có thể nói giết người không thấy máu. Ở không khí này nếu không tìm được cách giải quyết thích hợp, thái độ của Trung ương không rõ ràng thì dù anh tỏ thái độ ra sao, ủng hộ hoặc là phản đối có lẽ cũng đều mất điểm. Quyền 17, chương 417. Triệu Quốc Đống im lặng không nói. Dương Bưu cũng lẳng lặng cầm chén trà như suy nghĩ gì đó. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy mở rộng vừa nãy diễn ra rất hài hòa. Thái Chánh Dương tự nhiên, Đào Hòa Khiêm nói cười vui vẻ, Trương Bảo Quốc nói năng cẩn thận, Tống Quốc Lương bình tĩnh. Chính trị là một vở kịch, đủ mưu mô quỷ kế ở trong đó nhưng đến tầng này thường người ta dùng cách quang minh lỗi lạc khiến đối phương dù biết rõ nhưng muốn lui cũng không thể. Mặc dù biết là bẫy nhưng không thể tránh khỏi mà ngoan ngoãn tiến vào. Thị xã Tam Giang vốn không phải nơi trọng điểm mà Thủ tướng đi khách sạn, đường đi khó khăn vốn không thích hợp để lãnh đạo đi tới nhưng văn phòng quốc vụ viện lúc cuối cùng lại xác định Thủ tướng nhất định phải xem điểm này, trong này có gì mờ ám hay không thì Triệu Quốc Đống không tiện nói nhưng hắn tin rằng có người ở Điền Nam đã phát huy tác dụng dẫn đến quyết định này. Khảo sát Tam Giang, vậy tỉnh ủy Điền Nam cần phải có suy nghĩ sơ bộ về quy hoạch phát triển của Tam Giang, vừa có thể tiến hành nhưng cũng phải có tính dự đoán và cẩn thận. Nhất là khi rất nhiều phóng viên đang hứng thú đến việc khai thác dòng nộ giang, Lan Thương ó thể gặp phải vấn đề bảo vệ môi trường, ảnh hưởng đến hoàn cảnh sinh thái không. Bây giờ Thủ tướng đến khảo sát Tam Giang khó tránh khỏi giới truyền thông sẽ đặt câu hỏi với Thủ tướng. Thái độ của Thủ tướng ở vấn đề này sẽ khiến rất nhiều người chú ý, nói cách khác chính là đẩy Thủ tướng lên trước mũi dùi dư luận. Một bên là việc bảo vệ môi trường, hoàn cảnh sinh thái, một bên là yêu cầu phát triển. Làm thế nào ứng phó được cũng không phải vấn đề dễ giải quyết. Nhất là khi truyền thông nước ngoài luôn tìm sơ hở để nhằm vào, có lẽ nói sai một câu sẽ bị phóng đại vô hạn, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mà nếu thật sự xuất hiện hiện tượng này thì tỉnh ủy Điền Nam tạo ra sóng gió đó còn gì để mà nói. Chủ tịch Bưu, xem ra ở vấn đề này ý kiến của tỉnh ủy cũng không thống nhất. Triệu Quốc Đống một bên uống trà một bên lạnh nhạt nói. Đó cũng là bình thường, mọi người đứng ở góc độ khác nhau. Nhìn nhận vấn đề khác nhau nhất là một vấn đề có tính chuyên môn và chính trị như thế này thì có quan điểm như vậy cũng là bình thường. Chỉ cần mọi người không hành động theo cảm tính thì tôi có thể hiểu và tiếp nhận. Dương Bưu nhìn Triệu Quốc Đống. Nhưng nếu trong lòng có ý đồ, trông cậy vào đợt khảo sát này của Thủ tướng để mưu đồ gì đó thì bọn họ tính toán quá sai rồi. Triệu Quốc Đống khẽ nở nụ cười, Dương Bưu này nói khá thú vị, nói cũng khá lớn nối chẳng qua Triệu Quốc Đống thật ra thích cách nói này của đối phương. Nói rất đúng, Chủ tịch Bưu, vậy chúng ta cùng đi Tam Giang. Đi tới Tam Giang cũng mất 6-7 tiếng, hai ta có thể nói chuyện nhiều một chút, tôi nghĩ chúng ta có thể tìm được tiếng nói chung. Tôi cảm thấy chúng ta nên lắng nghe đánh giá khách quan của các chuyên gia về sự phát triển của Tam Giang, Đức Khánh, kể cả những ý kiến của chuyên gia nước ngoài giỏi về phương diện này. Ngoài ra cũng cần nghe tiếng nói của dân chúng địa phương. Bọn họ mới là chủ chính thức ở đó mà không phải một số quan chức địa phương cho rằng mình có thể thay mặt dân chúng hoặc là những người tự nhận mình là nhà bảo vệ môi trường. Mắt Dương Bưu sáng lên, bảo sao Bí Thư Thái nói Triệu Quốc Đống này có đầu óc rất nhanh nhạy, có thể nhanh chóng nghĩ được biện pháp ứng đối. Đào Hòa Khiêm nhíu mày nhìn tờ báo trong tay, đối phương phản kích rất mạnh, mặc dù không phải là các câu hỏi ngập trời nhưng lại dùng ngôn ngữ bình tĩnh để thể hiện thái độ công bằng khách quan của bọn họ. Các chuyên gia thủy điện đến từ Nga, Hong Kong, các nhà bảo vệ môi trường có thái độ ôn hòa đều đưa ra ý kiến của mình. Chiêu này quá lợi hại, không hề có chút ý kiến của quan chức, từ bề ngoài nhìn chính là đứng ở lập trường công chính mà đánh giá việc khai thác dòng nộ giang. Có nên khai thác không? Căn cứ ở đâu? Nếu khai thác thì khai thác như thế nào? Vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái sẽ giải quyết như thế nào? Làm như thế nào có thể tạo được hệ thống quy định tổng hợp và khoa học để khai thác dòng nộ giang? Làm như thế nào đảm bảo được quy định này là khách quan, công bằng? Liên tiếp các vấn đề được đưa ra đã nhanh chóng hào tan chủ đề khai thác lúc trước. Đào Hòa Khiêm dựa lưng vào ghế, y mệt mỏi ném tờ báo sao bên. Đúng là mệt, từ bao giờ xuất hiện tình huống này? Đào Hòa Khiêm vẫn cho rằng mình luôn thừa tinh lực, dù mệt mỏi đến đâu chỉ cần tắm, đi ngủ một giấc là tràn đầy tinh thần. Mặc dù là đối mặt với áp lực, khó khăn lớn hơn nữa y cũng không sợ. Nhưng y không nhớ nổi bắt đầu từ bao giờ mình như bị cuốn vào một mạng lưới nhằng nhịt, mình không bao giờ còn có thể hăng hái như trước nữa. Mà đối thủ mặc dù cũng không phải lập tức mạnh lên nhưng trong lòng ai cũng biết vấn đề là ở đâu. Một ít công việc mình an bài đã gặp cản trở, bên dưới cũng đã xuất hiện hiện tượng cò kè mặc cả. Mấy hiện tượng nhằm vào mình không nhất định phải thể hiện ra ngoài, giấu ở sâu trong mới làm cho người ta thấy áp lực lớn hơn nữa.
Dương Bưu và Triệu Quốc Đống đến Tam Giang trên danh nghĩa là đi kiểm tra trước khi thủ tướng tới khảo sát, nhưng ai cũng có thể ngửi được mùi trong đó, chuyện đến nước này đúng là giống như trèo lên lưng hổ. Đào Hòa Khiêm lắc đầu muốn mình tỉnh táo lại, tình huống cũng không đến mức quá xấu, nhưng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi có thể nhấc lên cơn sóng lớn như vậy, chấn động lớn đến thế, bản thân Đào Hòa Khiêm cũng có thể cảm nhận được biến hóa trong đó. Chủ tịch Đào, bí thư Lý tới. Thư ký lặng lẽ vào nói. Bảo Y chờ chút. Nghe thư ký nói, Đào Hòa Khiêm rất tức giận. Người xin gặp là bí thư thị ủy Chiêu Đạt, Lý Minh Sơn, chính xác mà nói là nguyên bí thư thị ủy Chiêu Đạt. Một thị xã Chiêu Đạt to như vậy mà kinh tế mấy năm liền chậm phát triển, trong thị ủy cũng liên tiếp xảy ra chuyện làm cho Đào Hòa Khiêm rất chán nản và mất mặt. Không phải phó trưởng ban thư ký thị ủy ly hôn gây sóng gió thì đến lượt phó trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy uống rượu lái xe đâm người, nạn nhân nhiều lần kiện lên ủy ban tỉnh. Nếu không thì cũng là một bí thư huyện ủy bị người kiện đề bạt cán bộ phi pháp, kết quả một người chưa thi công chức đỗ lại được làm phó chánh văn phòng huyện ủy. Ủy ban kỷ luật vào điều tra thì đó là em vợ của em vợ bí thư huyện ủy, liên tiếp sự việc xảy ra khiến hình tượng thị ủy Chiêu Đạt mất hết. Đào Hòa Khiêm mặc dù bất đắc dĩ vì Lý Minh Sơn là người theo mình từ khi y làm thị trưởng Côn Châu cũng chỉ có thể để đối phương rời đi. Lý Minh Sơn thiếu cả về năng lực và sự quyết đoán. Nói thật Đào Hòa Khiêm không phải người dùng người thân, dù lần này tỉnh ủy không điều chỉnh Lý Minh Sơn thì Đào Hòa Khiêm cũng sẽ cân nhắc việc này. Làm bí thư thị ủy một nơi đúng là làm khó Lý Minh Sơn. Lúc trước Lý Minh Sơn làm thị trưởng Chiêu Đạt còn đỡ một chút, sau đó y thuận lợi kế nhiệm chức bí thư thị ủy vài năm mà không xảy ra chuyện lớn, làm ngay cả Đào Hòa Khiêm cũng thấy may mắn. Nhưng ít nhất có một điểm là nhân phẩm của Lý Minh Sơn cũng được, không phải loại người thấy tiền là sáng mắt, không phải kẻ vô ơn. Lý Minh Sơn sau khi bị cách chức đến giờ vẫn chưa được bố trí chức vụ khác. Nghĩ vậy Đào Hòa Khiêm lại thấy đau đầu. Lý Minh Sơn mặc dù có khuyết điểm nhưng không lớn, ủy ban kỷ luật cho rằng y phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, ý này Đào Hòa Khiêm không có ý kiến gì, nhưng nếu chỉ vì như thế này mà bắt Lý Minh Sơn nghỉ việc thì hơi quá. Có lẽ kết quả xử lý cũng chỉ trong 1-2 ngày tới là có. Mà khi đó việc điều Lý Minh Sơn tới đâu cũng là chuyện đau đầu. Nghĩ đến việc này làm mình phải trao đổi với Trương Bảo Quốc và Triệu Quốc Đống, Đào Hòa Khiêm lại bực tức. Nếu Lý Đằng làm trưởng ban tổ chức cán bộ thì tốt biết bao, đâu có nhiều chuyện phiền lòng đến vậy. Nghĩ vậy Đào Hòa Khiêm không khỏi giật mình, hình như tất cả nguyên nhân đều do vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ kia gây ra. Cao Vĩnh Khôn đi, Triệu Quốc Đống tới như khiến bầu trời Điền Nam thay đổi, không còn sự bình tĩnh như trước nữa. Quyển 17, chương 48. Muốn xem hết Tam Giang trước khi thủ tướng đi khảo sát, Triệu Quốc Đống và Dương Bưu gần như không hề dừng bước. Chẳng qua Dương Bưu trọng điểm xem xét tình hình phát triển kinh tế, còn Triệu Quốc Đống lại tìm hiểu tình hình bộ máy Tam Giang. Triệu Quốc Đống ở thị xã Tam Giang 3 ngày, thậm chí còn đến huyện Cộng Sơn xa nhất về phía tây bắc của Tam Giang, tìm hiểu việc xây dựng chính quyền cơ sở, yêu cầu tổ chức đảng phải phát huy tính chiến đấu, dẫn đường cho dân chúng thoát nghèo giàu lên. Sau khi ra khỏi Tam Giang, Triệu Quốc Đống và Dương Bưu liền chia đường, Triệu Quốc Đống sang Lý Giang chạy tới Đức Khánh. Triệu Quốc Đống đi liên tục như vậy làm cho phó chánh văn phòng Phương Dạ Bạch đi cùng khá mệt mỏi, y không biết sao vị trưởng ban Triệu này lại thừa tinh lực như vậy. Có phải là do người nhà không ở bên nên không có chỗ phát tiết tinh lực mà dồn hết vào công việc không? Triệu Quốc Đống về Côn Châu chỉ trước ngày tổ chức 84 năm thành lập đảng. Hoạt động chúc mừng sinh nhật đảng này đang được thực hiện dưới sự an bài, tổ chức của Phó trưởng Ban Thường trực Điền Vĩnh Thái, Kỳ Tử Lan hỗ trợ. Hai người này phối hợp ăn ý làm Triệu Quốc Đống thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Trưởng Ban Triệu, xin mời ngài xem một chút, đây là hoạt động ngày mai, ngày kia của Ban. Sáng mai Trưởng Ban Điền muốn mời ngài tham gia phát biểu trong hội nghị tăng cường quan niệm tổ chức, đề cao tính kỷ luật cho đảng viên trẻ. Tôi đã chuẩn bị bản thảo cho ngài. 3 giờ 30 chiều mai tiến hành đại hội biểu dương đảng viên ưu tú toàn tỉnh. Có một số lãnh đạo tỉnh ủy sẽ tham gia. Tối thị ủy Côn Châu sẽ tổ chức đại hội, thị ủy Côn Châu gửi thư mời ngài và bí thư Bảo Quốc có mặt tham gia. Bí thư Bảo Quốc có lịch khác nên mời ngài thay mặt. Sáng ngày kia các cơ quan thuộc tỉnh ủy tổ chức thăm hỏi các đồng chí đảng viên lão thành, ngài cũng cần tham gia. Chiều mai là cuộc thi đấu kiến thức cơ sở của đảng ủy các cơ quan tỉnh ủy, trưởng ban vệ mời ngài tham gia. Một loạt lịch làm Triệu Quốc Đống không kịp nhớ. Việc này cũng làm Triệu Quốc Đống thấy tò mò vì thư ký mới của mình. Thư ký của Triệu Quốc Đống được để trống 1-2 tháng, trong thời gian đó cũng có khá nhiều ứng viên nhưng hắn không quá hài lòng.
Mãi đến khi Triệu Quốc Đống và Dương Bưu cùng đi Tam Giang khách sạn thì mới coi như xác định. Cuối cùng do Phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy Tào Tử Đạt đề cử với Phương Dạ Bạch, sau đó Phương Dạ Bạch đề cử với Triệu Quốc Đống. Thư ký mới, Đoạn Tự Lập thực ra chỉ nhỏ hơn Triệu Quốc Đống vài tuổi, cũng đã 30. Y làm đến chức trưởng phòng bên văn phòng tỉnh ủy, đương nhiên đây chỉ là chức hư vô không có thực quyền. Đoạn Tự Lập tốt nghiệp Đại học Sư phạm Điền Nam, trong trường đã làm ủy viên chi đoàn, được bầu là cán bộ đoàn xuất sắc, sau khi tốt nghiệp được phân phối tới một huyện của Côn Châu công tác 3 năm, điều lên ban tuyên giáo thị ủy Côn Châu, sau đó được một vị phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy coi trọng và điều lên văn phòng tỉnh ủy. Đây là thư ký thứ tư của Triệu Quốc Đống. Ngoài Lâm Đan là thư ký làm Triệu Quốc Đống không hài lòng ra, thư ký thứ hai, Lệnh Hồ Triều và thư ký thứ ba Vân Duệ đều làm Triệu Quốc Đống hài lòng. Đương nhiên hài lòng nhất chính là Lệnh Hồ Triều. Dù là tình cảm cá nhân hay sự hiểu rõ thì Lệnh Hồ Triều đều có thể nghiền ngẫm được tâm ý của Triệu Quốc Đống. Tên Đoạn Tự Lập rất hay, con người cần tự lập chẳng qua Triệu Quốc Đống có ấn tượng thư ký này của mình không nói nhiều nhưng khá cần mẫn, còn cần mẫn hơn cả Lệnh Hồ Triều và Vân Duệ. Các văn bản đưa tới Đoạn Tự Lập đều có thể phân ra loại nào cần duyệt gấp để lên trước, cũng biết chuẩn bị các loại báo, tạp chí mà Triệu Quốc Đống thích đọc. Ví dụ như đặt trên bàn hôm nay là tạp chí Địa lý Quốc gia, tạp chí du lịch về vấn đề khai thác dòng Nộ Giang. Đoạn Tự Lập đây là nghe Triệu Quốc Đống hỏi về vấn đề này nên tìm đến mấy tờ báo này cho Triệu Quốc Đống. Chỉ riêng tâm tư này cũng đủ chứng minh sự cẩn thận của Đoạn Tự Lập. Chỉ sau vài ngày Triệu Quốc Đống đã thích thư ký này của mình. Phương Dạ Bạch và Tào Tử Đạt đề cử người khá tốt làm Triệu Quốc Đống rất hài lòng. Tiểu Đoạn, tôi mới từ bên dưới về được mấy ngày chứ? Vậy mà cậu đã bố trí công việc cho tôi, hơn nữa ngay cả tối cũng bố trí, có phải yêu cầu quá nghiêm khắc không? Triệu Quốc Đống một bên xem văn bản rồi thản nhiên nói. Trưởng ban Triệu, sáng mai là hoạt động trưởng ban giảng bài ở trường đảng, ý của trưởng ban Điền là nếu ngài rảnh thì tốt nhất nên tham gia, dù là 10 phút cũng được. Hoạt động buổi chiều do tỉnh ủy thống nhất bố trí, không thể vắng mặt. Về phần buổi tối thì bí thư thị ủy Côn Châu, bí thư Ngô gọi tới, lúc ấy ngài còn chưa từ Đức Khánh về, bí thư Ngô nói sẽ gọi điện cho ngài. Bây giờ bí thư Trương nhờ ngài tham gia thay nên chỉ sợ không tiện từ chối. Đoạn Tự Lập một bên cẩn thận quan sát mặt sếp và nói. Hoạt động thăm hỏi sáng ngày kia cũng không thể vắng mặt. Ồ, rất được, an bài hành trình của tôi cũng có thể phân theo cấp độ nặng nhẹ. Cái nào có thể đẩy, cái nào nhất định phải tham gia. Được. Triệu Quốc Đống thoáng cái tập trung vào mấy tờ báo. Trưởng ban Triệu, đây là công việc của tôi. Đoạn Tự Lập nói rất nhẹ nhưng giọng điệu khá kiên quyết. Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Hắn bỏ tờ báo xuống. Ha ha, sao thế, lời của tôi làm tổn thương cậu sao? Không có, chẳng qua trưởng ban Triệu, tôi cảm thấy ngài hình như không quá tán thành công việc của tôi. Đoạn Tự Lập rất bình tĩnh nói. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Nếu lời nói của tôi không đúng thì tôi xin lỗi. Có lẽ do tâm trạng của tôi không tốt, có lẽ do tôi thấy phiền vì công việc cứ quấn lấy làm mình không thể an bài thời gian theo ý mình. Chẳng qua cậu nói đúng, đây là công việc của cậu, an bài của cậu không sai. Đoạn Tự Lập khá kinh ngạc. Trước khi đến làm thư ký cho Triệu Quốc Đống, Chánh văn phòng Tào và Chánh văn phòng Phương đã từng nói với y tính cách vị trưởng ban này khá đặc biệt nhưng tuyệt đối là nhân vật có nhân cách hấp dẫn người khác. Hai người hy vọng y có thể làm tốt công tác phục vụ lãnh đạo, từng bước đề cao mình. Trước đó y cũng đã tìm hiểu qua về Triệu Quốc Đống, lý lịch đúng là rất chói mắt. Chỉ riêng việc mới 35 tuổi đã làm cán bộ cấp phó tỉnh thì không phải ai cũng đạt được. Mà có không ít người muốn làm thư ký cho trưởng ban Triệu này, trong đó còn có nhiều người có lý lịch tốt hơn. Tốt nghiệp đại học cao cấp hơn mình, có không ít người có quan hệ mạnh hơn. Chỉ riêng ở ban tổ chức cán bộ đã có rất nhiều người muốn làm thư ký cho Triệu Quốc Đống. Nhưng nghe nói vị trưởng ban này chọn lựa thư ký rất cẩn thận, có lẽ do hai vị thư ký trước đó làm trưởng ban Triệu có ấn tượng tốt nên yêu cầu mới càng cao. Ở tình huống này Đoạn Tự Lập được đề cử đến ban tổ chức cán bộ làm y lo lắng nếu mình bị từ chối thì có phải mất mặt không? Đoạn Tự Lập không ngờ Triệu Quốc Đống rất nhanh đồng ý mình. Sau mấy ngày tiếp xúc, Đoạn Tự Lập thấy Triệu Quốc Đống không có chỗ nào đặc biệt, ngoài việc Triệu Quốc Đống có thể trong thời gian ngắn đi hết 3 thị xã Điền Tây ra, nghe nói còn đến huyện xa nhất của Điền Nam. Triệu Quốc Đống sau khi về không thấy có gì khác lạ nhưng lời nói lúc này của Triệu Quốc Đống làm Đoạn Tự Lập có chút cảm động. Đoạn Tự Lập cho đến bây giờ vẫn nghĩ rằng giữa người với người dù phân công công việc tạo ra cấp trên cấp dưới nhưng nhân cách là ngang hàng. Khi thực hiện chức trách thư ký của mình,
hơn nữa cũng cố gắng làm tốt nhất, có lẽ không được lãnh đạo tán thành nhưng y có quyền giải thích. Mà Triệu Quốc Đống hiểu và xin lỗi làm Đoạn Tự Lập cảm thấy mình được tôn trọng, sự tôn trọng này mang lại cảm giác được tán thành và tin tưởng. Trưởng ban Triệu, ngài quá khách khí rồi. Tôi chỉ hy vọng mình có thể làm tốt công việc của mình, làm cho ngài quan tâm đến công việc quan trọng hơn mà thôi. Đoạn Tự Lập nói. Nếu không có công việc gì khác thì tôi xin ra ngoài trước. Quyển 17, chương 49. Chờ một chút, Tiểu Đoạn, rất cảm ơn công tác của cậu, tôi muốn nói một câu, tôi rất hài lòng về công tác của cậu. Triệu Quốc Đống gọi đối phương lại, thái độ vừa bình tĩnh mà vẫn rất tự nhiên. Không nên có ý nghĩ gì khác, tôi nghĩ thời gian chúng ta làm việc chung với nhau còn dài, tôi hy vọng quan hệ giữa chúng ta không đơn giản chỉ là cấp trên cấp dưới mà có thể thiết lập thành đồng nghiệp, bằng hữu, tôi rất thích không khí công tác như vậy. Đoạn Tự Lập liếc nhìn Triệu Quốc Đống một cái thật sâu, do dự một lúc giống như đang cân nhắc hàm nghĩa chân thật trong lời nói của Triệu Quốc Đống, cuối cùng mới khẽ gật đầu. Tôi cũng rất mong đợi có thể ở bên ngài học thêm được nhiều điều. Triệu Quốc Đống nở nụ cười, lắc đầu không nói gì thêm. Được rồi, lát nữa có một cô gái họ Trình từ công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh Niết Bàn tới đây, cậu hãy mời cô ấy đến phòng làm việc của tôi nhé. Tôi rõ rồi. Đoạn Tự Lập gật đầu một cái rồi lặng lẽ rời đi. Đây là một người trẻ tuổi không tồi, tự tôn tự trọng, biết nắm giữ chừng mực rất tốt, không giống như những tên trẻ tuổi ngông cuồng tự đại, luôn làm ra vẻ khác. Biểu hiện của Đoạn Tự Lập rất hợp với khẩu vị của Triệu Quốc Đống. Chiếc lưỡi nhỏ dài thơm tho được Triệu Quốc Đống nhiệt tình liếm mút không ngừng, nhịp hít thở nặng nề cùng với tiếng rên rỉ yêu kiều giống như ngọn lửa đang thiêu đốt chút lý trí cuối cùng của Triệu Quốc Đống. Động tác của mình hiện tại đã có phần càn rỡ rồi, nơi này không phải là khách sạn cũng không phải là nơi nghỉ dưỡng mà là phòng làm việc. Mất một hồi lâu Triệu Quốc Đống mới cố nén nhịn cơn dày vò trong nội tâm, rút được chân ra khỏi cơn bể tình, hắn khẽ nâng khuôn mặt Trình Nhược Lâm lên, quan sát đánh giá lúc lâu rồi thở dài một hơi và bỏ tay ra. Làm sao vậy? Trình Nhược Lâm rất thỏa mãn lấy chiếc kính nhỏ từ trong ví ra đeo lên rồi lại lấy một chiếc giấy ẩm lau lau vết son môi trên mặt Triệu Quốc Đống cho đến khi sạch bóng rồi mới bình tĩnh ngồi xuống ghế salon. Không có gì, mọi người đều nói thành phố Côn Châu giống như một khu vườn thực vật tràn trề sức sống nhưng đối với anh mà nói thì lại giống như một sa mạc tình cảm, ngay cả một ốc đảo cũng không thấy. Triệu Quốc Đống cũng sửa sang lại quần áo của mình một chút rồi ngồi xuống đối diện với Trình Nhược Lâm. Trình Nhược Lâm bật cười khúc khích. Có thể nói là mỗi cái liếc mắt, mỉm cười cũng sinh ra trăm ngàn vẻ kiều mị. Triệu Quốc Đống thấy vậy cũng không tránh khỏi ngây ngốc, đã lâu không gặp rồi, Trình Nhược Lâm vốn dĩ phong tình kiều diễm tựa hồ cũng toát ra vẻ ung dung quý khí, lăn lộn trên thương trường trong một thời gian dài đã dưỡng thành cái ý vị quyền quý kiêu ngạo, khiến cho mỗi một động tác của cô không còn giống như một cô gái ngây thơ mới bước chân vào thương trường như hồi xưa nữa. Thấy đôi mắt ngẩn ngơ như mất hồn của Triệu Quốc Đống khiến trong lòng Trình Nhược Lâm rất thích. Ít nhất thì sức cuốn hút của mình trong mắt tình lang chưa hề giảm đi chút nào, đối với bất cứ người phụ nữ nào thì đây đều là sự an ủi không thể tốt hơn. Quốc Đống, ở Côn Châu anh cô đơn tịch mịch như vậy ư? Trình Nhược Lâm liếc nhìn đầy quyến rũ khiến tâm hỏa của Triệu Quốc Đống lại tán loạn. Cô đơn thì chắc chắn rồi nhưng tịch mịch thì phải chờ xem mới nói được, bên này chuyện nhiều, chưa quen thuộc tình hình. Anh làm trưởng ban tổ chức cán bộ, phải lần lượt chạy tới toàn bộ 16 thành thị trong tỉnh, em tính xem. Anh mới tới được hơn 3 tháng, 16 thành thị trong tỉnh ngoại trừ Côn Châu thì 15 nơi còn lại anh cũng phải chạy tới một lần, không dám nói cúc cung tận tụy cho tới cuối cùng nhưng ít nhất cũng coi như là dốc sức làm đúng không? Triệu Quốc Đống cảm giác mình cuối cùng cũng tìm được một đối tượng để thổ lộ hết rồi. Trình Nhược Lâm không giống như Lưu Nhược Đồng luôn có một tầng ngăn cách mỏng khó nói rõ với mình, mặc dù là ở những vấn đề lớn thì Lưu Nhược Đồng là trợ thủ đáng tin cậy và tỉnh táo nhất đối với mình nhưng ở những chuyện vụn vặt thì Triệu Quốc Đống lại phát hiện ra mình không ngờ lại không biết nên mở miệng như thế nào khi đối mặt với Lưu Nhược Đồng. Có lẽ là từ trong tiềm thức mình không muốn đem việc này nói cho Lưu Nhược Đồng, đây là một loại phản ứng của tiềm thức, mà những tình tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống, công việc này thì lại là những điều có thể chứng minh quan hệ song phương nhất. Triệu Quốc Đống sau khi ngẫm nghĩ mới cảm thấy được những điều này hình như mình chỉ có thể thổ lộ hết thảy với Trình Nhược Lâm cùng với La Băng, có lẽ còn có Cụ Vận Bạch mà không có trở ngại nào hết. Chẳng trách em cảm thấy anh hình như đen gầy đi nhiều, anh phải chú ý sức khỏe, đừng có để vất vả quá, cẩn thận lại hại tới bản thân đó. Nhìn gương mặt ngăm đen của Triệu Quốc Đống, Trình Nhược Lâm nói với giọng đau lòng xen lẫn oán giận. Tình hình cũng không phải ngày một ngày hai là có thể quen thuộc, anh đến Điền Nam cũng không phải nửa năm. Một năm,
công việc cứ triển khai từ từ là được, đừng để tới khi chưa nắm được công việc mà sức khỏe thì đã suy sụp trước. Không đến mức ấy, em nghĩ xương cốt anh lại kém như vậy sao? Có phải là cảm thấy anh dám nắng đúng không? Đó là bởi vì anh mới từ Tâm Giang và Đức Khánh về, bên đó mặt trời quá gắt, tia tử ngoại mạnh quá, phơi nắng nhiều cũng có lợi cho sức khỏe mà. Triệu Quốc Đống vỗ vỗ ngực ra điều cơ thể mình vẫn cường tráng rắn chắc như trước kia. Ồ, anh tới bên Tây Bắc sao? Nghe nói phong cảnh bên đó rất đẹp, có một người trong công ty tới đó từ tháng 4 vừa mới trở về, kể về phong cả bên đó tới mức ba hoa trích chòe, khiến mọi người trong công ty định tới đó nghỉ hè một lần cho biết, cảm nhận được phong tình thiên nhiên chỉ riêng bên đó xem sao. Trình Nhược Lâm nghe thấy Triệu Quốc Đống nói mới từ bên Tam Giang về nên nói đầy hứng khởi. Bên đó thực sự có đẹp như vậy hay không? Cái tên ở đơn vị bọn em kia vì mải ham chơi nên đánh mất máy camera, do đó khi về chỉ có miêu tả miệng, anh đi chuyến này chẳng lẽ không chụp tấm ảnh nào hay sao? Nhược Lâm, đây là anh đi điều tra nghiên cứu công tác, ảnh chụp cũng có không ít nhưng chủ yếu đều chụp công việc. Nếu em muốn xem ảnh phong cảnh thì đích thực không có tấm nào cả, cho dù có thì sợ là cũng không thỏa mãn được yêu cầu của em. Triệu Quốc Đống cười lắc đầu. Nếu em thực sự khao khát thì tại sao không tự mình tới đó xem? Phong cảnh tự nhiên nơi đó mỹ lệ vô cùng, tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của em đi một chuyến thì chắc chắn sẽ thấy không uổng phí. Quốc Đống, anh đừng nói nữa kẻo khiến em động tâm mất, thời gian này em cũng không bận lắm, em thật muốn đi xem một lần. Trình Nhược Lâm chợt động tâm. Anh có thời gian không? Triệu Quốc Đống khẽ cười khổ. Nhược Lâm, em thử nghĩ xem. Trình Nhược Lâm khẽ mỉm cười lắc đầu. Quốc Đống, anh càng lúc càng lên cao nhưng càng ngày lại càng không tự do, đây là chuyện tốt hay là bi ai đây? Có được có mất, chẳng ai đánh giá được. Vẻ mặt Triệu Quốc Đống cũng hiện lên sự cô đơn, nói với giọng bùi ngùi. Có đôi khi cảm thấy mất đi một ít cũng đáng nhưng lại có đôi lúc lại thấy hết thảy chẳng có bao ý nghĩa, con người chính là động vật tình cảm, mỗi thời mỗi khắc rất khó dùng ý nghĩ để đánh giá. Trình Nhược Lâm rơi vào trầm mặc. Con đường làm quan của Triệu Quốc Đống càng lúc càng cao khiến cho khoảng cách với các cô càng ngày càng xa vậy, bất kể là cô hay La Băng đều cảm thấy điều này. Lúc trước còn ở An Nguyên thì chưa cảm nhận được điều này, một tháng tổng cộng hắn cũng trở về được vài lần, tình trạng ý thiếp, chăm sóc nhau triền miên, chung quy vẫn có thể làm cho người ta có cảm giác niệm tưởng. Nhưng từ sau khi tới Nội Mông Cổ thì bất kể là Trình Nhược Lâm hay La Băng đều nhận thấy rõ điều này. Từ An Nguyên đến Điền Nam mới hơn 3 tháng trời mà Triệu Quốc Đống chỉ về An Đô được 3 lần, mà hầu hết đều chỉ ở một đêm rồi đi, Trình Nhược Lâm biết được điều này cũng là từ chỗ La Băng. Khoảng cách sinh mỹ cảnh nhưng cũng sẽ khiến tình cảm trở nên lạnh nhạt, điều này rất hiện thực. Kể từ khi Triệu Quốc Đống đến Nội Mông Cổ thì đây là lần đầu tiên Trình Nhược Lâm gặp Triệu Quốc Đống, hơn 3 tháng trời, điều này trước kia quả thực không thể tưởng tượng tới nhưng bây giờ thì lại có chiều hướng bình thường hóa. Chẳng lẽ mỗi một ước mơ khởi đầu thì hạnh phúc nhưng kết thúc đều u ám, thất sắc sao?